Chương 621, Tống lão gia tử. Ừ, Tống Sơ Kiệt đáp một tiếng, sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Trưởng ban Tống, dì Tào, Trinh Giao, cháu xin phép về đây, Diệp Phàm chào lại lần nữa. Thật ra thì hắn rất muốn ở lại, tuy nhiên hắn biết không có khả năng. Có thể ở lại Tống gia, quan hệ đó hắn chưa dám nghĩ tới. Đã trễ thế này, để chú gọi xe đưa cháu, Tống Sơ Kiệt nhẹ nhàng nói, vẫn còn coi như là thông tình đạt lý. Lão Tống, đã trễ thế này làm sao thật là phiền phức sư phụ Lý, Tào Mai Phương hừ một tiếng, rõ ràng phải không hài lòng khi Tống Sơ Kiệt gọi tài xế đưa Diệp Phàm về. Không được trưởng ban Tống, trường đảng cách đây không xa, cháu đi bộ về cũng được, Diệp Phàm cười nhẹ, liếc Trinh Giao một cái, thấy cô đang sờ nắn cái chân đau của mình liền cười nói, Trinh Giao, để ngày mai anh tới dùng kim khâu châm cứu cho em, đảm bảo trong 3 ngày có thể hoạt động tự nhiên. Cậu có châm cứu thuật, Tống Sơ Kiệt hỏi vẻ kinh ngạc. Ha ha, cũng biết một chút, hồi bé có theo học một đạo sĩ một thời gian ngắn, cũng là phương thuốc dân gian, tuy nhiên khá hiệu quả, Diệp Phàm nói, thái độ khôn nhu không cương. Không cần làm phiền rồi, thầy thuốc Phương cũng sẽ tới, Tào Mai Phương lạnh giọng nói. Vậy thì càng tốt rồi, trưởng ban Tống, dì Tào, cháu đi trước, Diệp Phàm không muốn nói thêm, nhẫn nhịn xoay người định bước ra. Trinh Giao, làm sao trễ như thế mới trở về, thật là làm mọi người lo lắng, lúc này, ở chỗ cầu thang chợt vang lên một giọng nói khàn khàn, Diệp Phàm quay đầu nhìn lại thì thấy một khuôn mặt khá giống với Tống Sơ Kiệt đang vịn cầu thang đi xuống, nhìn bước chân hình như hơi khập khiễng. Diệp Phàm giật mình, chỉ sợ ông lão ngã nên bước tới mấy bước để đỡ, khẽ nói, lão ra ra, chậm thôi. Thật ra thì hắn đã sớm ngầm vận khí ra tay truyền vào kinh mạch ông lão một vòng, phát hiện chân trái hình như bị tắc nghẽn. Hắn hiểu ngay là chắc là khí huyết bị nghẽn ở đó, cũng không phải là chấn thương quá nặng nhưng nếu chữa trị theo con đường chính quy sẽ rất khó giải quyết nên ông lão này bước đi hơi khập khiễng. Diệp Phàm xem chừng nếu như mình thi triển y điển trong, càn nguyên kim châm thuật, phối hợp thêm dược liệu tốt, đoán chừng nửa năm thì ông lão này có thể khôi phục đi lại bình thường. Cha, làm sao cha lại xuống đây, cẩn thận một chút, Tống Sơ Kiệt vốn định tiến lên đỡ nhưng bị Diệp Phàm đoạt được tiên cơ nên dừng lại. Tiểu tử, tên gọi là gì, đang làm gì? Chẳng lẽ là bạn học Trinh Giao? Tống Gia Gia thuận miệng hỏi, thái độ tương đối hòa ái. Ha ha, Tống Lão, cháu tên là Diệp Phàm, từ Ngư Dương tới, không phải là bạn học Trinh Giao. Trước kia Trinh Giao cùng Triệu Tứ tiểu thư, Điền Trúc cùng đến Ngư Dương. Lần này cháu đến trường đảng Thủy Châu đảng học tập, cha của Điền Trúc là thầy giáo của cháu nên mới biết. Diệp Phàm bình tĩnh đáp. À, cháu mới bao nhiêu tuổi mà tới trường đảng tỉnh ủy học tập, Tống Lão rõ ràng tới hứng thú, nhìn Diệp Phàm phát hiện đúng là trẻ tuổi, sắp xỉ tuổi với cháu gái Trinh Giao của mình. Cháu gái mình mới tròn 20 tuổi, ở tuổi đó có thể đến trường đảng tỉnh ủy học tập. Tiểu tử này chẳng lẽ là hậu nhân của danh môn nào? Cháu, gần bằng tuổi với Trinh Giao, 3 tháng nữa sẽ tròn 20 tuổi, Diệp Phàm cười nói. Cha, tuy cậu ta mới 20 tuổi nhưng là phó chủ tịch Ngư Dương huyện, lần này đến trường đảng tỉnh ủy là tham gia lớp anh tài xuyên thế kỷ của tỉnh ủy tổ chức, hậu sanh khả úy, tiền đồ vô lượng. Ha ha, Tống Sơ Kiệt thuận miệng khen một câu. Ừ, có chút bản lãnh, Tống Lão gật đầu, liếc Diệp Phàm một cái. Rồi lại nhìn cháu gái của mình một cái, mặt không đổi sắc. Cha, học viên của lớp anh tài xuyên thế kỷ lần này đều mới 20 tuổi, nghe nói trong đó còn có cán bộ cấp phó ban, cấp phòng nhiều hơn, phó phòng chỉ có mấy người, Tào Mai Phương thản nhiên, ngụ ý trong đó thì chỉ Diệp Phàm chẳng qua là một cán bộ cấp phó phòng nho nhỏ, chỉ đứng cuối trong lớp. Diệp Phàm dĩ nhiên cũng nghe ra ám chỉ của Tào Mai Phương nhưng cũng giả vờ như không nghe thấy. Cười nói, đúng vậy. Trong lớp cháu có một phó ban, còn lại phần lớn cũng là cấp trưởng phòng. Thầm nghĩ, Tào Mai Phương, tôi biết bà nhìn tôi tới Ngư Dương nên không thuận mắt. Tuy nhiên Diệp Phàm này cũng chưa chắc cũng phải dựa vào Tống gia các ngươi. Nếu không phải nhìn mặt Trinh Giao, tôi đã sớm phủi tay rời đi rồi, ngoá nó, gia đình quan lớn này thì có gì hay đâu. Ra ra, ông có thể không biết, bản lãnh Diệp Phàm lớn đấy, Tống Trinh Giao vội vàng chống đỡ vì Diệp Phàm. Bản lãnh lớn, có bản lãnh gì, nói tôi nghe một chút, Tào Mai Phương tức giận nói. Ừ, nói nghe một chút, bản thân ta cũng muốn nghe một chút, Tống Lão gia tử híp nửa mắt, ngồi ở trên ghế xa, một tay vuốt chân sưng của Trinh Giao, cười hỏi. Buổi tối lúc ăn cơm là Diệp Phàm mời khách,
ở quán lẩu Lão Vương gặp được tướng quân Triệu, còn có một thiếu tướng, hình như là tư lệnh trấn của quân khu tỉnh chúng ta, Tống Trinh Giao nghiêng đầu một cái, đắc ý nói. Dĩ nhiên, Tống Trinh Giao cũng trợ uy cho Diệp Phàm. Tướng quân Triệu nào? Tống Sơ Kiệt chấn động. Bác hai của chị Triệu, hình như ở căn cứ Vịnh Lam Nguyệt Thủy Châu, Tống Trinh Giao nói. Chẳng lẽ là tướng quân Triệu Quát? Ánh mắt của Tống Lão Gia Tử đột nhiên mở lớn một chút. Ừ, không sai, nghe chị Triệu gọi ông ấy là bác hai. Ông ấy gọi chị Triệu là nha đầu, hai người rất thân thiết, Tống Trinh Giao gật đầu, đắc ý liếc Diệp Phàm một cái, dĩ nhiên vẫn bị Tào Mai Phương. Cười nói, nha đầu này, tướng quân Triệu là tướng quân Triệu, có quan hệ gì với Diệp Phàm? Quan hệ dĩ nhiên cũng không quan hệ gì. Bất quá khi lúc Triệu tướng quân đi ngang qua phòng bao chúng con thì nghe thấy tiếng chị Triệu nên vào nói chuyện. Lúc nhìn thấy Diệp Phàm thì gọi Diệp Phàm là tiểu bằng hữu, Tống Trinh Giao nói tới đây cũng không nhìn thấy, ra mặt Tống Sơ Kiệt và Tống Lão Gia Tử run lên một chút. Tống Trinh Giao đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói với Diệp Phàm, Phàm ca, anh nói một chút, tướng quân Triệu là trung tướng, làm sao lại bảo anh là tiểu bằng hữu? Sau đó còn nói với tư lệnh trấn là anh kết nghĩa huynh đệ với cái gì đoàn trưởng Thiết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đoàn trưởng Thiết kia rất nổi danh đúng không? Hình như tư lệnh trấn vẫn kêu là lão Thiết, chẳng lẽ là chiến hữu của tư lệnh trấn? Ha ha, trước kia cháu có tới chỗ Thiết ca chơi nên gặp được tướng quân Triệu một lần, đoán chừng thấy cháu còn nhỏ nên gọi là tiểu bằng hữu. Về phần nói đoàn trưởng Thiết là trong một lần tình cờ gặp nhau, có lẽ y cảm thấy cháu hợp ý nên nhận làm huynh đệ. Không có gì, Diệp Phàm thấy Tống Lão Gia Tử và trưởng ban Tống nhìn mình chằm chằm, vội vàng thuận miệng nói. Nói xong ra vẻ thản nhiên vì hắn không muốn để lộ ra quan hệ này, Diệp Phàm rất không muốn để lộ ra thân phận bên quân đội bởi vì hắn không muốn lăn lộn bên đó, nếu không đã cởi thường phục để truy cầu ngôi sao tướng rồi. Tống Lão Gia Tử cảm giác Diệp Phàm sâu không lường được, dù sao cái này cũng nói không rõ ràng lắm. Nếu quả thật là một con cá lớn trên quan trường muốn tra ra lai lịch mình thì chắc là có thể. Đoàn trưởng Thiết, không phải là đoàn trưởng Thiết của căn cứ Vịnh Lam Nguyệt Thủy Châu sao, Tống Lão Gia Tử cười hỏi Diệp Phàm. Đúng là y, tên là Thiết Chiêm Hùng, Diệp Phàm thấy tránh không thoát nên phải nói thật. Hắn không biết, Tống Lão Gia Tử mấy năm trước là bí thư tỉnh ủy tỉnh Nam Phúc, cho dù đã lui về mấy năm nhưng vẫn biết được một chút bí mật trong quân đội. Ừ, như vậy đi, Tiểu Diệp. Khuya rồi, cháu ở lại đây đi, Tống Lão Gia Tử đột nhiên mở miệng, Tào Mai Phương há miệng định nói gì nhưng cuối cùng không lên tiếng. Ở trong nhà này, Tống Lão Gia Tử có quyền uy tuyệt đối. Không được Tống Lão, cháu phải trở về đã, sáng sớm ngày mai là khai giảng, lần đầu tiên cũng không thể tới trễ, Diệp Phàm lắc đầu, bộ dạng rất chân thành. Vậy cũng tốt, lớp anh tài xuyên thế kỷ lần này của tỉnh ủy tương đối trọng yếu, Tống Lão Gia Tử vừa nói. Quay đầu sang con trai Tống Sơ Kiệt nói, gọi Tiểu Lý đưa Tiểu Diệp trở về, đường này chắc không có xe. Được, để con gọi điện thoại, Tống Sơ Kiệt gật đầu. Tống Lão, có câu không biết có nên nói hay không? Diệp Phàm ra vẻ khó xử. Có lời gì nói đi, ông mặc dù lớn tuổi nhưng một số lời vẫn có thể nghe lọt tai, ha ha ha. Tống Lão Gia Tử vô cùng hòa ái, cười nói. Vừa rồi cháu thấy chân trái của ông hình như cử động hơi khó. Diệp Phàm lấy hết can đảm, chỉ sợ Tống Lão Gia Tử tức giận. Ừ, cháu cũng thấy sao, ai? Bệnh cũ rồi, thầy thuốc nói là làm giải phẫu cũng vô dụng, Tống Lão Gia Tử thở dài. Có thể để cháu thử một chút được không, hồi bé cháu có học qua thuật châm cứu. Không dám nói có bao nhiêu nắm chắc, bất quá, Diệp Phàm nói tới đây nhìn toàn bộ người trong phòng một cái, không nói gì thêm. Hắn cũng hơi hối hận mình mạo muội. Nếu chị không hết bệnh này thì vừa mất mặt lẫn có thể chọc giận Tống gia, cái được không bù đắp đủ cái mất. Diệp Phàm dĩ nhiên cũng nhìn thấu một chút đầu mối, Tống Lão Gia Tử đoán chừng là lui, tuy nhiên quan uy vẫn còn mơ hồ. Hơn nữa rất là trầm ổn, đoán chừng lúc tại chức có thể hay là một quan lớn cấp tỉnh. Ở Tống gia đoán chừng Lão Gia Tử có quyền uy tuyệt đối, từ thái độ của mẹ Tống Trinh Giao không dám lên tiếng cũng có thể thấy được một chút manh mối. Mới vừa rồi Tống Lão Gia Tử còn chưa xuống thì Tào Mai Phương căn bản không sợ hãi Tống Sơ Kiệt nhiều. Bây giờ Tống Lão Gia Tử vừa đưa ra lời đề nghị, Tào Mai Phương lập tức tịt ngòi không dám lên tiếng, từ điểm này cũng có thể thấy uy phong của Tống Lão Gia Tử. Gần đây nội tức của Diệp Phàm không ngừng tăng lên nên thuật xem tướng cũng theo đó tiến bộ rất lớn, phương diện quan sát lại càng tỉ mỉ rất nhiều.
Tiểu Diệp, cậu có mấy thành nắm chắc? Tống Sơ Kiệt đột nhiên hỏi, vẻ mặt ngưng trọng. Chương 622, tượng đất cũng có 3 phần khí. Lão Tống, hắn có thể làm không? Chỉ là phương thuốc dân gian cũng không thể dùng loạn, thân thể cha e là chịu không được hành hạ. Nếu là, Tào Mai Phương không vui, rõ ràng không tin Diệp Phàm có bản lãnh gì. Nghiêng qua nhìn Diệp Phàm thì đã bắt đầu trầm mặt, thầm nghĩ, Tống gia có quyền thế, nhưng Diệp Phàm ta không tin nếu không qua cửa của Tống gia thì không thể tăng thêm mũ quan. Cầu người không sai, bắt quan hệ với lãnh đạo cũng không sai, chuyện này cấp dưới vẫn phải làm. Tuy nhiên nếu chuyện luồn cúi thì cho dù là chủ tịch nước, Diệp Phàm ta vẫn khinh thường. Ha ha, là phương thuốc dân gian. Nếu như Tống lão tin tưởng thì thử một chút, hẳn là không nhiều tác dụng phụ lắm. Dĩ nhiên, hiệu quả thì cháu cũng không dám đảm bảo. Vậy đi, tối ngày mai cháu sẽ châm cứu cho Trinh Giao một chút, nếu như Tống lão cảm thấy được, Diệp Phàm nói nửa câu, trưng cầu ý kiến của bọn họ. Mẹ, để anh Phàm thử một chút, không có gì đâu, Tống Trinh Giao len lén liếc ra ra một cái, đánh bạo nói. Thử 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 cái gì? Tào Mai Phương tuy nói mịt mờ nhưng ý nghĩa rất rõ ràng. Ý chỉ Diệp Phàm định dựa vào Tống gia, dùng một phương thuốc dân gian bất chấp mạng người Tống gia, còn định đem Trinh Giao và Tống lão gia tử làm chuột bạch. Mấy tiếng thanh âm chói tai vang lên, mọi người Tống gia đều mở to mắt. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Diệp Phàm móc ra ở trong bọc cái gì rồi vung tay. Nghe một tiếng chói tai rồi thấy trên bàn uống trà cổ thời Thanh xuất hiện 5-6 chiếc kim châm nhỏ như tơ màu bạc xếp thành một hàng, lấp lóe trong ánh đèn điện. Mấy cây châm này làm người của Tống gia sợ hãi than thở, chỉ là mấy cây châm mảnh mai sao có thể cắm ngập vào bàn trà, thẳng đều như một hàng lính. Ha ha, Tống lão gia tử, trưởng ban Tống, dì Tào, Tống cô nương. Châm này có lẽ không dùng vậy thì không cần thử, tôi đi về trước, Diệp Phàm đã không nhịn được thái độ của Tào Mai Phương. Đây chính là kim châm của cháu, cáo từ, Diệp Phàm để tay lên bàn trà ấn nhẹ một cái, 7-8 chiếc kim châm cứu bắn ra rồi bị hắn thu vào trong túi, thủ pháp tương đối thành thạo, hai tay ôm quyền xoay người bước thẳng đi. Tiểu tử, chờ chút đã, phía sau truyền đến tiếng la của Tống lão gia tử, bất quá Diệp Phàm đã sớm cất bước đi, không quay đầu lại. Tỳ khí còn không nhỏ, Trinh Giao, con thấy chưa? Người như vậy nếu không giáo dục thì ra sao, mới vừa làm đến phó chủ tịch huyện đuôi đã vểnh lên trời. Tào Mai Phương ở phía sau vẫn không quên cảnh cáo con gái. Hừ, gì tao, Diệp Phàm ta tuy nói đến từ thôn dã, nhưng cũng không có ý nghĩ ác liệt như vậy, Diệp Phàm nổi giận. Hừ, tôi đã sớm nói, không có bản lãnh cũng đừng có khoác loác. Y thuật là khoa học. Một loại thuốc mới muốn dùng được phải thử nghiệm mấy năm thậm chí là mấy chục năm, trải qua thử nghiệm lâm sàng bao nhiêu người mới được quốc gia phê chuẩn. Một phương thuốc dân gian của cậu muốn lấy Trinh Giao cùng lão gia tử làm thí nghiệm thì đúng là hồ đồ. Tiểu tử, sau này ngàn vạn lần phải chú ý một chút, Tào Mai Phương lại mặt lạnh lần nữa chèn ép Diệp Phàm. Nếu không phải có lão gia tử và Tống Sơ Kiệt ở đây, đoán chừng đã sớm đem đồng chí Diệp Phàm trực tiếp đuổi đi ra. Diệp Phàm vừa thấy cũng âm thầm kêu khổ, nếu quả thật đắc tội Tào Mai Phương thấu thì cho dù sau này Tống lão gia tử có chút thưởng thức thì muốn quan hệ ổn định với Tống gia là khó khăn. Tống Trinh Giao lại càng giận đến run rẩy, lê cái chân đau về phòng đóng cửa sầm một tiếng rồi chùm chăn khóc giống. Lão gia tử, lão Tống, tôi biết các người trách tôi tuyệt tình. Tuy nhiên tôi cũng đâu còn cách nào, các người không nhìn thấy, nhà đầu Trinh Giao ngay cả, Phàm ca cũng kêu ra. Đi cả đêm mới về, hơn nữa còn là Diệp Phàm cõng trở lại. Bây giờ thời đại bất đồng, Trinh Giao có suy nghĩ riêng của nó. Đừng nhìn bình thường nó ngoan ngoãn, động vào chuyện này tôi dám nói tôi và ông chưa chắc cản được. Nếu như vậy thì chúng ta làm sao có thể giao đãi với những người trên kinh thành. Lão Tống bây giờ tuy nói là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy nhưng muốn ngồi vị trí chủ tịch tỉnh hoặc bí thư là rất khó khăn. Loại vị trí này cả nước chỉ có mười mấy. Bao nhiêu người tranh giành, từ các bộ, ủy ban trung ương đến tỉnh ủy, ai? Tào Mai Phương nén giận giải thích, dĩ nhiên, những đạo lý này Tống lão gia tử và Tống Sơ Kiệt dĩ nhiên còn để ý nhiều hơn so với bà nhưng không nói ra mà thôi. Cha đã bị bệnh này hành hạ nhiều năm, nếu quả thật trị được thì tốt. Bây giờ em làm sao bây giờ? Tiểu tử này đừng xem hắn nhỏ, tính tình rất quật cường, Tống Sơ Kiệt phân tích với vợ, thầm nghĩ. Nhất định phải làm cho tiểu tử này tỉnh mộng mới được, nếu không cả ngày dây dưa Trinh Giao cũng không phải chuyện hay.
cũng không thể đem Trinh Giao cả ngày nhốt tại trong phòng, chỉ chớp mắt không thấy người cũng không được. Thử cái gì, anh không sợ xảy ra chuyện gì sao, em không cho phép, Tào Mai Phương vừa nghe liền nổi giận, trong lòng dĩ nhiên là muốn dẹp tắt tình cảm vừa nhen nhóm giữa con gái và Diệp Phàm. Thật ra thì bà căn bản không nghĩ sẽ nhận một tên tiểu tử tới từ huyện nghèo như Diệp Phàm vào Tống gia. Dĩ nhiên, lại càng không nguyện ý thấy con gái của mình có quan hệ gì với Diệp Phàm. Mới vừa rồi con gái kêu một tiếng anh Phàm đã khiến Tào Mai Phương ghi nhớ. Đây chính là điểm khác thường, nếu để cho hai đứa tiếp tục qua lại thì con gái mình chắc chắc sẽ rơi vào lưới tình. Nữ nhân có thể chống đỡ nửa bầu trời, nếu là mỗi ngày bà ta cứ nỉ non bên tai Tống Sơ Kiệt thì chắc y cũng dao động. Thử nghĩ xem chúng ta trước kia xem, khi đó Tống Sơ Kiệt ta chỉ là một tiểu quan địa phương, Tào gia thế lớn khiến chúng ta gặp nhiều trắc trở mới đến được với nhau. Anh sợ Trinh Giao sẽ không nghĩ tới quá nhiều, ai? Chuyện này cho dù là muốn hay không cũng từ từ đến. Hừ, chân con gái tôi cũng không phải là bùn lầy, nó cũng không phải là vật thí nghiệm, nếu hỏng thì làm sao bây giờ? Chân con gái rất trọng yếu. Huống chi nó làm ở đài truyền hình đối mặt với mấy ngàn vạn dân chúng tỉnh Nam Phúc, chân kia có khi còn lộ ra trên TV. Tào Mai Phương nhíu mày, giành trước cự tuyệt. Đừng nói nữa, con xem mồm miệng con kìa, hừ, Tống lão gia tử nổi giận đập keng chén trà một cái. Cha, con, Tào Mai Phương cảm giác ủy khuất, thầm nghĩ, tôi làm như vậy còn không phải là vì Tống gia. Trinh Giao là bảo bối Tống gia, lại công tác ở đài truyền hình tỉnh. Cố gia. Trấn gia ở Kinh Thành đã có người đề cập qua muốn kết hôn với nhà chúng ta. Sau này Sơ Kiệt muốn tiến thêm một bước thì dựa vào thế lực địa phương chắc chắn không được. Không có hào môn chính khách Kinh Thành tương trợ khẳng định không có khả năng. Mai Phương, ai, Tống Sơ Kiệt thở dài, bất quá khẩu khí cũng hơi có vẻ trách cứ. Mai Phương, cha biết con nghĩ cho cả nhà, Tào gia là thế gia quân đội, muốn đem Trinh Giao giới thiệu cho đồng minh Cố gia kết thành liên minh, cái này đương nhiên là chuyện tốt. Người tuổi trẻ, đặc biệt là giống như Trinh Giao còn chưa yêu ai, một khi rơi vào sẽ khó có thể tự kiềm chế. Trở mặt không nhận tình, cho dù là nhất thời có thể được lợi nhưng không thể đắc ý lâu dài. Trên quan trường dạy nhân mạch, dạy mọi người giúp đỡ, dạy lập trường kiên định, một khi vô tình vô nghĩa thì không ai thích được. Tống lão gia tử nói đạo lý dễ hiểu, tựa hồ lại có nội tình sâu đậm. Có lẽ tiểu tử này là một ấu long, có lẽ thật sự có một ngày bay lên. Ai, Sơ Kiệt, con nghĩ cách để giúp hắn một chút để hắn ghi nhớ một phần ân tình của Tống gia. Con đã sớm tính toán, lần trước Trinh Giao đi Ngư Dương phỏng vấn thì tiểu tử này cũng đã giúp nó. Tống gia không thể thiếu nhân tình, nếu không sẽ bị người đâm sau lưng. Cho nên mấy ngày trước con cố ý để lộ tin tức để Trinh Giao đi báo cho Diệp Phàm, tin tưởng Diệp Phàm sẽ lần bồi dưỡng này làm thành cơ hội quý giá, Tống Sơ Kiệt nói ra nguyên nhân trong đó. Mới vừa rồi chắc các người cũng nghe thấy tôi nói, tiểu tử này tuy nói xuất thân gia đình công nhân viên chức bình thường, nhưng chỉ vẻn vẹn một năm là có thể từ một thôn quan bò lên vị trí phó chủ tịch huyện, đúng là có chút khả năng. Hơn nữa người ta là dựa vào thực lực không có ai trợ giúp, đối với thanh niên bây giờ quả đúng là không dễ. Có thể làm được mấy chiếc kim khâu như vậy tuyệt đối có một chút bản lĩnh, có lẽ là chỉ được bệnh của lão gia tử. Cái này, vậy làm sao bây giờ? Người thì đã đắc tội rồi, cũng không thể để cho tôi dày mặt đi cầu hắn. Cái này, tuyệt đối không được, Tào Mai Phương trong lòng chợt lạnh lắc đầu, cũng có chút hối hận mới vừa rồi quá đáng, cúi đầu nói với lão gia tử, cha, thật xin lỗi, mới vừa rồi con. Chương 623, Đại cục chính trị. Con nói quốc gia lần này đang làm ban thanh niên, chuẩn bị chọn lựa cán bộ chủ bị trẻ tuổi đến trường đảng trung ương tiến hành học tập. Tống lão gia tử có vẻ suy nghĩ, thản nhiên hỏi. Ừ, mấy ngày hôm trước bí thư tỉnh ủy Quách đã nặng nề giao cho bộ tổ chức chúng con trách nhiệm toàn quyền xử lý lần này chọn lựa nhân tài hàng đầu cho quốc gia lần này. Cho nên, gần đây con cũng luôn suy nghĩ làm thế nào chọn lựa tương đối công bằng, quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, nếu không công bằng sẽ chọc ra dị nghị. Tuy nhiên chuyện này chỉ có thể nói là tương đối công bằng mà thôi, trên đời này cũng không thể làm được chuyện tuyệt đối công bằng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Vì vậy, cũng phải bận tâm đến một số nhân sự phức tạp, các mặt đều phải bận tâm, rất khó làm. Mấy hôm trước mới vừa nhận được tin tức kia, sáng nay, mấy lãnh đạo trong tỉnh đã bóng gió nhắc đến với con, mặc dù không nói rõ, nhưng cũng toan tính. Thất đại cô bác gì cả, dây mơ dễ má đều có chút.
Lúc xế chiều đúng là rối loạn, một số cán bộ cấp phó tỉnh cũng gia nhập vào, điện thoại ầm ĩ không ngừng, thiếu chút nữa đầu nổ tung. Đến sau này còn dứt khoát bỏ trốn, những phó chủ tịch tỉnh, hoặc là các trưởng ban nắm giữ thực quyền, tỉ như ban tài chính, ủy ban kinh tế thương mại gì đó, chúng ta cũng đắc tội không được. Ngay cả đơn vị của Trinh Ngọc, chính là sở truyền hình cũng tới tham gia náo nhiệt, thật là mệt người. Hơn nữa, những người này cũng không tiện từ chối trực tiếp, nói không chừng lúc nào đó cần người ta giúp đỡ. Con tuy nói là trưởng ban tổ chức, nhưng trên thực tế chỉ là một chân chạy việc, làm công tác tổ chức nhân sự cụ thể, phía trên còn có mấy bà nhìn chằm chằm, bí thư, chủ tịch tỉnh, ba phó bí thư, danh sách chỉ có mấy người, thật quá khó khăn, Tống Sơ Kiệt nhíu mày, cảm thấy nhức đầu. Ừ, cán bộ cấp phụ và cấp phòng tròn 35 tuổi trở xuống, cả tỉnh có lẽ cũng có vài ngàn người, danh sách nghe nói chỉ có 4, Quách Phác Dương giao cho con đúng là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Lão tiểu tử đó, thật giỏi tính toán, trong mắt Tống lão gia tử hàn mang đột nhiên chợt lóe, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Ừ, gần đây bí thư Quách có vẻ không hòa hợp với chủ tịch tỉnh Chu. Con sợ mâu thuẫn của bọn họ có kích thích, trưởng ban tổ chức là con bị kẹp ở chính giữa bọn họ có chút giống như con chuột bị mắc kẹt. Có lẽ bí thư Quách muốn dùng chọn lựa ban thanh niên lần này để dò xét con, xem con có khuynh hướng trung thành với y hay là chưa quyết định tiếp tục lộ tuyến trung lập. Cha, cha nói xem, vị trí này con cũng mới ngồi lên không lâu, rốt cuộc lựa chọn làm sao? Chỉ đạo trung lập, thật khó khăn, Tống Sơ Kiệt cau mày. Khuynh hướng, chuyện này liên quan đến vấn đề đứng vào hàng nào, nếu chọn lựa tốt có thể quan đồ thuận lợi, chỗ nào cũng có thể đi. Nếu chọn lựa không tốt, gặp phải lúc phe phái đấu đá, có lẽ một loạt phe phái ngã xuống toàn bộ. Quách Phác Dương làm bí thư tỉnh ủy, hắn đến Nam Phúc cũng chưa lâu, căn cơ không vững. Các thường ủy trong tỉnh còn đang ở trạng thái quan sát, lúc này vì quyền nhân sự, đương nhiên là muốn vững vàng nắm trong tay trưởng ban tổ chức nhân sự con. Chu Thế Lâm làm chủ tịch tỉnh, đương nhiên cũng muốn mò thêm chút ít tài nguyên nhân sự chính trị, thuận tiện cho mình hành sự. Chu Thế Lâm là một phái bổn địa tương đối cường ngạnh, phái bổn địa ở Nam Phúc chúng ta có căn cơ tương đối ổn định. Bởi vì Nam Phúc cho tới bây giờ chính là nơi phái bổn địa trưởng thành, trước kia cha không phải ở phái bổn địa sao, chính vì linh hoạt tự nhiên như vậy mới nắm trong tay hội nghị thường ủy. Một khi không thể nắm trong tay hội nghị thường ủy, bí thư chỉ có thể nói là thất bại, ha ha. Tề Chấn Đào làm phó chủ tịch thường vụ tỉnh ủy cũng là lực lượng trung thành của phái bổn địa, trái lại có quan hệ liên minh rất tốt với Chu Thế Lâm. Trưởng ban tuyên truyền Thang Kim Ngọc, bí thư Hứa Vạn Sơn thành phố Thủy Châu hai người cũng đi theo Chu Thế Lâm. Trong 13 thường ủy, Chu Thế Lâm nắm trong tay 4 phiếu, lực sát thương tương đối mạnh mẽ, khiến cho Quách Phác Dương kiêng kỵ. Đổi lại bất kỳ một vị bí thư nào cũng sẽ như thế, cõi đời thường tình như thế, không cần kinh ngạc. Hiện tại, cộng thêm trưởng ban tổ chức, bí thư ủy ban kỷ luật La Giang Trạch, thư ký trưởng tỉnh ủy Lô Minh Châu thái độ không rõ, tựa hồ lắc lư không chừng, thì tăng thêm rất nhiều biến số. Cho nên, khiến nhân vật số một tỉnh ủy Quách Phác Dương có khi mở hội nghị thường ủy cũng có cảm giác lấy trứng chọi đá. Cảm giác khắp nơi bị quản chế. Đó là vì Quách Phác Dương trước mắt có thể thấy chỉ có mấy phiếu của các thường ủy đi theo mình, một người là bí thư ủy ban chính pháp Mã Quốc Chính, một người là bí thư thị ủy Thương Hải, Nạp Lan Nhược Phong. Cộng thêm y thì có 3 phiếu vững chắc, so sánh số phiếu của Chu Thế Lâm còn thiếu 1 phiếu. Cho nên, vẫn cứ lắc lư ở giữa chưa quyết định, tỉ như quyết định của mấy người bọn họ sẽ là mấu chốt thành bại. Hậu quả tạo thành chính là mở hội nghị thường ủy, trong lòng Quách Phác Dương cũng vô cùng lo lắng. Nếu có thể lôi kéo con, thì y ổn định chiếm được 4 phiếu. Bí thư ủy ban kỷ luật La Giang Trạch, tư lệnh quân khu Trấn Thăng Thành đoán chừng cũng sẽ giữ vững trung lập. Từ nghệ thuật thăng bằng mà Trung ương sử dụng mà nhìn bọn họ cũng hy vọng thấy trong hội nghị thường ủy một tỉnh có mấy người phái trung lập. Nếu như vậy sẽ tăng thêm rất nhiều biến số, có khi đề án bắt được hội nghị thường ủy, nếu có thể nói động mấy người phái trung lập động tâm, thì một hệ được hình thành. Đương nhiên, nói thì dễ làm mới khó. Con người, vốn là một động vật phức tạp nhất, có tư tưởng, trong đầu người ta nghĩ cái gì chúng ta cũng không thể biết được. Hơn nữa, vì ích lợi, vì thân thích, vì quan hệ gì đó, đều có thể khiến những người này dao động. Có lẽ tối nay đáp ứng chuyện của con, ngày mai mở hội nghị thường ủy lại thay đổi rồi, biến số quá nhiều, liên minh không yên, kêu bí thư tỉnh ủy làm thế nào tiếp tục. Cho nên,
giải quyết trước những biến số này mới là con đường thiết yếu. Tống lão gia tử mặc dù đã nghỉ hưu, tuy nhiên vẫn nghiên cứu kỹ càng các thường ủy trong tỉnh. Tuy nhiên, chuyện này cũng chỉ có thể nói là y phỏng đoán, không thể làm định luận. Trong lòng các thường ủy nghĩ như thế nào không ai rõ. Tề Chấn Đào có quan hệ rất tốt với Chu Thế Lâm, cùng với Hứa Minh Thiên đứng trung lập, biến số quá nhiều. Lòng người khó đoán, điểm này những lãnh đạo nắm giữ trọng quyền đều vô cùng nhức đầu. Cha, hiện tại hình như lại có biến động. Phó Bí Thư Cố Phong Sơn quản công tác đảng cũng không rõ theo phái nào, tựa hồ có xu hướng hình thành phái thứ ba trong tỉnh. Hơn nữa, Cố Phong Sơn thuộc về phe phái Kinh Thành, hình như có chút quan hệ nhất định với Trấn gia của Chủ tịch nước. Gần đây nghe nói Lô Minh Châu Lô gia trong tứ đại thế gia cổ xưa Thủy Châu có khuynh hướng kết thành liên minh với Cố Phong Sơn. Vì chuyện này Bí Thư Quách suy nghĩ nhiều đến mức muốn phát bệnh, Tống Sơ Kiệt lại tiết lộ một tin tức mới. Lão Tống, ông phải dứt khoát tính toán như Cố Phong Sơn, Tào Mai Phương ở bên cạnh không nhịn được chen miệng nói. Đàn bà thì biết cái gì? Tống lão gia tử cau mày. Mai Phương, bà nói vậy là có ý gì? Tôi không phải đã nói với bà rồi sao? Mấy chuyện phức tạp trong tỉnh, tốt nhất bà đừng đi hỏi thăm, cũng đừng nói lung tung, Tống Sơ Kiệt sầm mặt, đối với công việc quan trọng của mình trong tỉnh, y luôn luôn không cho phép phụ nữ trong nhà tham dự. Đối với một vài chuyện nhỏ thì có thể được, nhưng khi đụng đến vấn đề mang tính nguyên tắc thì Tống Sơ Kiệt không bao giờ nhượng bộ vợ mình. Đây là gốc rễ làm quan, bị nữ nhân khống chế chắc chắn sẽ không làm quan được, có lẽ chờ đợi mình chính là đại lao, bởi vì rất nhiều quan lớn té ngựa đều vì nguyên do này. Lão Tống, đại sự của ông, tôi chưa bao giờ quản, tuy nhiên chuyện lần này, ông phải nghe tôi, Tào Mai Phương rất cố chấp nói. Mai Phương, biểu hiện của con có chút làm người ta khó hiểu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tống lão gia tử hình như nghĩ tới điều gì, hỏi con dâu. Cha, vậy con nói, cha ngàn vạn đừng nóng giận. Lần trước trở về kinh, nhị bá Tào Mộng Đức nói với con, hình như Bí Thư Cố Phong Sơn quản công tác đảng tỉnh Nam Phúc chúng ta có liên lạc với bọn họ. Tào Mai Phương nói khẽ, vẻ mặt thận trọng. Cố gia liên minh với Tào gia. Tống lão gia tử trợn mắt, tin tức này quả thực kinh người. Cố gia đều có người trong quân đội và ủy ban nhân dân, rất hỗn tạp, ở Kinh Thành cũng là một phái thực lực. Thế lực Tào gia cũng không khác Cố gia, hai nhà này liên hiệp sẽ tạo thành một tập đoàn phe phái cực lớn mới, nghiễm nhiên chen vào mấy hệ đại siêu cấp Trung Quốc rồi. Chuyện này Tống lão gia tử thật đúng là không biết. Nếu con dâu không nói thật đúng là chẳng hay biết gì. Cha, cha xem, chuyện này thật đúng là phải suy nghĩ lại lần nữa. Mai Phương là người Tào gia, con cũng là con rể Tào gia, bác hai đều phát biểu, con khẳng định ủng hộ Cố Phong Sơn của liên minh Tào gia rồi, Tống Sơ Kiệt thực sự hao tổn tâm trí. Ý nghĩ tại tỉnh Nam Phúc có Quách Phác Dương thuộc Triệu Hệ, Chu Thế Lâm thuộc phái bản địa cũng rất hùng mạnh. Đây không phải là tin tức tốt, một là mình vừa tới tiền nhiệm, căn cơ không vững, thứ hai Tống Sơ Kiệt đương nhiên có cách nhìn của mình, những lời tiết lộ của bà xã khiến toàn bộ kế hoạch rối loạn. Lão Tống, tôi cũng mới vừa nghe nhị bá nói. Tuy nhiên chuyện này đàn ông các ông tự quyết định, tôi chỉ nói lại mà thôi, trong lòng Tào Mai Phương rất thấp thỏm. Tại tỉnh Nam Phúc thì thế lực Tào gia cũng không mạnh, gần đây mới bắt đầu xâm nhập. Trong kinh thành phe phái nhiều như rừng, chỉ riêng một số tập đoàn đại hệ lớn đều có mười mấy người. Mấy đại thường ủy trong cục chính trị trung ương không có người nào kém cỏi, những người này đều là lãnh tụ tập đoàn nhất lưu. Tiểu hệ nhị lưu, giống như chủ nhiệm các phòng trung ương, đầu não các bộ phận, các chức phó trung ương, giống như bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh cũng cấu thành 20, 30 tập đoàn. Ai có thể có khả năng xử lý các mối quan hệ phức tạp đó thì mới có thể lên cao. Hoa Hạ quá lớn, quan hệ nhân tình phức tạp, các tiểu tập đoàn đều tranh danh đoạt lợi cho tập đoàn mình. Muốn trộn lẫn các vòng tròn từ đó để có được lợi ích là tương đối khó khăn, làm không tốt chọc phải một gia tộc hùng mạnh nào đó, bị vuốt mũ quan là chuyện trong nháy mắt. Chương 624, hôn nhân chính trị. Chuyện này Sơ Kiệt tự mình quyết định, bất quá, có một số việc được từ từ sẽ đến. Tào gia cùng nhà chúng ta là thông gia, phải làm tốt quan hệ, cái này tuyệt không thể vứt bỏ. Tống lão gia tử nói lãnh đạm. Sau đó quay sang Tào Mai Phương nói. Chuyện của Trinh Giao con có ý kiến gì không, đối với tiểu tử kia thì thế nào? Lần trước trở về kinh, bác hai nói với con là Cố gia Cố Tuấn Phi sau khi gặp Trinh Giao thì có ý. Hơn nữa nói là Cố Tuấn Phi thật không đơn giản,
tốt nghiệp ở Cambridge Anh Quốc, tuổi gần 26 tuổi đã là giám đốc sở. Nghe nói gần đây Cố gia cố ý để cho Tuấn Phi trao quyền cho cấp dưới, đoán chừng là có thể chuẩn bị đảm nhiệm một vị trí bí thư huyện ủy để rèn luyện mấy năm, chớp mắt đã là cầm quyền một phương. Hơn nữa Cố Phong Sơn là phó bí thư quản thường vụ của Nam Phúc chúng ta, thăng chủ tịch tỉnh hoặc bí thư chỉ là vấn đề thời gian thôi. Có y giúp đỡ, hơn nữa Tào gia chúng ta, Cố gia liên hiệp ủng hộ, mơ ước muốn tiến thêm một bước của con và Sơ Kiệt mấy năm qua chắc có thể thành hiện thực. Hơn nữa trong thường vụ tỉnh ủy cũng có hai nhà có ý với Trinh Giao nhà chúng ta. Mặc dù không cùng gia thế như Cố công tử nhưng ở trong thường vụ tỉnh ủy cũng có thể giúp đỡ rất lớn cho Sơ Kiệt, dù sao trong tỉnh, Tào Mai Phương rất thực tế, hoàn toàn xuất phát từ lợi ích Tống gia, căn bản không suy nghĩ tới tình cảm con gái. Ừ, Mai Phương nói có đạo lý. Tiểu tử Diệp Phàm kia cũng rất ưu tú, ai? Chẳng qua là xuất thân quá kém. Đặc thù của quốc gia chúng ta là nhân mạch gia thế quan trọng nhất. Tài lực là quan trọng thứ hai, năng lực tài cán thành rác rưởi xếp hạng cuối cùng. Nếu không, cho dù là tiểu tử kia có bản lãnh chăng nữa thì may ra chỉ có thể bò lên cấp ban. Sơ Kiệt còn trẻ, chỉ hơn 40, ở vị trí trưởng ban tổ chức mấy năm thì cũng phải nghĩ kế dọn đường. Trinh Giao nếu như có quan hệ với tiểu tử kia muốn để hắn giúp đỡ Sơ Kiệt thì không ổn, ngược lại thì đúng hơn. Như vậy thì Tống gia chúng ta sẽ mất đi quan hệ với Cố Hệ hoặc một nhà trong thường vụ. Tào gia muốn trực tiếp giúp đỡ Sơ Kiệt cũng là tương đối khó khăn. Cũng không phải là nói Tào gia thế không đủ, chủ yếu là Tào gia sẽ giúp cho trực hệ nhiều hơn. Con trong Tào gia cũng không phải chủ hệ, con gái gả đi ra ngoài coi như là xong. Muốn cho bọn họ tốn bao nhiêu khí lực giúp đỡ Sơ Kiệt đoán chừng là không thể nào. Sơ Kiệt bây giờ đã là thường vụ cấp phó ban, tiến thêm một bước sẽ là cấp trưởng ban rồi. Cho dù là trong Hoa Hạ quan viên đông đảo như vậy cũng không phải là rất nhiều. Vị trí ít người mới nhiều, càng lên càng khó, đạo lý này ai cũng hiểu. Cho nên, dựa hết vào bản gia thì chắc không được, còn phải nhờ vào bên ngoài, vì thế suy nghĩ của con rất phù hợp với tính toán của Tống gia. Tống lão gia tử nói một hồi rồi quay sang Tống Sơ Kiệt, con có ý kiến gì không? Ai, nếu làm như vậy đối với Trinh Giao có phải quá tàn nhẫn một chút hay không? Tống Sơ Kiệt đặc biệt thương yêu con gái, tuy nhiên vì ý đồ chính trị mà vứt bỏ tình cảm của con gái nên rất mâu thuẫn. Lão Tống, thật ra thì cũng không cái gì là không được. Em xem Trinh Giao cũng chưa chắc quyết tâm thích Diệp Phàm, đoán chừng hai chúng nó chỉ mới bắt đầu. Trinh Giao nhà chúng ta còn chưa yêu bao giờ nên chỉ bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài, bị đàn ông nói xạo vài câu là dễ dàng ngã lòng. Bất quá, đối với Trinh Giao mà nói, mối tình đầu còn chưa phải là thành thục, rất không thực tế. Vừa lúc chúng ta nhân cơ hội bọn nó chưa tiến xa quyết đoán chặt đứt, có lẽ đối với Trinh Giao mà nói lại là chuyện tốt, tránh cho sau này nó đau khổ hơn. Em nghĩ mấy năm nữa, Trinh Giao thành thục hơn sẽ hiểu được sắp xếp của chúng ta. Chúng ta cũng không phải là phong kiến gia trưởng, Trinh Giao có quyền lựa chọn. Chúng ta cũng không ép nó khăng khăng một nhà, nó có thể tiếp xúc với từng nhà, nếu cảm thấy không thích hợp cũng không bắt ép. Cho dù là tiểu tử Cố gia kia, quyền chủ động vẫn là trong tay Trinh Giao. Nếu Trinh Giao thật không thích, chúng ta, Tào Mai Phương là người từng trải, đối với chuyện tình cảm tương đối thấu triệt, nói nghe có vẻ tương đối dân chủ. Tuy nhiên vẫn dựa trên cơ sở môn đăng hộ đối. Nếu không vậy thì không có cơ hội tìm hiểu, ví dụ như chuyện của Diệp Phàm và Trinh Giao. Loại tư tưởng này của Tào Mai Phương thật ra cũng là điển hình tư tưởng phong kiến, chẳng qua là bà không thừa nhận mà thôi. Nói đến cùng cũng là Triệu Uyên dễ thúy, lại vừa quảng cáo dùm beng mình cởi mở, hệt như vừa làm kỹ nữ vừa mở miếu thờ. Tuy nhiên thật sự thì bà cũng không ý thức được điều này, xuất phát từ môi trường xuất thân. Tào Mai Phương xuất thân từ hào môn Tào gia kinh thành. Loại gia tộc này mặc dù hưởng hết vinh hoa, nhưng thường thường hôn nhân cũng đi kèm chính trị, vì lợi ích của gia tộc mà kết hợp. Cái này cũng là điều bất đắc dĩ kinh thành của công tử tiểu thư hào môn kinh thành. Cho nên những hào môn ở kinh thành thường thường sinh con gái, điều này cũng có nguyên nhân là ẩn ức tinh thần. Ừ, tạm thời cứ làm như thế đi, Tống Sơ Kiệt bất đắc dĩ gật gật đầu, lơ đãng nhìn lên lầu, chắc là đang suy nghĩ con gái làm gì. Cái miệng của anh ấy thật có lực hấp dẫn. Thật giống như lỗ đen, hút vào có chút ngọt, có chút chua, mùi vị thật là khiến người run sợ, làm sao lại như vậy, chẳng lẽ là thần tình yêu đang tác quái, Tống Trinh Giao lúc này đang núp ở trong chăn trở nghĩ về đầu lưỡi bá đạo của đồng chí Diệp Phàm.
một lát thì cả tấm chăn kia đã bị vò nát như bánh quai trèo, quấn quýt lại với nhau. Dĩ nhiên, về phần nói gì ích lợi Tống gia, Tào gia, cô không hề có chút giác ngộ. Trở lại trường đảng người ta sớm đóng cửa, bất quá Diệp Phàm tìm một chỗ rồi mò vào như một con báo. Trong lòng còn khẽ đắc ý thầm nghĩ, người có thật là tốt, khoan nói làm kẻ trộm, ngay cả chuyện yêu đương cũng dễ dàng nhiều lắm. Bất quá tối nay Tống gia Tào Mai Phương hình như rất không hoan nghênh mình, chắc không muốn mình làm bạn với Trinh Giao. Bỏ đi, thừa dịp còn chưa bắt đầu thì chặt đứt cũng không phải là không tốt. Lão Tử tự hỏi lòng mình, tình cảm với Trinh Giao chắc chưa phải đến mức là người yêu, cô ấy cũng chưa phải là lão bà lý tưởng trong mắt mình. Nhà của cô ấy thế quá cao, cánh cửa quá dày, xã hội hiện đại rồi, đáng lẽ những đặc quyền giai tầng phải biến mất. Nhưng trên thực tế những thứ độc tố sót lại không thể nào thoáng cái có thể thanh trừ. Mỗi xã hội đều có tầng lớp như vậy. Đây là bản tính con người, không thể lấy ý chí mà thay đổi. Từ thái độ của Tào Mai Phương là không thể nào, từ trên người bà ta thấy rõ loại đặc quyền này. Diệp Phàm vừa đi vừa lắc đầu, hơi có chút tiếc nuối nhưng cũng không cảm thấy bao nhiêu đau đớn. Chỉ là có chút tiếc nuối không thể cùng Nam Phúc Tống gia kéo ra quan hệ để tranh thủ sau này. Dĩ nhiên, cảm thụ của Tống Trinh Giao thì đã hoàn toàn khác trước, căn bản là đã rơi vào lưới tình quanh co. Không có tim không có phổi a. Thành sự không có bại sự có dư. Đồ hỗn trướng, lúc này trong Hoàng Thành Tửu Trang, Trầm Khai một cước bị đá Vương An bắn vào tường. Vuốt gương mặt bị Diệp Phàm đánh sưng vù, Vương An cũng rất bất đắc dĩ, vội vàng giải thích, Trầm thiếu gia, chuyện này cũng không thể nói các huynh đệ hành sự bất lực. Diệp tiểu tử kia đúng là cứng tay, chắc cũng là người luyện võ, nếu không làm sao lợi hại như vậy, lực lượng không nhỏ, chân tay cứng như sắt. Tuy nhiên nếu chỉ một mình hắn thì tối nay chắc đã xong, ai ngờ xui xẻo gặp phải trọng phạm nên chúng em mới dừng lại. Bỏ đi, Trầm thiếu gia, ta đã sớm coi qua. Ngày hôm qua là tai tinh hạ phàm, làm không được chuyện gì tốt. Cũng may mà đám Vương An trình diễn rất thật, không có lệ ra, Phượng Tam ra vuốt một tròm ra ba tròm thưa thớt dưới cằm, khuyên nhủ. Hừ, nể mặt Phượng Tam ra nên chuyện ngày hôm qua coi như xong, tuy nhiên món nợ này chúng mày phải nhớ kỹ. Sau một tuần thì họ Diệp phải nằm trên giường gọi mẹ, nếu không chúng mày đợi tao lột ra đi. Trầm Khai đột nhiên cười cười, bất quá nụ cười kia trong mắt của đám Vương An không khác nụ cười của ác ma. Cả đám nổi da gà, dùng mình lạnh toát. Điển hình thiếu lý tàng đao, Vương An nói thầm. Phượng Tam, ông nói hứa thiếu gia, Mậu Cường có thể trách tội tôi không làm xong chuyện. Trầm Khai lại hỏi quân sư quạt mo Phượng Tam ra. Cái này khó nói, đừng xem hứa thông bên ngoài hồ đồ, thật ra ta thấy là đang giả bộ hồ đồ. Từ loại chuyện gã công tác ở Viện Kiểm sát Dương Cao ngọn cờ chống tham nhũng thực ra giúp cho cha gã là Hứa Vạn Sơn thanh trừ được nhiều đối thủ. Dĩ nhiên, gã thanh trừ cũng chỉ là một vài quan viên cấp phòng, cấp ban thì chưa đủ năng lực. Tuy nhiên đánh dần dần như vậy cũng tốt. Thường thường một vài quan to sẽ hạ thủ trên người thuộc hạ đối phương. Hứa Thông giúp đỡ cha gã gạt bỏ thuộc hạ đắc lực của kẻ đối đầu. Gián tiếp mà nói là làm cho lực lượng của kẻ đối đầu với cha gã yếu đi, vô hình tăng cường cho lực lượng của cha gã, Phượng Tam ra phân tích rất có lý lẽ làm cho Trầm Đại Công Tử tin phục. Chương 625 tranh giành chỗ ngồi. Trầm đại thiếu gia gật đầu, uống một ly hồng tửu, Diệp Phàm chỉ là một phó chủ tịch huyện thì có gì mà sợ, hơn nữa là từ trong huyện nghèo chui ra, gà rừng thì dù rát vàng cũng không thể thành kim phượng hoàng, đối với chúng ta mà nói cũng là một cơ hội tốt để tăng cường quan hệ với Hứa Thông, có thể ở trong vòng tròn của bọn họ. Đúng vậy, một phó chủ tịch huyện ở huyện nghèo thì ở nơi tỉnh thành quan lớn như mây này chỉ có thể là kẻ chạy cờ. Đoán chừng còn không bằng một người nhân viên bình thường có năng lực trong các phòng lớn. Nhiều khi các đại tướng cầm quyền một phương, giống như bí thư đảng ủy địa khu, chủ tịch thành phố, cấp bậc chính là cán bộ cấp vụ trưởng đến ban tỉnh làm việc còn phải cúi đầu với một số cán bộ cấp phòng nắm thực quyền. Ai? Bọn họ ở địa phương cũng coi như là cường long rồi, nhưng cường long một khi rời ổ thì sẽ thành một bệnh long. Cho nên, một phó chủ tịch huyện đúng là không đủ gây sợ, hiện tại mấu chốt là Hứa Thông. Chỉ cần trang thủ được là có lợi ích lớn hơn nữa, Phượng Tam ra nói một phen đạo lý trong đó cũng khiến người ta cảm thấy có lý. Trầm Khai nửa cười nửa không, liếc Phượng Tam ra, Phượng Tam, ông không đi làm quan quả thật đáng tiếc, nếu không lấy được chức quan tuyệt đối không thành vấn đề, ha ha ha. Ha ha, ha ha, Trầm thiếu gia quá đề cao tôi rồi.
tôi chỉ là một người thôn dã thô kệch, làm vài việc nhỏ có thể được. Đầu lĩnh phải như Trầm thiếu gia, tôi chỉ có thể làm kẻ chạy cờ thôi. Phượng Tam gia vội vàng khúm núm, chỉ sợ chọc chúng tâm bệnh của Trầm Khai thì phiền toái. Chiều này trái lại rất linh, Trầm Khai cũng cười vui vẻ, dĩ nhiên lần này không phải là tiếu lý tàng đao. Ngày 3 tháng 6 năm 1996. Ở tỉnh Nam Phúc, trong trường đảng tỉnh ủy tiến hành khai giảng tương đối long trọng. Lớp được mở đương nhiên là lớp nhân tài xuyên thế kỷ của tỉnh ủy, vốn ý định ban đầu của tỉnh ủy là lấy đơn vị địa khu làm cơ sở, mỗi địa khu chọn ra 3 người tham gia. Đương nhiên, nếu có chỗ kinh tế phát triển thì không gọi là địa khu mà lấy cấp thành phố để thay thế. Chẳng qua tỉnh Nam Phúc G còn có 5 địa khu theo thứ tự là địa khu Nam Lĩnh, địa khu Đức Bình, địa khu Tam Dương, địa khu Mân Vân, địa khu Phủ Châu. Tỉnh ủy ký cho chỉ tiêu của 5 địa khu kinh tế mỗi nơi 5 người, mục đích là để tăng cường nhân tài, lấy nhân tài kéo N khu vực kinh tế tăng trưởng nhanh chóng vững vàng. Cho nên 5 địa khu mỗi nơi có 5, cộng thêm trong cấp ban tỉnh cũng có thêm 10 mấy. Đương nhiên, dựa vào quan hệ tiến vào cũng có 10 mấy người như vậy, tổng cộng kế hoạch đầu tiên dự tính là 60 người, cuối cùng tính ra lên tới 82. Đối với việc này ban tổ chức tỉnh ủy Tống Sơ Kiệt cũng là có chút ít bất đắc dĩ, tuy nói mình làm trưởng ban tổ chức một tỉnh, nhưng là quan hệ ở dưới địa phương cũng rất chồng chéo. Đơn giản người ta nói, các thường vụ trong tỉnh ủy nói giúp, ví dụ như nhờ mình chiếu cố cho người thân thì mình phải chiếu cố rồi. Hoa Hạ là quốc gia như vậy, cái gì cũng thiếu chỉ có người là không. Hiệu trưởng trường đảng tỉnh ủy trên danh nghĩa là chủ tịch tỉnh Chu Thế Lâm, chẳng qua, y đương nhiên không rảnh đến trường đảng, nên chỉ là danh nghĩa. Công việc hàng ngày của trường đảng do một tay thường vụ hiệu phó là Lôi Ngọc Phương lo liệu, là một phụ nữ chừng 40 tuổi trông rất quyến rũ. Một hiệu phó đắc lực khác chính là Lâm Đức Trì nổi tiếng nguyên tắc. Hôm nay bởi vì trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Tống Sơ Kiệt tới tham gia khai giảng nên trên đài chủ tịch của đại lễ đường trường học đã bố trí mới hoàn toàn, trải thảm đỏ, khăn trải bàn, bó hoa tươi vân vân. Kỳ quái chính là học viên lớp bồi dưỡng cũng ngồi cả ở đại lễ đường chờ đợi, còn toàn thể các thầy giáo, cho tới ban lãnh đạo trường học đều đứng ở cửa trường tiếp đón. Hơn nữa, để tỏ lòng long trọng, nhà trường từ lớp bồi dưỡng lấy ra 10 mấy nữ cán bộ mặc sườn xám trang điểm xinh đẹp, oanh oanh yến yến đứng ở cửa chúc mừng, cũng có chút hình tượng khai trương thương trường, hiệu quả rất kinh ngạc. Diệp Phàm vừa mới ló đầu vào đại lễ đường thì Ngư Thái đã nói, Diệp ca, ở chỗ này. Gã chỉ tay vào một chiếc ghế trống, ý bảo là tôi đã chiếm cho anh một vị trí tốt. Diệp Phàm liếc nhìn, phát hiện Ngư Thái và Vệ Thiết Thanh, Tiền Hồng Tiêu đều ngồi ở hàng thứ nhất, không khỏi buồn bực, thầm nghĩ, hôm nay này hội trường bố trí có chút kỳ quái, lẽ ra những hàng đầu phải để cho lãnh đạo ngồi, ít ra cũng là để cho giáo viên ngồi hay là các lãnh đạo nhỏ. Các lãnh đạo lớn, hiệu phó thì ngồi ở đài chủ tịch. Hôm nay cũng thật là có chút tế nhị. Học viên ngồi ở hàng thứ nhất thì giáo viên ngồi ở đâu? Hắn nghi hoặc nhìn lướt qua trên đài chủ tịch, cũng không thấy cái gì bất bình thường, tiếp đó đáp lời đi tới. Chẳng qua vừa đặt mông xuống thì cảm thấy sau gáy có một cái nhìn lạnh lẽo chiếu vào, quay lại hàng thứ hai thì mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là Hứa Thông và Mâu Cương đang ngồi ở hàng thứ hai, khó trách sau gáy thấy lạng, nguyên do là hai cặp mắt sói nhìn vào. Diệp Phàm đương nhiên không sợ bọn chúng. Còn gật đầu cười nhạt với cả hai rồi quay lên, cười hỏi Ngư Thái, hàng thứ nhất chúng ta có thể ngồi sao? Hình như là chỗ của lãnh đạo mà, nếu chúng ta ngồi đây bị đuổi đi thì sao? Chỉ bằng giờ chúng ta đổi ra sau đi, tránh cho lãnh đạo lại bảo chúng ta không hiểu quy củ. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng là lấy giọng đùa giỡn để nói. Diệp ca yên tâm ngồi đi, hôm nay là khác. Nghe nói vì để biểu hiện rõ ràng uy nghiêm của ban lãnh đạo và giáo viên trường đảng mà hôm nay bọn họ ngồi cả trên đài để nhìn xuống những học sinh đáng thương chúng ta. Anh không thấy trên đài có 3 hàng ghế, tên cũng đã dán sau lưng. Hàng thứ nhất là lãnh đạo tỉnh ủy tới và lãnh đạo cao tầng trường học như hiệu trưởng hiệu phó, hàng thứ hai chắc là các lãnh đạo thấp hơn, hàng cuối cùng chính là các thầy giáo rồi. Ngư Thái đắc ý nói khẽ bên tai Diệp Phàm. Chương 626, lớn nhất và nhỏ nhất. Chỉ chốc lát sau, Tống Sơ Kiệt được một đám quan viên vây quanh đi vào, khuôn mặt hòa nhã rất có lực tương tác, các học viên đương nhiên đều đứng dậy mỉm cười vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Phát biểu đầu tiên là thường vụ hiệu phó trường đảng Lôi Ngọc Phương. Lôi Ngọc Phương nghe nói mới ngoài 40, thân
thân hình tương đối cao, áng chừng phải đến 1m7, tóc búi cao dùng một cây châm gỗ xuyên qua, rất giống với Vũ Tắc Thiên thời Đường. Chị ta nhìn một vòng dưới đài rồi hắng giọng, tôi là Lôi Ngọc Phương, người phụ trách công việc hàng ngày trường đảng. Hôm nay rất cao hứng nghênh đón trưởng ban tống của tỉnh ủy, đầu tiên tôi xin thay mặt ban lãnh đạo, giáo viên và toàn thể học viên trường đảng nhiệt liệt đại chào mừng trưởng ban tống. Lôi Ngọc Phương lên tiếng ngắn gọn có lực, tuyệt không kéo dài, nghe nói chị ta cũng là người có thực lực, nhìn từ phát biểu có thể thấy được. Sau đó là một vài lãnh đạo trường đảng lên phát biểu vài lời. Vì Tống Sơ Kiệt là nhân vật chính nên mọi người không dám nói nhiều, chỉ e đoạt lấy danh tiếng lại bị y bực mình. Không lâu sau thì Tống Sơ Kiệt đích thân phát biểu. Tống Sơ Kiệt đứng thẳng tắp, lộ ra vẻ trang nghiêm, quan thế 10 phần. Y đứng trước micro nhìn quanh một vòng, Diệp Phàm cảm giác ánh mắt của y dường như dừng lại ở mình vài giây rồi mới đi qua, có lẽ chỉ là ảo giác. Thưa các học viên, các giáo viên trường đảng, tôi là Tống Sơ Kiệt. Thật cao hứng có thể cùng hàn huyên với mọi người một chút. Nói thật, có thể nhìn các đồng chí còn trẻ như vậy đã làm cấp sở, thậm chí cấp ban, nói rõ các đồng chí đều là tinh anh của tỉnh Nam Phúc chúng ta, hoàn toàn xứng đáng là trụ cột vững vàng của tỉnh Nam Phúc chúng ta. Đối với lớp bồi dưỡng này, tỉnh ủy cũng tương đối coi trọng, đặc biệt đã thảo luận ở hội nghị thường vụ. Cho nên, tôi hy vọng các đồng chí không cô phụ kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh ủy, nỗ lực công tác. Trong lớp bồi dưỡng có thể an tâm triển khai lý luận học tập, nghiêm khắc yêu cầu mình, mỗi lời nói cử động đều đại biểu đảng, đại biểu quốc gia. Hiện tại có đồng chí không chú trọng đối với việc học tập lý luận, tư tưởng của đảng, điều này là không được. Lý luận, tư tưởng của đảng dẫn chúng ta đi tới, chính là cột mốc. Không có cột mốc thì sẽ lạc đường còn thế nào làm tốt công tác. Hơn nữa, lần bồi dưỡng này tôi cũng đã thảo luận qua với hiệu phó Lôi và hiệu phó Lâm. Chú trọng lý luận liên hệ với thực tế, lần này các đồng chí đến bồi dưỡng ở cơ sở, đến nhà máy, đến đồng ruộng, cơ hội rất nhiều. Tống Sơ Kiệt nói khúc chiết, từ lý luận đến thực tế, từ thành thị đến nông thôn, lời nói thân thiết tự nhiên, không lý luận suông mà có dẫn chứng khiến học viên nghe xong đều cảm giác hào hứng. Nói hơn nửa giờ, cuối cùng dừng lại một chút, đột nhiên quay đầu hỏi Lôi Ngọc Phương, hiệu phó Lôi, trong lớp bồi dưỡng này lớn tuổi nhất chính là người nào? Làm công tác gì, chức vụ gì, nhỏ nhất là ai, chức vụ gì? Tống Sơ Kiệt vừa hỏi như vậy khiến toàn thể giáo viên và các học viên đều ngơ ngác. 9 phần học viên đều than người lớn nhất và nhỏ nhất nào đó may mắn. Bởi vì rất đơn giản, trưởng ban Tống vừa hỏi như vậy thì người lớn nhất và nhỏ nhất sẽ rất sáng chói, hơn nữa sẽ có ấn tượng với trưởng ban tổ chức Tống Sơ Kiệt, cũng là một cơ hội thể hiện trong ban lãnh đạo trường học. Lớn nhất, Lôi Ngọc Phương sửng sốt. Không nghĩ tới Tống Sơ Kiệt hỏi như vậy. Lôi Ngọc Phương làm người phụ trách thực tế trong trường đảng tỉnh ủy, chuyện mỗi ngày phải xử lý nhiều lắm, tỉnh Nam Phúc hàng vạn cán bộ, làm sao chị ta nhớ những thứ này. Cho nên nhất thời có chút lúng túng, chẳng qua Lôi Ngọc Phương dù sao cũng là người lão luyện, đảo mắt cười nói, trưởng ban Tống, vấn đề này xin mời hiệu phó Lâm Đức Chỉ đến trả lời đi vì anh ấy là chủ nhiệm lớp nhân tài xuyên thế kỷ lần này. Trường đảng chúng tôi rất coi trọng lớp bồi dưỡng này của tỉnh ủy, sau khi đảng ủy trường học thảo luận đã quyết định để hiệu phó Lâm Đức Chỉ tự mình nắm giữ ấn soái, để có thể phát huy tốt tác dụng lớp này cho tỉnh Nam Phúc. Lôi Ngọc Phương mới vừa phun ra do Lâm Đức Chỉ tự mình nắm giữ ấn soái thì toàn thể học viên đều giật thót ngồi thẳng dậy, trong lòng kêu khổ, xui xẻo. Thật là xui xẻo, làm sao mà để thiết diện, Lâm Đức Chỉ tới tự mình nắm giữ ấn soái, vậy sau này muốn lười biếng là tuyệt đối không thể. Nghe nói người này luôn luôn thiết diện vô tư, hơn nữa tính nguyên tắc tương đối mạnh, không thích lắt léo, nổi giang trong trường đảng là thiết diện. Để y chủ nhiệm thì sau này lỡ có chuyện gì thì không được giấy chứng nhận cũng có thể. Thái Hồng Ngẫu cô nương từ địa khu Đức Bình tới lại càng xanh mặt, mắng thầm, hỏng bét rồi. Ngày hôm qua mình đá thùng rác bị Lâm Đức Chỉ bắt được, lúc ấy còn bị phê bình một trận, may là tiểu tử Diệp Phàm kia cứu giúp, nếu không không biết có qua được không. Chỉ là không biết có để lại ác cảm cho Lâm Đức Chỉ hay không. Muốn lấy được giấy chứng nhận tốt sau đợt bồi dưỡng lần này là tương đối khó khăn. Thành cũng Diệp Phàm, bại cũng Diệp Phàm, đều là hắn gây ra, hừ. Thái Hồng Ngẫu trong khoảnh khắc đã đủ vị chua cay mặn ngọt xông lên đầu, chuyện này là sự đả kích quá lớn đối với cô, nhất thời ngồi ngây ra đó. Nghĩ tới những điều này, cặp mắt của Thái Hồng Ngẫu như kim châm găm vào đồng chí Diệp Phàm ngồi ở hàng thứ nhất. Làm cho hắn lạnh cả lưng,
nghĩ rằng có phải hai tên Hứa Thông và Mâu Cương vừa nguyền rủa mình cái gì. Hắn bất giá liếc sang, thầm nghĩ, kỳ quái, Hứa Thông và Mâu Cương hình như cũng không nhìn mình mà nhìn lên đài chủ tịch, quái, vậy kim châm đến từ đâu? Diệp Phàm cũng mơ hồ, tuy nhiên không thể quay hẳn lại để nhìn xem là ai vì hắn ngồi hàng thứ nhất, trước mặt chính là Tống Sơ Kiệt. Chẳng qua Tống Sơ Kiệt hỏi học viên nhỏ tuổi nhất thì Diệp Phàm cũng suy đoán người đó là mình, nếu vậy thì ý tứ của Tống Sơ Kiệt là gì? Chẳng lẽ muốn thừa cơ hội này trả thù tối qua mình cứ thế rời đi? Diệp Phàm hết sức thấp thỏm, bất giác dùng mắt ưng kết hợp với thuật xem tướng thuật mịt mờ quan sát Tống Sơ Kiệt thì không thấy y nhìn mình. Người ta là đại lão mặt không đổi sắc, bình thản cười nói, chẳng qua trong tiếng cười có một chút uy nghiêm làm các quan chức đều sợ. Trưởng ban Tống, lần này lớp nhân tài xuyên thế kỷ do tỉnh ủy tổ chức là tôi chịu trách nhiệm. Người lớn tuổi nhất là Vệ Thiết Thanh, năm nay vừa 30 tuổi. Đồng chí này ở Sở Nông nghiệp tỉnh chúng ta nhậm chức phó trưởng ban, cũng đã một năm rồi, đồng chí này công tác cũng không tệ lắm, Lâm Đức chỉ đứng thẳng tắp, cũng không có biểu hiện khiêm cung như quan viên đứng trước trưởng ban tổ chức tỉnh ủy thường có, đáng giá Vệ Thiết Thanh cũng chỉ là sơ lược. Lâm Đức chỉ cũng là một quan lớn cấp phó ban, chẳng qua vị trí kém hơn nhiều so với Tống Sơ Kiệt. À, tuổi gần 30 là có thể ngồi lên vị trí phó trưởng ban Sở Nông nghiệp, có thể xưng là anh tài rồi. Xem ra lần này ban tổ chức tỉnh ủy chúng ta đã chọn lựa học viên rất công bằng, công khai lựa chọn, ha ha, vậy thì mời đồng chí Vệ Thiết Thanh lên đài nói mấy câu nói có được hay không? Tống Sơ Kiệt lộ ra nụ cười, xem ra tương đối hài lòng, hơn nữa còn đưa tay ra mời. Đại lễ đường giám nhất thời vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Vệ Thiết Thanh đỏ bừng mặt. Hầu hết các học viên đều vỗ tay hoan nghênh nhưng chắc trong lòng thì không phải vậy. Tất cả âm thầm cảm thán Vệ Thiết Thanh may mắn. Lại có thể lộ mặt trước trưởng ban Tống, còn tự mình mời y lên đài, vinh quang quá lớn. Có mấy người so với Vệ Thiết Thanh chỉ nhỏ hơn mấy tháng cũng là 30 tuổi đều run rẩy, hận cha mẹ sao không mình sớm hơn mấy tháng. Kính thưa trưởng ban Tống, các vị lãnh đạo trường đảng, các vị bạn học cùng lớp, Vệ Thiết Thanh kích động, giọng nói hơi run, nói 2 phút thì xuống đài, chẳng qua trưởng ban Tống khi y xuống đài cũng thân thiết bắt tay, lại khiến bên dưới một trận xôi trào. Ai nấy tại trong đáy lòng đều tức giận mắng tuổi tác cũng có thể có chỗ tốt như vậy, má nó, để cho lão tiểu tử đó chiếm đầu vị. Học viên nhỏ tuổi nhất tên là Diệp Phàm, năm nay vừa tròn 19 tuổi, còn chưa đầy 20 tuổi, hình như là cùng một ngày sinh với công trình sư vĩ đại của Hoa Hạ chúng ta, Đặng Tiểu Bình, ha ha, Thiết Diện Lâm Đức chỉ mới vừa nói ra những lời này thì khiến trên đài dưới đài đồng thời ồ lên thán phục. Tôi biết các đồng chí cũng sẽ sợ hãi than thở. Lúc ấy tôi lật xem lý lịch toàn thể học viên thì cũng vậy. Đồng chí này sinh ngày 9 tháng 10 năm 1976, theo như tuổi mụ thì năm nay là 20 tuổi. Tuy nhiên theo lịch dương phải đến ngày 9 tháng 10 mới tròn 20 tuổi. Hắn đến từ một huyện tương đối nghèo là Ngư Dương, là phó chủ tịch huyện. Mọi người có thể nghe nói qua, Ngư Dương là một huyện nghèo khó, kinh tế xếp ở cuối tỉnh. Vì chấn hưng kinh tế Ngư Dương, nên huyện ủy trải qua thảo luận đã đề bạt lên thị ủy thành phố Mặc Hương phê chuẩn, lấy thị trấn Lâm Tuyền làm trung tâm, 5 trấn 2 xã khác xung quanh tạo thành khu kinh tế Lâm Tuyền, là một đơn vị cấp phó phòng, chủ tính chỉ đạo chung 6 trấn 2 xã Ngư Dương triển khai công tác. Người đứng đầu khu kiêm nhiệm bí thư đảng ủy và chủ nhiệm chính là đồng chí Diệp Phàm, một thiên tài mới 19 tuổi. Chương 627, xuất hiện rực rỡ. Mới tròn 19 tuổi. Ở tuổi đó có thể đảm nhiệm chức phó chủ tịch huyện, hơn nữa quản lý trực tiếp 6 trấn 2 xã, cũng gần là một nửa giang sơn Ngư Dương, ha ha ha. Đúng là rất giỏi, tuy nhiên nói là thiên tài hình như hơi quá, Tống Sơ Kiệt cố ý lắc đầu. Xem ra trưởng ban Tống diễn trò, con gái của y có quan hệ tốt như vậy với Diệp Phàm, chẳng lẽ y còn không biết hắn? Biết đâu là hôm nay trưởng ban Tống đến chính là vì cùng Diệp Phàm diễn song hoàng, đặc biệt tạo thế cho hắn. Diệp Phàm có 8 phần có thể trở thành con rể Tống gia rồi, chẳng qua cũng chưa biết vì trước lúc kết hôn còn có biến số, ba người Vệ Thiết Thanh, Ngư Thái, Tiền Hồng Tiêu thầm nghĩ. Trưởng ban Tống, tại sao nói hắn là thiên tài ư? Ví dụ chẳng hạn như đồng chí Diệp Phàm tốt nghiệp mới một năm thì đã đảm nhiệm vị trí chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền, lôi kéo được khoản quyên tặng 3.000 vạn, đầu tư lên tới gần 1 tỷ. Điểm này, Lâm Đức chỉ tôi cảm thấy kinh ngạc, không đơn giản. Lâm Đức Trì vừa nói xong thì toàn trường xôi trào, ai nấy đều muốn nhìn xem thiên tài 19 tuổi này rốt cuộc có phải là ba đầu sáu tay hay không.
mọi người không cần tìm, trực tiếp xin mời đồng chí Diệp Phàm lên đài để cho mọi người biết một chút về quan viên thiên tài tỉnh Nam Phúc chúng ta, Tống Sơ Kiệt liếc mắt, cười nói. Diệp Phàm hành khí vận thanh tâm quyết một vòng, cả người cũng chấn định nhiều. Bất quá hắn giả bộ tương đối kích, đi tới đài chủ tịch. Đồng chí Diệp Phàm, hiệu phó Lâm bảo cậu là quan viên thiên tài trong tỉnh Nam Phúc, thành tích của cậu chứng tỏ điều đó, tôi rất mừng là trong tỉnh Nam Phúc chúng ta có người như vậy. Tôi tin tưởng cậu cũng không phải là thiên tài, chút ít thành tựu đều là do nỗ lực đổi lấy. Nhà phát minh vĩ đại Edison tiên sinh từng đã nói, thiên tài là 99% mồ hôi thêm 1% trí tuệ mà thành. Tôi cũng tin tưởng những lời này, trên đời này không có may mắn mãi, may mắn chỉ dành cho người xứng đáng. Cho nên, tôi hy vọng cậu có thể tiếp tục vì nhân dân phục vụ, vì đảng và quốc gia nỗ lực công tác, lấy được thành tích lớn hơn nữa. Tin tưởng đảng và nhân dân sẽ không quên cậu, tuy cậu tuổi còn trẻ nhưng trọng trách trên vai rất nặng, lãnh đạo huyện ủy Ngư Dương đã tin tưởng như vậy, đem nửa giang san Ngư Dương giao trên tay cậu có muốn nói gì với những người ở đây không, Tống Sơ Kiệt nghiêm túc. Một tín niệm, toàn diện quán thông khu kinh tế tương ứng 6 chấn 2 xã, để cho các đường xã thành đường nhựa theo quy chuẩn 12 mét. Từ đó hình thành mạch máu giao thông xúc tiến phát triển toàn diện khu kinh tế, nông dân có thể ăn cơm no. Có áo mặc, có chân giày ấm áp, trẻ em không phải bỏ học, công nhân nhận đủ tiền lương, cuối năm tốt nhất còn có tiền thưởng. Hơn nữa, coi đây là cơ hội kéo cả kinh tế Ngư Dương phát triển lên một giai đoạn mới, quán triệt phương châm của đảng, muốn giàu trước hết phải sửa đường. Có thể khiến cho Ngư Dương bừng lên sức sống mới, quán triệt tinh thần huyện ủy làm cho Ngư Dương hoàn toàn thoát khỏi nghèo khó, Diệp Phàm nói rất kiên quyết, trên đài dưới đài nhất thời vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt kéo dài hồi lâu. Ừ, nói rất hay, lời nói chất phác, thật sự, không như một số lãnh đạo thường xuyên nói suông, lời nói khách sáo, mạnh miệng, dài dòng. Một câu nói, thật sự vì dân, công ở thiên thu. Hãy làm cho thật tốt nhé, người thanh niên, rảnh rỗi tôi thực sự muốn đến khu kinh tế Lâm Tuyền thăm một chuyến. Như vậy đi, năm sau, cho cậu một năm, tôi sẽ đến xem nhân dân Lâm Tuyền có áo mặc hay không, có cơm ăn no hay không. Trẻ em có sách học hay không? Công nhân đều có tiền lương phát không? Tống Sơ Kiệt đứng lên, nắm chặt tay đồng chí Diệp Phàm, mấy phóng viên báo tỉnh, đài truyền hình tới tấp ghi chép, chụp ảnh. Trưởng ban Tống, tôi có đề nghị này không biết có thỏa đáng hay không? Hiệu phó Lâm Đức Trì đứng lên hỏi. À, có đề nghị gì hay nói nghe một chút? Tống Sơ Kiệt nói. Tôi một mực suy nghĩ, lần này tỉnh ủy đối với lớp nhân tài xuyên thế kỷ chúng ta coi trọng như thế. Đương nhiên là hy vọng trường đảng chúng ta có thể bồi dưỡng ra các cán bộ trẻ ưu tú. Hiện giờ lớp vừa thành lập, có các cán sự lớp xuất sắc chính là đầu tàu đưa lớp tiến lên, Lâm Đức Trì khơi mào. Thường vụ hiệu phó Lôi Ngọc Phương hình như hiểu được ý đồ của Lâm Đức Trì, cười nói, trưởng ban Tống, ý của đồng chí Đức Trì là đề cử đồng chí Diệp Phàm làm lớp trưởng lớp nhân tài xuyên thế kỷ, ý nghĩ này tương đối tốt. Như vậy có được hay không? Đồng chí Diệp Phàm trẻ tuổi nhất làm lớp trưởng. Cũng thể hiện đầy đủ ký thác tỉnh ủy Nam Phúc chúng ta ủy đối với lớp trẻ, biểu thị khí thế của Tổ quốc chúng ta đang đi lên. Ngoài ra, tôi cảm thấy để cho đồng chí lớn tuổi nhất là Vệ Thiết Thanh đảm nhiệm chức lớp phó, như vậy một già một trẻ phối hợp lại, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tin tưởng lớp anh tài chúng ta còn có đặc sắc. Hảo hảo, đồng chí Vệ Thiết Thanh chẳng qua 30 tuổi, già dặn kinh nghiệm lãnh đạo, đồng chí Diệp Phàm mới tròn 19 tuổi, nhiệt tình hăng hái, một đôi hợp tác rất tốt. Tuy nhiên tôi có một đề nghị, đó chính là tạm thời định hai cán sự lớp như vậy, đợi sau khi một nửa thời gian bồi dưỡng rồi sẽ thông qua phương thức bỏ phiếu lựa chọn lớp trưởng, như vậy vừa thể hiện đảng dân chủ chúng ta, cũng có lợi cho việc khai triển công tác của lớp, Tống Sơ Kiệt đưa ra chú ý tốt hơn. Thật ra thì trong lòng Tống Sơ Kiệt cũng hơi khó xử vì đã có một số thường vụ bóng gió với y vị trí lớp nhân tài xuyên thế kỷ cho con cháu họ. Ý tứ của Tống Sơ Kiệt đương nhiên là muốn Diệp Phàm có thể đảm nhiệm chức vụ. Sau này sẽ lấy ra từ trong lớp nhân tài xuyên thế kỷ một người để đến trường đảng trung ương tham gia ban thanh niên học tập. Nếu như Diệp Phàm có thể ngồi vững vàng ở vị trí lớp trưởng thì sau này danh sách kia có thể nắm tới 8 phần. Tối ngày hôm qua lão gia tử cũng có giao đãi, đối với Diệp Phàm tuy nói không tán thành hắn có quan hệ với Trinh Giao nhưng cũng đừng đắc tội vì hắn có chút bản lĩnh. Cho nên, hôm nay đến trường đảng tham dự khai giảng, Tống Sơ Kiệt đã khổ công suy nghĩ. Vốn định nghĩ cách tạo thế cho Diệp Phàm,
nào ngờ hiệu phó Lâm Đức Trì lại có ấn tượng tốt với Diệp Phàm, vô tình đã giúp mình rất lớn. Vì vậy mà thuận lợi tạm thời xác định vị trí lớp trưởng, chẳng qua vì ngăn ngừa một số người trong tỉnh ủy nói ra nói vào nên Tống Sơ Kiệt định ra chuyện bầu lại sau khi qua một nửa thời gian. Y tin tưởng sau thời gian đó Diệp Phàm cũng đã củng cố không ít. Tốt, kiến nghị này của trưởng ban Tống càng hợp lý, càng có tính cạnh tranh, càng phù hợp kỳ vọng của tỉnh ủy đối với lớp nhân tài xuyên thế kỷ, cứ định như vậy. Lớp trưởng lớp phó tạm thời chỉ định Diệp Phàm và Vệ Thiết Thanh, sau nửa thời gian bồi dưỡng sẽ tiến hành bỏ phiếu dân chủ bầu lại, Lôi Ngọc Phương hòa âm với Tống Sơ Kiệt. Sau khi hoàn thành nghi thức, đoàn khách tỉnh ủy vội vã đi về, mọi người trở lại lớp học xác định xong việc chọn người. Không ngoài sở liệu, Hứa Thông cũng mò được danh hiệu ủy viên học tập, Thái Hồng Ngẫu từ địa khu Đức Bình cũng mò được chức ủy viên văn hóa thể thao, còn ủy viên đời sống cũng là một nữ đồng chí tên là Quách Thu Thiên. Ủy viên lao động chính là người trẻ tuổi đến từ thành phố Thương Hải vừa tranh giành chỗ ngồi với Ngư Thái, tên gọi là Chu Chí. Ngoài ra còn tăng thêm một lớp phó khác tên là Chu Thế Kiệt, coi như hình thành ban cán sự bước đầu. Ngày thứ nhất mở lớp cũng chưa đi học, chủ nhiệm lớp hiệu phó Lâm Đức Trì vẻ mặt nghiêm túc nói vài câu rồi tổ chức lớp đi làm vệ sinh. Theo như lời của Lâm Đức Trì nói chính là trường đảng không thể thuê người vệ sinh là để cho các học viên vốn là quan chức tự mình làm. Lao động chân tay từ đó thể nghiệm cuộc sống của nhân dân. Xế chiều không có đi học, sau khi hoàn thành vệ sinh, mọi người tự do hoạt động. Hứa Thông vẻ mặt lạnh như băng ngồi ở Hoàng Thành Tửu Trang, ném bộc một chai hồng tửu trị giá mấy trăm đồng vào tường. Trầm Khai ở bên cạnh biết rõ y bực mình là do chuyện khai giảng hôm nay, nghe nói họ Diệp còn được trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Tống Sơ Kiệt khích lệ. Hơn nữa giẫm phải chó, đoạt được vị trí lớp trưởng. Hứa Thông khẳng định trong lòng không thoải mái, bình rượu này xui xẻo làm vật thế mạng. Trầm Khai vẫn ngồi yên, cũng không lên tiếng khuyên giải, ngược lại cố ý cười hỏi, Hứa thiếu gia, có phải cô nương nhà ai vừa chọc anh hay không, để tôi thu xếp huynh đệ trói tới để Hứa thiếu gia chơi trò đánh mông. Bởi vì Hứa Thông nghe nói có chút biến thái, các tư thế chơi bời đều cảm thấy chán nên sáng tạo ra một cách chơi là dùng roi ra đánh vào mông các cô gái, cái mông càng non càng lớn thì Hứa Thông đánh càng hăng hái. Nghe nói cho tới bây giờ, các cô gái bị Hứa đại thiếu gia đánh cho sưng mông đứng không dưới một hàng rồi. Đương nhiên, khắc phục hậu quả công tác tự có người đến xử lý, có vài cô gái lúc ấy bị đánh rách mông tuy nói rất đau nhưng cũng được đền bù đến 1-2 ngàn, có thể bằng 3-4 tháng lương của Diệp Phàm. Tuy nhiên có một vài cô cả đêm cũng chỉ được một vài trăm, còn cô nào càng xinh đẹp thì giá tiền càng cao. Cho nên có vài chị em da dày thịt béo lại vui lòng cho Hứa đại thiếu đánh vào mông. Có người thậm chí còn có cảm giác kích thích. Chương 628, ham mê đặc thù. Trầm Khai đặc biệt cung cấp một số cô gái có mông lớn, da dày từ trong núi cho Hứa Thông chơi đùa, nghe nói Hứa đại thiếu gia còn có một quy củ, trước kia mỗi lần y làm một chuyện tương đối lớn, mọi người đều phải cung cấp một món hàng tươi mới để Hứa đại thiếu gia chơi tận tình. Lâu dần, Hứa Thông hình thành một quy tắc ngầm bất thành văn. Mọi người đều hiểu ý. Khi cần nhờ Hứa đại thiếu gia chuyện gì đều làm như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, trong vòng tròn của Hứa Thông hình thành trào lưu chọn lựa con gái trong núi mông lớn, cho dù có khi tạm thời chưa cầu Hứa Thông làm chuyện gì cũng phải chuẩn bị trước. Người ta nói, ngày không biết trước phong vân, người có họa phúc sớm tối, ở nhà nuôi người giúp việc mông lớn là tương đối bảo hiểm, bởi vì khi vừa gặp phải chuyện có thể kéo ra cung cấp ngay. Đương nhiên, chỉ dựa vào cấp bậc của Hứa Thông đương nhiên cũng không thể giúp việc tay trời mà đều kéo ra hổ của Hứa Vạn Sơn làm đại kỳ. Bây giờ quan viên nịnh bợ cũng khá nhiều, không dám nói tạo thành phong trào, nhưng chỗ nào cũng có, không nịnh bợ thì không được coi trọng, không chiếm được coi trọng thì đừng nghĩ đến đề bạt. Chính vì như vậy cũng tạo thành quy tắc ngầm, những cán bộ không thích nịnh bợ đều hiếm hoi như gấu trúc, hơn nữa còn được gọi là đồ cổ, không hợp thời, thường thường những người này có tính nguyên tắc rất mạnh. Tương đối chính trực, tựa như hiệu phó trưởng đảng Lâm Đức Trì. Hơn nữa, công tử số một tỉnh thành muốn làm, tự có người đưa tới cửa cho y làm. Hơn nữa, những người này còn là hạng người linh thông tin tức, nếu không, lẽ nào đến lượt ngươi sao? Dài dòng cái gì, gọi trống ra, để lão tử chuẩn bị một cái roi ngâm qua, lần này choi phải tàn ác, Hứa Thông nhướng mày, cắn răng hung hăng nói, trên mặt mây đen răng đầy. Làm cho thủ lĩnh Trầm Khai luôn luôn vững tâm như sắt cũng phát rét. Trống ra là cái gì? Đương nhiên không phải dùng ra làm trống,
Chống ra chỉ là ngoại hiệu của một người, cô gái này là nhân tình của Hứa Thông, vì Hứa Thông thích quất mông, cho nên đặt cho ngoại hiệu là chống ra cùng âm với cái mông mà thôi. Cô gái này tên thật là Hoàng Hoa Thái, 21 tuổi, đến từ huyện thành xó xỉnh Đại Hưng An. Bởi vì cái mông của cô gái này sắp vượt qua cái chậu lớn người thôn quê hay dùng rửa chân, hơn nữa cái mông bị Hứa Thông quất một năm nay càng ngày càng dày. Trước kia đầy vết chai, nghe nói lần này vừa mới thay ra, có lẽ Hứa Thông xem cô ta là Diệp Phàm để quất, cho nên mới khiến Trầm Khai cảm thấy phát rét. Đừng thấy Hoàng Hoa Thái đã theo Hứa Thông một năm, cô gái này vẫn là một xử nữ. Nói tới chỗ này các vị nhân huynh khẳng định rất kinh ngạc, còn có chuyện này, lẽ nào Hứa Thông bất lực sao? Không, Hứa Thông không phải không được, mà là rất được. Số tiền Hứa đại thiếu gia cho Hoàng Hoa Thái đem về đủ để xây dựng một ngôi nhà 5 tầng, có 20 phòng, còn mở một tửu điếm ở xó xỉnh hẻo lánh núi Đại Hưng An. Đương nhiên, người nhà chống gia không biết những thứ khiến hàng xóm bọn họ hâm mộ chính là khuê nữ nhà mình dùng mông để đánh đổi. Chuyện chống gia còn trinh trắng tuyệt đối có thể làm mọi người rất mắt kiếng, điều bí mật này chỉ có Hứa Thông và những người của Trầm Khai biết được. Thật ra gương mặt dáng người của chống gia cũng không tệ lắm. Có vẻ tinh khiết của thiếu nữ trong núi, vóc người đương nhiên là đặc biệt gợi cảm. Hơn nữa dáng người rất lý tưởng, chỗ nào nên lớn thì lớn, chỗ nào nên nhỏ thì nhỏ, tỉ như, thắt lưng cũng không mập như thùng nước, đương nhiên cũng không có thể là thân hình như rắn nước của Bạch Tố Trinh. Chống gia mới bước vào phòng, có vẻ bất an nhìn Hứa đại thiếu gia, trong lòng thật ra vẫn có chút sợ hãi. Tuy nói cái mông đã có năng lực thích ứng nhất định, nhưng mỗi lần quất vào phía trên vẫn đau đớn khó nhịn. Dù sao cái mông cũng là da thịt, phía trên vẫn có dây thần kinh. Hơn nữa có khi Hứa đại thiếu gia nổi điên quả thực cũng không phải là người, chẳng những dùng roi ra quất, còn có thể dùng miệng cắn, tay nhéo, những chiêu thức nữ nhân hay dùng với đàn ông. Hứa Thông bình thường vỗ trống vào cái mông chống ra, vẻ mặt âm trầm cười nói, chống ra, cái mông em tới từ núi Đại Hưng An, có chứa ý vị sơn dã của người sống trên núi, hơn nữa tinh khiết như hoa dại trên núi. Là vật cấm của Hứa Thông này giữ lại thân thể của em chính là vì khiến nó càng tinh khiết, không thể để cho nam nhân làm dơ bẩn nó. Khi chống gia nhìn thấy đám người Trầm Khai lặng lẽ thối lui khỏi phòng cũng rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Hứa Thông, ôn nhu hỏi, có phải anh có chỗ nào không thoải mái hay không? Đứng dậy, nhếch lên, Hứa Thông đặt chén rượu xuống bàn kêu lên, nói chuyện tương đối thô lỗ, tuyệt đối không giống cán bộ cục phản gián viện kiểm sát tỉnh. Đương nhiên. Cũng không thể nói Hứa đại thiếu gia không giống, bởi vì người ta vừa đi ra khỏi phòng lập tức thay đổi. Phía dưới thường xuyên có cán bộ nói giám đốc sở Hứa Thông mặt lạnh, rất có uy tín. Y tiện tay lôi một cái roi từ trong thùng gỗ chứa chất lỏng màu đỏ. Chống ra cô nương nhất thời run rẩy, không đứng lên nổi. Trong lòng cô ta thầm nghĩ, Hứa Thông khẳng định tức giận không nhỏ, từ trước đến nay không dùng roi ra ngâm nước ớt, lần này lại sử dụng, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để y quất chết, chống ra cô nương tâm tình phức tạp, nhất thời có chút ngây người. Phút, một tiếng roi quất khẽ vang khiến chống ra cô nương tỉnh hồn, phát hiện khóe môi Hứa Thông nhếch lên yếu ớt, lại càng làm cho trong lòng chống ra phát rét, thân thể nghiêng sang một bên, phát ra giọng nói run sợ, Hứa đại thiếu gia có thể đổi roi khác hay không? Cái này quá, Hứa thiếu gia, ta tình nguyện giao tấm thân này cho anh. Chống ra thật sự khiếp sợ. Roi ngâm qua nước tiêu nóng nói là cực hình cũng không quá đáng, nghe nói chính là cực hình cổ đại, cho nên, chống gia thật sự sợ hãi đến mức dùng tấm thân khuê nữ của Hoàng Hoa Thái đổi lấy bị roi quất. Ha ha, anh không có tính thú với tấm thân của em, cái đó để cho bạn học cũ của anh đồng chí Diệp Phàm chuẩn bị, anh thích gò núi phía sau, Hứa Thông nói thẳng không hối hận, chẳng qua câu nói kế tiếp làm cho chống gia có chút cảm giác giật mình, thầm nghĩ có phải Hứa Thông muốn dùng thân thể của mình để cho người khác chơi. Người kia tên là Diệp Phàm, hình như còn là bạn học cũ của y. Tuy nhiên chống gia không dám hỏi, vẻ mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Hứa Thông, đã qua một năm, được chứng kiến thủ đoạn lợi hại của Hứa Thông, chống gia đã sớm không còn thiết tha chống cự. Cười, lần này cho em 30 roi, Hứa Thông cười âm hiểm. 30 roi, em, chống gia vẫn lắc đầu, thầm nghĩ lần này Hứa Thông ra tay thật sự rồi, một lần chịu cho 3.000 vạn. Cô ta vừa mới lắc đầu, nhưng vẫn cắn chặt răng, tay chân tê dại, cởi hết, lộ ra cái mông mập mạp, siêu cấp khêu gợi, khiến cho Hứa Thông hứng thú. Thằng nhãi Diệp Phàm, lão tử quất chết mày, phút phút phút.
Hứa Thông cắn răng, một trận roi da quất xuống, trong phòng nhất thời vang lên tiếng vút vút đáng sợ. Tuy nhiên, con người Hứa Thông rất có chừng mực, tuy nói roi da như mưa rơi xuống cặp mông đầy đặn, nhưng hạ thủ cũng không phải đặc biệt nặng. Đây chính là bản lĩnh của Hứa Thông, nếu nói theo cách của y, chính là thủ pháp của lão tử rất chừng mực, bọn cảnh sát hình sự đội cảnh sát cũng không bằng ta. Nếu không, cái mông trống ra đã sớm nở hoa chảy máu, đương nhiên, một vệt máu dài là không tránh khỏi. Đồng chí Diệp Phàm, anh được trưởng ban Tống tỉnh ủy đích thân điểm tướng, những lãnh đạo của trường đều vô cùng tín nhiệm anh, hơn nữa ký thác kỳ vọng đối với anh. Bọn họ tin tưởng anh có thể phát động lớp nhân tài xuyên thế kỷ, tăng cường học tập lý luận, chú trọng tự thân tu dưỡng, cường hóa lấy hành động bản thân làm gương. Trường đảng cũng không phải chỉ có một lớp các anh tài các anh, đồng thời còn có rất nhiều các cán bộ học tập, đào tạo, tiếp nhận lý luận đảng ở đây. Tôi hy vọng lớp anh tài các anh có thể trở thành tấm gương điển hình trong các bạn học, kéo các lớp khác mở rộng hoạt động, chân chính phát huy tác dụng trường đảng tỉnh Nam Phúc chúng ta. Chủ nhiệm lớp Lâm Đức Chỉ sắc mặt vô cùng ngưng trọng, khiến Diệp Phàm cảm thấy phát run. Hắn cảm giác trọng trách trên vai thoáng cái trầm trọng, lần này hắn hoàn toàn không nghĩ tới có thể đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng, dựa vào nhân mạch, cấp bậc, địa vị nhậm chức, thế lực, dù thế nào cũng không tới phiên mình. Chuyện lần này đoán chừng chính là Tống Sơ Kiệt một tay thúc đẩy, tuy nhiên hiệu phó Lâm Đức Chỉ té nước theo mưa cũng làm cho Diệp Phàm cảm giác có chút kỳ quái. Nghe nói người này được xưng là thiết diện, thật ra phía sau nên thêm một nguyên tắc vô tình. Người như vậy làm sao coi trọng người như mình, lẽ nào thật sự vì bản lĩnh mình làm việc thiết thực cho nhân dân, lôi kéo đầu tư bản lĩnh đả động trái tim nguyên tắc của Lâm Đức Trì. Diệp Phàm trăm mối vẫn không có cách giải, về phần Tống Sơ Kiệt giúp mình có lẽ là vì lần trước mình đã xả thân cứu con gái Tống Trinh Ngọc của y. Tuy nhiên trải qua chuyện tối qua, có lẽ mình cũng không có duyên với Trinh Ngọc. Có thể Tống gia cảm thấy có chút thiệt thòi cho mình nên muốn bù đắp cũng không chừng. Chẳng qua không thể gặp gỡ Trinh Ngọc, Diệp Phàm cũng không có nhiều tiếc nuối, kỳ quái cảm giác giống như một tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống đất. Hắn không khỏi bực tức, thầm nói, thú vị thật, chẳng lẽ mình thật sự không có cảm giác với Trinh Ngọc. Có lẽ Trinh Ngọc chỉ có thể làm bằng hữu bình thường, không có loại cảm giác yêu thương. Diệp Phàm nghĩ tới những điều này, nhất thời có chút thất thần. Làm cho Lâm Đức Chỉ đang ở đối diện nhíu mày, nhẹ nhàng gõ một tiếng lên bàn làm việc, mới làm cho anh heo nào đó tỉnh ngộ, vội vàng, có chút áy náy, nói, hiệu trưởng Lâm, tôi. Nhất thời thất thần, thật xin lỗi. Chương 629, Quách Thu Thiên xảo trá. Hắn nói xong, thuận tay móc từ trong túi ra hai điếu xì gà Cuba hạng sang, đưa một điếu tới cười nói, hiệu trưởng Lâm, tôi thích hút loại thích nhà mình làm, đây là loại thuốc thân thích của tôi tự cuốn. Nếm thử xem thế nào. Tuy nhiên, tôi sợ hiệu trưởng Lâm hút không quen, khẩu vị có chút quái lạ, nếu không đổi cái này. Diệp Phàm cố ý nói, lại móc ra từ trong túi một bao thuốc lá phủ dung. Thật ra sau khi Diệp Phàm lên làm lớp trưởng, hắn thông qua đám người ngư thái, vệ thiết thanh hỏi thăm, đã sớm biết được thói quen của hiệu trưởng Lâm. Nghe nói người này thường xuyên hút loại thuốc đại tiền môn một bao 2 đồng, điểm này khiến đám người Diệp Phàm có chút không thể tưởng tượng nổi. Lúc ấy sau khi hỏi thăm rõ ràng, Tiền Hồng Tiêu liền không nhịn được kêu lên, không thể nào, lão vệ, có phải anh hỏi thăm nhầm hay không? Lâm Đức Chỉ đường đường là hiệu phó trường đảng tỉnh ủy, hiệu trưởng là chủ tịch tỉnh Chu Thế Lâm, y chỉ đeo danh tiếng mà thôi. Ở trường đảng này, trừ hiệu phó thường vụ đồng chí Lôi Ngọc Phương ra thì Lâm Đức Chỉ có danh vọng cao nhất rồi. Nghe nói Lôi Ngọc Phương là cán bộ chính sảnh, Lâm Đức Chỉ dù nói thế nào cũng chỉ là cán bộ cấp phó ban. Nói không chính xác cũng là cấp trưởng ban. Một cấp quan lớn cấp phó ban khác hút loại thuốc đại tiền môn 2 đồng một bao thuốc, chẳng lẽ thật sự không có người đưa thuốc? Nguyên tắc của y rất nổi tiếng, nhưng không đến trình độ như vậy chứ. Ừ, lúc ấy khi tôi hỏi thăm một người bạn, còn tưởng nghe nhầm, hỏi lại lần nữa, tuyệt đối không sai. Bằng hữu của tôi năm ngoái học tập ở trường đảng tỉnh ủy nửa năm, đã từng thấy hiệu phó Lâm hút mấy lần, mỗi lần móc ra đều là đại tiền môn. Có một lần bằng hữu của tôi vội vàng đưa điếu thuốc Trung Hoa lên, tuy nhiên hiệu phó Lâm lắc đầu, khoát tay áo cười nói, tôi thích hút đại tiền môn, vệ thiết thanh khẳng định, giải thích. Xem ra khẩu vị của hiệu trưởng Lâm rất đặc biệt, ngư thái cười nói. Không phải là khẩu vị đặc biệt, nghe nói hiệu trưởng Lâm cũng không nhận đồ, ngay cả khói rượu cũng không nhận, vệ thiết thanh lắc đầu thật là nguyên tắc làm người ta khiếp sợ,
nếu là chúng ta cũng giống như vậy, còn làm quan làm cái cóc gì? Ai, cán bộ như vậy trong đảng ta thật sự không nhiều, thật ra cũng có, tuy nhiên hiện tại người ta chỉ nhận rượu thuốc chú không nhận tiền đã xem như là quan tốt rồi. Hiệu trưởng Lâm, đúng là khác loại, Ngư Thái lắc đầu, rất cảm khái. Đương nhiên, vì có thể làm cho hiệu trưởng Lâm nhận thuốc của mình, Diệp Phàm cố ý hóa trang điếu xì gà hạng sang, trái lại có chút khổ công một phen, kêu tổng giám đốc thượng thiên đồ của công ty Hoành Xương tìm được một bao thuốc nhà quê chính tông bao bên ngoài. Hắn làm như vậy, nhìn qua thật sự có điểm giống loại thuốc lá tự cuốn, thật ra bên trong chính là loại hàng cao cấp từ Cuba. Diệp Phàm tin tưởng Lâm Đức Trì chỉ cần chịu hút, nhất định sẽ cảm thấy kỳ lạ. Loại của nhà tự chế biến sao? Lâm Đức Trì hơi sững sờ, nhìn điếu thuốc Diệp Phàm đưa tới, Diệp Phàm lập tức khom người xuống đốt lửa cho y. Lâu rồi tôi không hút loại thuốc người nông thôn tự quấn. Mùi vị mặc dù nói rất nồng, rất sặc người, nhưng cũng rất mạnh mẽ. Lâm Đức Trí hít một hơi, đột nhiên nhíu mày, Diệp Phàm thoáng cái giật mình, thầm nghĩ, không phải Lâm Đức Trí trước kia cũng từng hút qua loại hàng cao cấp này, người ta là quan viên cấp ban có người đưa lên mấy hộp cũng là bình thường. Cái này hình như là lợn lành chữa lợn què, sớm biết như thế thì không nên. Khi Diệp Phàm đang thấp thỏm, Lâm Đức Trí đột nhiên cười, giống như gặp lại mùi vị cũ, cười nói, ừ. Chính là mùi vị không đủ thuần khiết, mùi vị trước kia vẫn tốt hơn. Tuy nhiên, có lẽ nhiều năm rồi không hút, không nhớ rõ vị. Có lẽ loại thuốc này được cuốn theo cách mới, mùi vị cũng không tệ lắm, so với đại tiền môn của tôi mạnh hơn nhiều, ha ha, Lâm Đức Trì nói với Diệp Phàm. Hiệu trưởng Lâm nếu cảm thấy thuận miệng, tôi sẽ kêu người nhà cuốn mấy hộp. Lúc ấy một người anh em họ ở Thủy Châu nói là thích loại mùi vị địa phương này, nên có lấy dư lại một hộp, Diệp Phàm giả bộ vô cùng tùy ý, tiện tay móc ra một hộp xì gà Cuba đã được giả trang. Thầy Lâm, của nhà làm được, coi như là thổ sản, học sinh đến từ nông thôn, xó xỉnh hẻo lánh Ngư Dương, thầy đoán chừng cũng đã được nghe nói, nghèo nổi tiếng. Cho nên, cũng không có cái gì đặc biệt, chỉ có loại thuốc lá tự chế này, nếu thầy không chê thì thử hút xem. Cái này, cũng tốt, tôi thật sự có chút hoài niệm năm tháng sống ở nông thôn, thuốc lá có thể làm cho tôi nghĩ được rất nhiều chuyện. Tuy nhiên, người nhà cậu làm loại thuốc này cũng không dễ dàng. Tôi phải bỏ ít tiền phân bón, tiền công mới được, Lâm Đức Trì vừa nói móc từ trong túi ra 50 đồng tiền đẩy tới trước mặt Diệp Phàm. Người này thật đúng được xưng tụng ngoan cố không thay đổi, nguyên tắc đến mức làm người ta giật mình trong lòng Diệp Phàm suy nghĩ, cười nói, nếu thầy Lâm muốn trả ít tiền phân bón phí và tiền công, vậy đưa tôi 15 đồng được rồi, đối với thân thích của tôi mà nói đã rất nhiều. Bình thời lá cây thuốc lá cuốn một hộp cũng chỉ bán được hơn 5 đồng, ha ha ha. Diệp Phàm cũng cười, móc từ trong túi tiền ra 35 đồng trả lại cho thầy Lâm. Lâm Đức Trì cũng là thuận tay thu hồi 35 đồng. Thầy Lâm, xin thầy yên tâm, tôi nhất định toàn lực làm tốt công tác lớp học, đoàn kết cán sự lớp, đưa lớp chúng ta trở thành một lớp học gương mẫu điển hình chân chính, Diệp Phàm biểu lộ thái độ. Ừ, tôi sẽ nhìn biểu hiện sau này của cậu, Lâm Đức Trì gật đầu, cũng không phải tán câu nói của Diệp Phàm, xem ra muốn nịnh bợ người này là rất khó. Hắn vừa đi ra phòng làm của Lâm Đức Trì đã chạm mặt một cô gái ăn mặc trải chuốt. Khuôn mặt hơi tròn, lông mi cong cong đặc biệt mê người, ở dưới còn có một đôi má lúm đồng tiền xinh xắn. Tinh linh, trong đầu Diệp Phàm đột nhiên toát ra hai chữ này, biết cô nương này tên là Quách Thu Thiên, ủy viên đời sống. Lớp trưởng, vừa rồi lớp phó Chu Thế Kiệt nói cán sự lớp chúng ta mới thành lập, mọi người nên tăng tiến tình cảm, mới có thể xây dựng một không khí lớp học tốt đẹp. Anh có ý tứ gì không? Cô gái kia mím môi mỉm cười, hai má lúm đồng tiền càng lộ rõ. Ừ, Quách cô nương, cô nói xem làm thế nào dạng mới có thể tăng tiến tình cảm. Diệp Phàm nửa cười nửa không, liếc mắt nhìn Quách Thu Thiên. Bởi vì hắn nói chuyện có chút không nghiêm túc, có chứa chút mùi vị bỡn cợt, cho nên Quách Thu Thiên có vẻ tức giận, liếc nhìn Diệp Phàm hừ nói, anh là lớp trưởng chẳng lẽ còn không hiểu được, anh còn không hiểu làm sao tôi hiểu được. Quách Thu Thiên lầm bầm, rõ ràng có vẻ bất mãn. Nhưng cô là người phân quản đời sống, khẳng định cũng chỉ ăn uống. Người nước ta có nghiên cứu, trên bàn rượu hầu hết có thể tăng tiến tình cảm, nếu không mấy cán sự lớp chúng ta tối nay tụ tập, tùy tiện tìm một chỗ là được. Diệp Phàm nhún vai, giả bộ bất đắc dĩ cười nói, lần này đứng đắn, tránh cho Quách Thu Thiên bất mãn. Ừ, tôi cũng có ý nghĩ như vậy, vừa rồi trên đường đụng phải ủy viên văn hóa thể thao Thái Hồng Ngẫu.
Cô ấy nói cách trường học chúng ta không xa có một chỗ tên là Bát Bảo Các, nghe nói là một tửu lâu nhỏ, mùi vị đặc biệt, nếu không chúng ta tới đó nếm thử. Quách Thu Thiên lại lộ ra hai má lúm đồng tiền xinh đẹp, khiến Diệp Phàm nhìn thấy mà rung động, thầm nghĩ, tinh linh muội tử, mùi vị đặc biệt. Hắn bất giác lại so sánh cô ta với Tống Trinh Ngọc, cảm thấy hai người Xuân Lan Thu Cúc mỗi người một vẻ. Hai cô bé đều có hình tượng tinh khiết của Tống Trinh Ngọc là một loại tự nhiên chất phác, một loại thục nữ tinh khiết không có bao nhiêu tâm cơ. Còn Quách Thu Thiên cũng là tinh khiết, tuy nhiên loại tinh khiết của cô ta hình như hơi có mùi vị tính toán, không dễ hàng phục. Hừ, nhìn gì mà ghê thế, mỗ nữ hừ lạnh một tiếng. Đánh thức Diệp Phàm tỉnh lại mới phát giác Quách Thu Thiên đã hiện vẻ giận dỗi, hơn nữa hai má toát ra màu đỏ ứng hiếm thấy, giống như sắc hoa đào. Khuôn mặt như hoa đào, thật tinh khiết, Diệp Phàm không nhịn được kêu lên, ánh mắt lướt qua bộ ngực Quách Thu Thiên. Anh, còn nói, thật muốn bị đào mắt sao? Quách Thu Thiên tức giận, trợn mắt nhìn đồng chí Diệp Phàm xấu xa, khẳng định cảm thấy ánh mắt hèn mọn của hắn, cho nên không nhịn được dậm chân xuống đất. Ha ha! Vậy thì quyết định như vậy đi, cô chịu trách nhiệm liên lạc, bàn bạc với Thái Hồng Ngẫu làm sao tụ hội. Diệp Phàm cười nhạt, thu hồi ánh mắt hèn mọn, khôi phục phong cách quý phái. Hắn biến hóa trong nháy mắt như vậy khiến trong lòng Quách Thu Thiên âm thầm buồn bực, thầm nghĩ, người này thật có chút quái lạ, mới vừa rồi nhìn qua giống như du côn, ánh mắt kia quá lưu manh, tuy nhiên trong nháy mắt lại có thể giống như... Như cái gì, nói không ra, thoáng cái như biến thành người khác, hắn ánh mắt trái lại chuyển đổi mau. Đúng là quái nhân. Quách Thu Thiên nghĩ như vậy, đột nhiên nảy ra ý kiến hay, lại mỉm cười một tiếng, xảo trá chừng mắt nhìn nói, tốt. Tuy nhiên, ha ha, hôm nay lần đầu cán sự lớp lớp nhân tài xuyên thế kỷ chúng ta tụ hội, làm lớp trưởng, anh là lãnh đạo của chúng tôi, làm sao cũng phải tỏ vẻ một chút có phải không? Chương 630, ăn cũng có âm mưu. Diệp Phàm liếc nhìn Quách Thu Thiên, phát hiện trong mắt cô ta một tia xảo trá nên cố ý trêu chọc. Giả bộ đau lòng, rượu và thức ăn của Bát Bảo Các có đắt hay không? Chắc là không đắt, chẳng qua nghe nói Bát Bảo Các ở trường đảng rất nổi tiếng, các cán bộ trước kia tới đây bồi dưỡng đều rất thích tới. Một bữa cơm cộng thêm ca hát chắc khoảng mấy ngàn đồng, cô ta nói xong thì ngầm liếc Diệp Phàm, chắc là muốn thấy người này quẫn bách. Như vậy, quá đắt, Diệp Phàm giật giật môi, cố ý kêu lên, kéo dài thanh âm, thấy Quách Thu Thiên cười khanh khách, là có chút mắc. Tiền lương các anh ở Ngư Dương khẳng định không cao, nếu không thì khuya hôm nay tôi mời trước. Vậy được, hôm khác tôi sẽ mời, hôm nay phải nhìn vào Thu Thiên đại tiểu thư rồi. Diệp Phàm rất dứt khoát lập tức đồng ý, còn giả bộ ngượng ngùng cúi đầu. Quách Thu Thiên giận đến tái mặt, cặp mắt đẹp lóe lên vẻ xem thường, khẽ ngây người vài giây, thấy Diệp Phàm không giống như là đang nói đùa, hẳn là nói thật. Cô ta nháy mắt một cái, thầm nghĩ, tên này sao vậy, thật là lão keo kiệt. Làm phó chủ tịch huyện ngay cả hóa đơn tiếp khách cũng không có, Ngư Dương, quá đáng thương. Người này, rất đáng hận rồi. Hừ, lần sau đến phiên hắn xin mời lúc nhất định phải ăn uống thả cửa, hù chết hắn mới được, một chút khí khái nam tử hắn cũng không có, tiểu nhân. Giám đốc Sở Hứa, tối nay ban cán sự chúng ta cán sự lớp tụ hội ở Bát Bảo Các, anh có tới không? Quách Thu Thiên gọi điện thoại. Tụ hội, được a, cán sự lớp mới vừa thành lập. Là nên biết, vui mừng a, chẳng qua, tối nay người nào mời khách. Hứa Thông nói vẻ lười biếng. Đột nhiên nghĩ đến chủ ý cùi bắp, tâm lý người này cũng là vừa động, suy nghĩ, Diệp Phàm đã là lớp trưởng mời khách đầu tiên là thiên kinh địa nghĩa, ai kêu hắn muốn làm lớp trưởng, vậy tối nay phải tàn ác làm thịt tiểu tử này một mạch mới được. Nghe nói tiểu tử này đến từ huyện Ngư Dương, nổi danh là một trong mấy huyện nghèo nhất tỉnh. Tiền lương một tháng tuyệt sẽ không vượt qua 400 đồng. Bát Bảo Các nghe nói là chỗ tiêu tiền đắt quanh trường đảng, rượu tây một chai mấy ngàn, uống cho hắn 7-8 chai, thức ăn ngon hơn ngàn một đĩa, kêu cho hắn mười mấy đĩa, một bữa không tốn của hắn 2 vạn thì tuyệt không thu binh. Sau đó thì sao, sau khi ăn xong còn phải đi phòng ca hát vui vẻ một chút mới được, chuyện này cũng phải tốn mấy ngàn, như vậy hợp lại chừng 3 vạn. Ha ha! Tổng số như vậy chừng 10 năm lương của tiểu tử này, số tiền lớn như vậy cho dù là hắn làm phó chủ tịch huyện Ngư Dương lấy về cũng không thể chi trả. Nếu như hắn có can đảm đảm lấy về chi trả ta thì phó giám đốc sở chuyên trách chống tham nhũng của Viện Kiểm sát tỉnh cũng không phải là ăn cơm chay, biết đâu có thể nhân đó kéo tiểu tử này xuống ngựa, vuốt cái mũ cũng có thể, Hứa Thông tự đắc, nhất thời mừng như điên.
Hơn nữa, gã cho là Diệp Phàm chui ra từ huyện nghèo, chưa từng trải bao nhiêu. Một bữa cơm đoán chừng 1.000 là cao rồi, đến lúc đó móc không ra tiền thì sẽ thế nào, Hứa Thông nghĩ tới đã cười lên sằng sặc. Vốn là lớp trưởng nên mời khách, hắn đứng đầu lớp bồi dưỡng, không hắn thì là ai. Hơn nữa hôm nay trưởng ban Tống còn trực tiếp khen hắn, chỉ riêng điểm này cũng nên mời khách có phải hay không. Giọng Quách Thu Thiên có chút ủy khuất. Đúng thế, tuyệt đối hắn nên mời khách, nếu không lớp trưởng nên thoái vị đi. Tôi hoàn toàn ủng hộ cái nhìn cô, hơn nữa khách mời là định rồi, Hứa Thông vô hình chung vỗ mông ngựa Quách Thu Thiên đại tiểu thư. Làm cho trong lòng Quách Thu Thiên tương đối hưởng thụ, đảo mắt, cố ý thở dài, chẳng qua mới vừa rồi lớp trưởng Diệp Phàm bảo là muốn tôi mời trước một bữa, tôi chỉ là ủy viên quản sinh hoạt. Nếu so với trong huyện ủy thì chỉ là thư ký trưởng. Ủy viên văn hóa thể thao Thái Hồng Ngẫu tương đương với trưởng ban tuyên giáo, ủy viên tổ chức Miêu Nhân Phụng tương đương với trưởng ban tổ chức, ủy viên kỷ luật lao động Chu Chí tương đương với bí thư ủy ban kỷ luật, ủy viên học tập Anh tương đương với phó bí thư chuyên trách đảng ủy, quản học tập giáo dục tư tưởng nha. Lớp phó thật ra thì chính là phó bí thư công tác đảng rồi. Tôi chỉ tương đương thư ký trưởng của bí thư huyện ủy thôi. Ủy viên đời sống nếu như bên đảng xếp ở cuối cùng, như một cái đuôi. Một cái đuôi muốn mời khách đầu tiên, điều này hình như là đồng chí Diệp Phàm làm phản rồi, anh nói có phải hay không phó bí thư Hứa. Quách Thu Thiên múa mép một hồi, lại có thể đem ban cán sự lớp so với huyện ủy, Hứa Thông nghe thấy cũng chép miệng thán phục sức tưởng tượng phong phú của cô ta. Đó là đương nhiên, bữa cơm đầu tiên nói thế nào cũng nên là lớp trưởng mời khách có phải hay không. Hơn nữa tất cả mọi người đều ở trong thể chế, đều hiểu được chuyện này. Cho dù là mời khách cũng chỉ là một tờ hóa đơn thì giải quyết vấn đề rồi. Vừa không cần tự mình móc túi tiền, đồng chí lớp trưởng làm sao nhỏ nhen vậy. Tôi đề nghị, đến lúc đó toàn thể cán sự lớp thông qua, quyết nghị phải cho đồng chí lớp trưởng Diệp Phàm dẫn đầu mời bữa cơm này. Đối với quyết nghị của cán sự lớp, chắc hẳn hắn làm lớp trưởng phải tuân thủ để làm gương, ha ha ha, Hứa Thông cười khan, chờ đợi Quách đại tiểu thư tự động chui vào bẫy. Quyết định như vậy đi, chúng ta chia nhau cho mấy ủy viên cán sự lớp về nói trước. Thật ra tiền này có thể chi trả, lớp trưởng Diệp làm một phó chủ tịch huyện, cho dù là huyện nghèo Ngư Dương thì chi trả mấy tờ hóa đơn tiếp khách chắc không thành vấn đề, chuyện nhỏ. Vì thế mà bữa cơm đầu tiên này tôi cũng không dám mời. Cũng không thể đoạt lấy danh tiếng lớp trưởng có phải không, ha ha ha, Quách Thu Thiên cười đắc ý. Ừ, tôi đi liên lạc hai lớp phó, cô báo cho đám người Thái Hồng Ngẫu, Hứa Thông gian kế vừa thành, rất cao hứng. Sau khi cúp điện thoại thì gã lập tức bảo Trầm Khai bên cạnh, Trầm lão đệ, cậu đi bát bảo các gần chỗ trường đảng tỉnh ủy một chuyến. Chúng ta đưa mấy hòm, bóc đô, năm rất xưa tới đó, buổi tối nay tôi theo mấy người khách uống rượu, bảo bọn họ để sẵn trong tủ rượu. Hứa Thông cười nhạt, Trầm Khai trong lòng vừa động, cười nói, tốt, không biết Hứa thiếu gia lại muốn mời nhân vật quan trọng gì, bóc đô muốn loại bao nhiêu tiền một chai. Loại 5.000 một chai, số lượng khoảng 2 thùng. Hơn nữa bảo cho ông chủ bát bảo các, nói y chuẩn bị món ăn đắt tiền nhất, tối nay tôi tới ăn cơm với mấy đồng học, tiền cơm không thể miễn, ngay cả chiết khấu cũng không cần, cứ đắt nhất là được, Hứa Thông dặn dò Trầm Khai. Trầm Khai nghi ngờ hỏi, Hứa thiếu gia. Tôi không hiểu, anh mời khách còn nói ông chủ bát bảo các tính đắt, tôi nghĩ ông chủ kia tuyệt đối không dám, trừ phi muốn dẹp chuyện làm ăn. Nói cậu đần là đúng, đương nhiên là tôi muốn làm thịt người khác, ha ha ha, Hứa Thông cười khẽ. Trầm Khai sợ đến lạnh người thầm nói, thật đúng là tàn ác, bóc đô 5.000 một chai, 10 chai chẳng phải là 5 vạn rồi, cộng thêm thức ăn 1.000 một đĩa. Mẹ ơi, không có mấy vạn thì tuyệt đối không xong. Không biết là thằng nào đó xui xẻo muốn cắt máu rồi. Cậu chắc đang muốn nói thằng nào đó cắt ra máu có phải hay không, ha ha, Hứa Thông bắt thóp. Hứa thiếu gia lợi hại, ý nghĩ trong bụng của tôi mà thiếu gia cũng biết, bội phục, Trầm Khai lộ vẻ kinh ngạc, đương nhiên là giả vờ, chẳng qua cũng có một nửa là thật. Diệp Phàm, lớp trưởng lớp nhân tài xuyên thế kỷ của chúng ta, đường đường cán bộ học viên, ha ha ha, Hứa Thông cười phá lên. Sau đó gã đột nhiên ngừng bật, hừ nói, ăn chết mày luôn. Không sai, ăn chết hắn, Phượng Tam ra một bên đế vào, tôi đoán Hứa thiếu gia nhất định là muốn dùng chuyện này làm chút rắc rối phải không? Ông cũng biết, thật đúng là có coi bói a. Hứa Thông nửa cười nửa không nhìn chằm chằm Phượng Tam ra làm lão phát ngứa, ngượng ngùng, ta đoán vậy, ha ha. Hứa thiếu gia,
nếu không thêm vào chút gì trong rượu không phải là tốt hơn, kéo chết hắn, bên này ăn chết hắn, Phượng Tam gia âm độc. Tựa như cũng không sai, bỏ đi, không cần chơi vậy với đồ trẻ con, Hứa Thông suy nghĩ một chút, lắc đầu, cảm thấy có chút hạ giá. 5 giờ chiều, Bát Bảo Các. Một bàn tròn lớn, toàn bộ cán sự lớp nhân tài xuyên thế kỷ ngồi vây quanh. Lớp trưởng Diệp Phàm, lớp phó vệ Thiết Thanh, Chu Thế Kiệt, ủy viên học tập Hứa Thông, ủy viên tổ chức Miêu Nhân Phụng, ủy viên văn hóa thể thao Thái Hồng Ngẫu, ủy viên đời sống Quách Thu Thiên, ủy viên lao động Chu Chí. Bốn tổ trưởng theo thứ tự là Khương Xuân Viễn, Triệu Văn Học, Lưu Quân, Liễu Nguyệt. Tổ hợp 11 người, cũng khá giống với thường vụ huyện ủy. Thật ra thì cấp bậc còn cao hơn cả thường vụ huyện ủy. Trong này cán bộ cấp phó vụ trưởng là 3 người bao gồm phó trưởng ban sở nông nghiệp tỉnh Vệ Thiết Thanh, phó chuyên viên địa khu Đức Bình Triệu Văn Học, phó chủ tịch thành phố Khương Xuân Viễn, những người này cấp bậc sắp vượt qua hội nghị ban bệ của Ủy ban Nhân dân thành phố rồi. Lớp trưởng, đề nghị của tôi có thể hay không? Hứa Thông cười hỏi khiến Diệp Phàm cảnh giác. Người này tranh đấu với mình không giành được tiện nghi, chắc sẽ nhân bữa cơm tối nay để sinh sự. Chẳng qua Diệp Phàm vẫn lạnh nhạt, cười nói, ủy viên Hứa xin cứ nói. Bữa cơm tối nay là bữa cơm đầu tiên của lớp nhân tài xuyên thế kỷ chúng ta, cũng là tương đối trọng yếu. Có lẽ phải do lớp trưởng ra tay rồi, ha ha ha, Hứa Thông nói nước đôi làm mấy đồng chí nữ đỏ mặt. Bởi vì chữ ra tay trong lời của Hứa Thông có chút hèn mọn, ám chỉ lúc nam nữ ân ái mới làm vậy. Chương 631, ăn chết mày luôn. Tốt, chuyện Diệp lão đệ mời khách định rồi. Không thành vấn đề, bữa ăn buổi tối này để tôi ra tay đầu tiên, ha ha ha. Cơm nước xong ca hát, ngâm chân, tất cả tôi sẽ bao hết, Diệp Phàm cũng trả miếng. Hừ, những đồng chí nam này trong mồm chó nhà không ra răng ngà. Thái Hồng Ngẫu và Liễu Nguyệt, Quách Thu Thiên đỏ bừng nghiêm mặt mắng. Làm sao vậy Quách tiểu muội tử của tôi? Chúng là chánh nhân quân tử, cô. Ha ha, tự mình cũng hiểu sai rồi, Diệp Phàm kinh ngạc. Tôi nói lớp trưởng, anh nói đa nghĩa quá. Quách tiểu muội tử hiểu sai cũng bình thường, còn không phải là bởi vì anh, hắc hắc, Hứa Thông vội vàng điểm một mồi lửa. Gã vừa nói ra thì tất cả đều cười, mịt mờ nhìn Diệp Phàm và Quách Thu Thiên. Diệp Phàm là nam nên không chịu thiệt gì, trong những chuyện này thì phần thiệt luôn thuộc về nữ, hắn ra vẻ bất đắc dĩ, ha ha. Ha ha, giám đốc Sở Hứa nói hình như cũng có chút đạo lý sao. Chẳng qua, tôi tin tưởng Quách tiểu muội tử chúng ta tuyệt sẽ không nghĩ như vậy, có phải hay không? Giám đốc Sở Hứa hài hước a hài hước. Ai nói sẽ không, lớp trưởng chúng ta anh tuấn tiêu sái như thế, dung mạo còn hơn cả Phan An, đẹp trai còn hơn cả Lữ Bố, tiểu muội tôi thật là muốn a, đáng tiếc anh nhìn tôi không thuận. Ha ha ha, Quách Thu Thiên đỏ mặt, lại có thể bạo gan đùa giỡn, nói xong điềm nhiên xem kịch hay. Lúc này tuồng hát tập trung vào đồng chí Diệp Phàm. Quách Thu Thiên nhìn thẳng vào Diệp Phàm, khóe miệng cong lên như một tinh linh khả ái. Diệp Phàm thầm nghĩ cô nàng này đúng là bạo miệng, mình không thể yếu thế rồi, nếu không sau này làm gì còn uy lớp trưởng nữa. Hơn nữa, đùa giỡn nam nhân lại không lỗ lã, sợ cái cóc khô. Vì thế hắn cũng cười hề hề, có gì đâu, Quách đại muội tử, tối nay ngày tốt cảnh đẹp cũng sống uổng rồi. Hai chúng ta dứt khoát tốt ngày ra mắt mọi người nhé. Có thể một đôi với Quách đại muội tử, ai, là tam sinh hữu hạnh a. Ha ha ha. Lên a, tốt, đánh sắt khi còn nóng, chúng tôi đều là nhân chứng. Cả bàn nhất thời ồn ào. Quách Thu Thiên mặt càng đỏ hơn, đoán chừng là sắp có thể rỉ máu rồi. Gọi thức ăn, chúng ta no bụng rồi hãy nói, Diệp Phàm vội vàng ngắt lời, nếu không không thể dừng lại được chuyện này. Mỹ nữ tinh linh Quách đại muội tử nhìn dáng dấp sắp nổi đóa làm hắn chột dạ, nếu quả thật là vậy thì mình xuống đài e không dễ. Món ăn, ưu tiên nữ đi, để cho Quách muội tử gọi nhé. Hứa Thông cười nói, tiện tay đem thực đơn đưa cho Quách Thu Thiên. Gọi thì gọi, ai sợ ai. Quách Thu Thiên cũng cay cú, cắn răng một cái, căn bản là không nhìn, gọi một hơi 4 món ăn vương bài của Bát Bảo Các, giá tiền đương nhiên là cao ngất rồi. Hứa Thông gọi một thùng bóc đô xưa, dĩ nhiên là do gã Bảo Trầm khai để trước ở Bát Bảo Các, nếu không cho dù là Bát Bảo Các chắc là cũng sẽ khó tìm loại bóc đô rất xưa 5.000 một chai này, đồng chí Diệp Phàm chỉ cười nhạt. Cười, cười, để cho sau khi ăn xong xem tiểu tử ngươi khóc gọi mẹ không, Hứa Thông trong lòng cười âm hiểm, trên mặt rạng rỡ.
Trên bàn các vị mặt ngoài cũng rất hòa hợp, Quách Thu Thiên thật giống như bỏ đói lâu ngày, không hề chú ý đến hình tượng của một cô nương, cứ thế tận tình hưởng thụ. Hứa Thông thì đặc biệt chọn một chai bóc đô giá trị 5.000, trên bàn rượu gã tương đối nhiệt tình, liên tiếp mời rượu, chạm cốc keng keng hết lượt. Đương nhiên, có thể làm quan thì đều uống được rượu, hơn nữa không khí tối nay vui vẻ, dĩ nhiên là uống không dừng. Hơn nữa, Hứa Thông cũng uống hơn bình thường, một mình chơi gần hai chai bóc đô, mặt hết đỏ rồi lại tái, có thể trở về nhà hay không thì chưa biết. Quái, vốn là cho là cái thằng chó Hứa Thông này sẽ xử ám chiêu hại mình, làm sao đến bây giờ còn không có động tĩnh gì, chỉ ra sức nốc bóc đô, chẳng lẽ uống bóc đô cũng có mở ám hay sao? Diệp Phàm liếc mắt quan sát, trong lòng cũng trăm mối vẫn không có cách giải, âm thầm buồn bực. Hắn quả thật không nghĩ cách mà Hứa Thông ra tay là ăn nhiều uống nhiều để Diệp Phàm lúng túng khi tính tiền trước mặt đồng học. Hứa Thông lúc này cảm giác uống rượu không hề khổ sở mà ngọt như mật. Buổi tối uống đến thật tận hứng, một người Diệp Phàm cũng bị Hứa Thông phát động nhân dân vây công, tu hết ba chai bóc đô. Mười mấy người ngà ngà xuống lầu, rất nhanh xuống đến tầng dưới đã thấy tiểu thư tính tiền đang nở nụ cười. Lớp trưởng Diệp, anh mang theo đủ tiền mặt không? Thủy Châu khác với Ngư Dương, đoán chừng là không cách nào viết hóa đơn hay cho nợ được, Hứa Thông cười khan, hơi có vẻ đắc ý. Theo tính toán bước đầu của gã, toàn thể cán sự lớp tổng cộng là 11 người đã uống hết 15 chai bóc đô, chỉ riêng tiền rượu cũng đã là khoảng hơn 7 vạn. Quách Thu Thiên vừa rồi cũng gọi toàn bộ bát chân của bát bảo các, áng chừng cũng tới 1 vạn. Cộng thêm cả mấy món đặc sản núi rừng sau đó chắc cũng không rẻ. Tính toán sơ bộ, cộng thêm cả phí phục vụ vân vân thì không có 8 vạn là không xong rồi. Đừng bảo Diệp Phàm là quan viên nghèo đến từ Ngư Dương. Cho dù là quan lớn như Hứa Thông cũng phải âm thầm chắc lưỡi hít hà không dứt. Thầm nghĩ, một bàn 8 vạn, lão tử cũng chưa dám xa xỉ như vậy. Cho dù là công tử cự phú như Trầm Khai thì một bàn 1 vạn cũng sẽ đau đến nhấc chân, mở mắt rồi, thật mở rộng tầm mắt rồi. Gã vui đến trong lòng nở hoa, đốt một điếu trung hoa tiêu sái phun một vòng khói, nhìn chằm chằm vào đồng chí Diệp Phàm, không để sót một chi tiết. Nếu như có camera... Hứa Thông tuyệt sẽ không thương tiếc tự mình xông tới làm một quay phim vinh quang. Khóc so với cười tốt hơn, ha ha, Hứa Thông âm hiểm, chuẩn bị cười sằng sặc, chẳng qua gã vẫn cố nhịn, chưa tới lúc mấu chốt thì chưa thể thả ra, nếu không lại bị đưa vào bệnh viện tâm thần thì nguy hiểm. Ha ha, tiền mặt, tôi nghĩ chắc là đủ để trả tiền cơm tối nay, Diệp Phàm liếc Hứa Thông, cũng không ngần ngại móc ví ra cân nhắc một chút giống như để xem có đủ hay không. Hắn có chút kỳ quái. Suy nghĩ, đắt lắm thì cũng chỉ tới 5.000 là cùng, muốn cười lão tử à, hơi sớm đấy. Ha ha, đủ, tốt rồi. Chẳng qua tôi phải nói trước là lớp trưởng ra tay đầu tiên, không để cho ai trang đoạt danh tiếng trả tiền thay, Hứa Thông cười rạng rỡ như con cháu Phật Di Lặc. Đúng thế, chúng ta tuyệt không đoạt danh tiếng lớp trưởng, nếu không sau này xui xẻo rồi, những người khác cũng vui vẻ. Cô bán hàng, tính xem bao nhiêu, 15 chai bóc đô, 5 cola. Diệp Phàm móc ví tiền ra quơ quơ trước mặt Hứa Thông, thầm nghĩ tiểu tử này chắc là thất vọng rồi, cái gì lão tử không có chứ tiền thì không ít. Mẹ kiếp, để cho tiểu tử ngươi khóc đi, 8 vạn tương đương với 15 năm lương của phó chủ tịch huyện huyện nghèo như ngươi, chỉ cần tiểu tử ngươi dám viết hóa đơn, lão tử là giám đốc sở chống tham nhũng của Viện Kiểm sát tỉnh tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Hứa Thông mơ màng, nghĩ tới lúc Diệp Phàm mất mặt. Lúc này vừa có một bàn cũng ăn xong tới tính tiền. 7-8 người vây lại một vòng. Trầm Khai đương nhiên cũng xen lẫn trong đó, còn quay đầu nhìn về Hứa Thông nháy mắt, mấy tên sớm thương lượng, chỉ cần Diệp Phàm trả không nổi thì sẽ xuống vào. Không lâu, hai vị tiểu thư bán hàng xinh đẹp cộng xong, trên mặt nhất thời nở hoa. Ngay cả mí mắt cũng hoa lên vì từ lâu có quy định, khách nhân tiêu phí càng nhiều thì các cô được trích phần trăm càng nhiều. Trong lòng còn đang thầm than khách nhân này vung tay. Một bữa có thể tiêu tới 8 vạn, bóc đô 5.000 một chai có thể uống tới 15 chai, đúng là mở rộng tầm mắt, đoán chừng là khách nhân hào phóng nhất của bát bảo các từ lúc mở cửa tiệm đến nay. Hai người còn suy đoán đây có phải là phú ông có gia sản trăm triệu hay không, thậm chí là công tử tiền tỷ. Cô gái có vóc người cao gầy tiến đến chào Diệp Phàm vẻ thân thiết. Vốn là chỉ khẽ cúi người là được, tuy nhiên trích phần trăm lần này có thể lên đến 1.000 đồng nên cô ta cúi thật sâu để lộ hai bầu vú lổ lộ. Thầm nghĩ nếu để cho tên nhà giàu này được rửa mắt thì hắn thưởng mười mấy vạn không thành vấn đề. Nói, tiên sinh,
lần này ngài tiêu hết tổng cộng là 81.320 đồng ở bát bảo các chúng tôi. Tổng quản lý nói, ngài là khách nhân đặc biệt nhất từ trước đến giờ nên chỉ lấy 8 vạn là con số cắt tường, mong ước khách quý đại lợi. 8 vạn, tiểu thư, cô không lầm chứ, Quách Thu Thiên chấn động, buột miệng hỏi. Chương 632, bỡn cợt lão tổ tông. Diệp Phàm đương nhiên cũng âm thầm chấn động, liếc mắt nhìn Hứa Thông, hiện tại cuối cùng đã hiểu, cảm tình người này mới vừa rồi ở trên bàn rượu tích cực với Bóc Đô chính là vì lúc này, vị cô nương này rất khá, tổng cộng uống hết 15 bình rượu Bóc Đô nhập khẩu của Pháp, hơn nữa loại rượu này được ủ mười mấy năm, giá một bình là 5.000, 15 bình chính là 75.000, cộng thêm một bộ thức ăn bát chân 9.100, cộng thêm, cô gái còn lấy ra thực đơn, chỉ vào từng món trên bảng giá giải thích, thái độ tương đối ôn hòa. Làm sao nhiều như vậy? Quách Thu Thiên liếc nhìn Diệp Phàm lại trợn mắt nhìn Hứa Thông, hờn giận nói, một bộ điểm tâm bát chân vừa rồi là tôi gọi, tôi thấy số tiền lần này quá lớn, chúng ta nên chia ra thì hơn. Lớp trưởng Diệp mời khách lần khác vậy. Đúng vậy, chia ra thì tốt hơn, Vệ Thiết Thanh cũng vội vàng phụ họa. Số tiền này quá dọa người, trong lòng mọi người đều hiểu, cả đám cổ quái liếc nhìn Hứa Thông. Uống không nổi thì đừng ra vẻ, 5.000 một chai Bóc Đô có là gì, lão tử toàn uống loại 1 vạn một chai, 5.000 chỉ là mặt hàng cấp thấp, một đám sinh viên nhà quê, chả không nổi còn mời khách, hừ. Thật là thói đời, ở bát bảo các cũng có người dám đến ăn chùa, Trầm Khai mở lời, lập tức quăng những lời không hay về phía Diệp Phàm. Nhà quê, ha ha, Diệp Phàm tiếp lời, lạnh lùng cười cười, nói, phục vụ, tính tiền đi, không sao, 8 vạn đồng, không nhiều lắm. Đồ sinh viên nhà quê như tôi nhổ khoai lang cũng có thể kiếm đủ, không giống gia tử bại hoại nào đó, hắn vừa nói vừa liếc nhìn Hứa Thông, móc thẻ ra thanh toán. Tuy nhiên đột nhiên có một tiếng la tương đối cung kính chuyển đến, đây không phải là Diệp. Tiên sinh sao? Diệp Phàm quay đầu lại nhìn, không phải là thiếu tá Quách Chân Kỳ bị Thiết Chiêm Hùng đá ra khỏi Liệp Báo sao? Nghe nói người này hiện tại được điều đến nhậm chức tiểu đoàn trưởng thiếu tá quân đoàn số 2 phía ngoài Liệp Báo. Tuy nhiên gã si mê Liệp Báo, không làm gì cũng tiến vào sơn động của Liệp Báo tĩnh tọa trên nửa giờ mới chịu rời đi. Lần trước khi Diệp Phàm xử phạt Cao Nguyệt chính là Quách Chân Kỳ xung phong nhận việc đứng ra giám sát. Người này mặc trên người trang phục dã chiến thiếu tá trinh sát huy phong, bên cạnh còn có mấy quan quân mặc trang phục dã chiến, đoán chừng cũng tới dùng cơm. Ồ, là cậu à, có chuyện gì sao? Diệp Phàm gật đầu, coi như chào hỏi. Tiểu thư, tôi thanh toán tiền cho vị Diệp tiên sinh này, bao nhiêu tiền? Quách Chân Kỳ quay đầu nhìn về tiểu thư bán hàng cười hỏi. Đồ lính thối trả nổi sao, đây chính là 8 vạn, không phải là 8 đồng, đừng tưởng mình là một thiếu tá thì ngạo mạn ngất trời, một tháng được mấy trăm đồng trợ cấp, đủ cho tiểu tử cậu làm cả đời, Trầm Khai ở bên cạnh lập tức chua ngoa hừ nói. Anh là ai? Tôi đúng là lính, tại sao lại nói chúng tôi là tên lính thối, không có chúng tôi, anh có thể an tâm ngồi ở chỗ này ăn uống như vậy sao? Khốn khiếp, loại như mày mà cũng dám khoe khoang trước mặt lão tử, Quách Chân Kỳ là ai chứ? Bá phụ Quách Đại Xuyên trong nhà Đường Đường là trung tướng, phó tư lệnh hải quân, đập mạnh một phát là khiến mặt biển Thủy Châu nổi sóng, y làm sao lại sợ loại người nhìn qua nhiều nhất chỉ có mấy đồng này chứ? Hơn nữa quan trọng hơn là y cảm thấy tên Trầm Khai này đang đắc tội với Diệp tiên sinh, mình còn đang muốn nhờ hắn xin vào làm việc, cơ hội biểu hiện cuối cùng đã đến, cho nên không chút khách khí chĩa họng súng về phía Trầm Khai, nói giúp cho Diệp Phàm. Diệp Phàm đương nhiên lập tức lui sang một bên nhìn cảnh náo nhiệt, thật ra mới vừa rồi tình cảnh Trầm Khai đưa mắt cầu cứu Hứa Thông, đôi mắt ưng của Diệp Phàm đã nhìn thấy toàn bộ. Hắn biết hai người này là đồng bọn, đặc biệt đến xem mình làm trò cười cho thiên hạ. Cho nên, thấy người thanh niên này đối đầu với Quách Chân Kỳ, biết cuối cùng xui xẻo nhất định là nhóm người Hứa Thông, cho nên, yên tâm thoải mái đứng một bên xem cảnh náo nhiệt. Rất ngạo mạn, một tên lính nghèo. Lại có thể dám phân cao thấp với Trầm thiếu gia, người cũng không mở to mắt mà nhìn. Thủ hạ của Trầm Khai không nhịn nổi, lâu nay vẫn quen thói kiêu ngạo, chưa từng gặp người nào dám cuồng vọng với bọn họ, cho nên lập tức nổi điên. Bốp! Một tiếng bạt tai thanh thúy truyền đến, tiểu tử khẩu suất cuồng ngôn chỉ cảm thấy mặt mình bỏng rát, không cẩn thận đã bị đồng bọn của Quách Chân Kỳ đá ngã xuống đất, không khác gì chó gặm bùn, cảm giác miệng đau đến có mức tê dại, lấy tay về, nhất thời hét lớn. Trầm thiếu gia, hàm răng của tôi bị tên lính thối đánh rất rồi. Mày còn kêu nữa lão tử lột ra. Mẹ kiếp,
loại heo như mày mà cũng dám ra vẻ trước mặt thiếu tá Quách của ở chúng ta. Một quan quân khác cười đầy ngạo nghễ, nhìn Quách Chân Kỳ kêu lên, Quách thiếu, có muốn vui đùa đá mục tiêu sống hay không? Lên, Trầm Khai ra hiệu cho 7-8 người xông lên, Diệp tiên sinh, mời ngài ngồi, tôi xử lý xong bọn này trước rồi hãy nói, Quách Chân Kỳ liếc mắt nhìn mấy gã xông đến, còn xoay người đem ghế mời Diệp Phàm ngồi xuống, châm cho hắn điếu thuốc Trung Hoa đặc cung. Diệp Phàm liếc mắt nhìn khuôn mặt cứng ngắc của Hứa Thông, yên tâm thoải mái phun vòng khói, khen, ừ. Loại thuốc này ngon đấy, ha ha ha. Nếu Diệp tiên sinh thích, chỗ tôi còn mấy cây, ngày mai đưa tới cho ngài, Quách Chân Kỳ giật mình, vội vàng nói. Được rồi, Diệp Phàm lắc đầu. Cũng tốt, Quách Chân Kỳ đáp một tiếng, quay đầu cười nói với Trầm Khai, muốn chơi đánh lộn với chúng ta có phải không? Vậy thì được. Chúng ta đang cần mấy người làm bia thịt sau khi nói xong kêu lên với mấy quan quân, có người nguyện ý làm mục tiêu ca để chúng ta chơi đùa rồi. Đúng thế, ha ha, mấy quan quân cười vui vẻ, ưỡn ngực, xắn tay áo. Tuy nhiên cũng lén lén liếc nhìn đồng chí Diệp Phàm, trong lòng âm thầm phỏng đoán người này có lai lịch gì, lại có thể làm cho Quách thiếu cung kính như vậy. Quách đại thiếu là ai chứ, người ta muốn thế có thế muốn tiền có tiền, không thiếu thứ gì. Người anh em, hãy xưng tên ra, chúng ta Thanh Sơn Lục Thủy, không gặp không về, Trầm Khai không phải là ngu ngốc, vừa vặn ngược lại, hắn là một thương nhân rất khôn khéo, rất âm hiểm. Y nói chuyện mạnh bạo, đương nhiên là biểu lộ thái độ muốn đánh đường hoàng. Hôm nay người ta đang chiếm thế thượng phong, mấy tên bọn chúng, kêu gào ầm ĩ còn được, ức hiếp mấy người lương thiện còn được, nếu đụng độ những tên lính này thì thê thảm. Tuy nhiên, vẫn phải biểu hiện khí thế. Sau khi vui đùa thì tính sổ. Quách Chân Kỳ, trực thuộc quân doanh đặc biệt quân đoàn 2 Thủy Châu, lão đệ muốn chơi thế nào bất cứ lúc nào cứ gọi tôi, đây là số điện thoại của tôi, gọi đến bất cứ lúc nào, bảo đảm sẽ tận hứng. Quách Chân Kỳ nhướng lông mày, liếc nhìn Trầm Khai cười nói. Quách Chân Kỳ, tiểu tử này kiêu ngạo như vậy đại con, giống như rất có thế. Họ Quách, không phải là, hình như có quan hệ với một vị trong tỉnh, vị kia cũng họ Quách, Quách Phác Dương. Hứa Thông ở bên cạnh nhanh chóng suy nghĩ, cảm giác Quách Chân Kỳ hình như khôn sợ hãi, thăm dò lai lịch đối phương trước rồi rút lui, sau này mới tính sổ. Ngài họ Trầm có phải không? Chẳng lẽ là tập đoàn Tinh Huy Trầm gia? Ngài cũng biết, cũng không tệ lắm, tuy nhiên, vị này, ngài là, Trầm Kha giả bộ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Hứa Thông, hai người đương nhiên đang diễn song hoàng. Diệp Phàm ở bên cạnh đã sớm đoán được, gác hai chân lên, cố ý nói tiếp nói. Y mà anh cũng không nhận ra, vậy tập đoàn Tinh Huy các anh có lẽ cũng nhanh biến thành tập đoàn bỏ đi rồi. Người ta là công tử số một tỉnh thành Thủy Châu, anh nên gọi y là Hứa Đại Thiếu, nếu không đoán chừng người ta ho một tiếng, Tinh Huy nhà anh, ha ha, nguy cấp mất. Hiện tại Hứa Thông ra mặt, chính là diễn trò cũng phải diễn cho giống. Cho nên, Trầm Khai cắn răng nín nhịn, giả bộ tương đối khiếp sợ, trợn mắt, hơi khom người nói, thì ra là... Hứa Đại Thiếu, hiểu lầm, hiểu lầm. Xin lỗi, hôm nay bữa ăn này tôi làm chủ, coi như xin lỗi Hứa Đại Thiếu. Trầm Khai làm như vậy đương nhiên là muốn tạo thế cho Hứa Thông huy anh hoang trước mặt mấy người bạn học. Thằng ngốc này, người trả 8 vạn cho hắn, lão tử lấy cái gì ra dạy người, Hứa Thông thầm mắng một câu, vội vàng nghiêm nghị, hừ lạnh nói, đừng tưởng rằng anh có tiền thì khoe khoang, lớp trưởng Diệp của chúng tôi không thiếu, mau cút đi. Vậy chúng ta đi trước. Lần sau Trầm Khai này nhất định làm chủ mời khách. Trầm Khai quăng ra một câu. Diệp tiên sinh, cơ hội lần này anh để cho tiểu đệ này đi, thấy Diệp Phàm vừa giơ thẻ lên gọi người bán hàng thanh toán, Quách Chân Kỳ vội vàng xông tới, vẻ mặt cung kính, gần như cầu khẩn. Tâm tư của Quách Chân Kỳ, Diệp Phàm đương nhiên rõ ràng, đơn giản là muốn quay về Liệp Báo rồi. Tuy nhiên lúc ấy hắn bị Thiết Chiêm Hùng đá ra Liệp Báo, lúc ấy bá phụ Quách Chân Kỳ chính là phó tư lệnh hải quân. Trung tướng Quách Đại Xuyên mời được cha Mai Diệp Thu, cũng chính là Mai Tư lệnh đại quân khu lĩnh Nam ra mặt van xin, tuy nhiên cuối cùng đều bị Thiết Chiêm Hùng bác bỏ, cuối cùng Quách Chân Kỳ vẫn phải rời khỏi Liệp Báo. Chương 633, Thượng tướng với Đại tá. Cho nên, Thiết Chiêm Hùng bướng bỉnh cũng là nổi danh, ngay cả Mai Diệp Thu là thiên kim tiểu thư xuất thân từ thế gia quân đội uy tín lâu năm cũng tương đối sợ hãi lãnh đạo Liệp Báo. Vừa rồi cô ta đắc tội Diệp Phàm rồi. Cảm giác tính tình Diệp Phàm cũng gần giống với Thiết Chiêm Hùng nên vẫn lo lắng mãi. Lần trước lúc Diệp Phàm gọi điện thoại cũng thuận miệng hỏi chuyện Quách Chân Kỳ,
cũng không phải nói Quách Chân Kỳ có nhiều ưu tú, chủ yếu là cảm thấy tiểu tử này đáng thương, toàn bộ tâm ý hướng vào Liệp Báo nên không đành lòng muốn giúp gã một lần. Sau đó hắn mới biết Quách Chân Kỳ bị oan khuất, lúc ấy Thiết Chiêm Hùng bởi vì tổ hạch tâm số 8 vào lúc thực hiện nhiệm vụ tổn thất mất một cao thủ tứ đoạn đỉnh cấp nên nổi giận, điều tra thì ra là do hệ thống tình báo xảy ra một số vấn đề. Chẳng qua, lần đó sự cố xảy ra là do phòng tình báo số 3 bên quân ủy cung cấp tình báo sai sót mà không phải là do tình báo của Liệp Báo. Chẳng qua phòng tình báo số 3 trực thuộc cục tình báo quân đội của quân ủy Trung ương, không quan hệ với Liệp Báo, cho dù là tổ A đặc cần quốc gia cũng không có quyền can thiệp. Lúc ấy Thiết Chiêm Hùng nổi giận đùng đùng, vọt tới cục tình báo quân đội trực tiếp chất vấn cục trưởng Quách Hoài Viễn. Thiết Chiêm Hùng lúc ấy còn là một đại tá mà Quách Hoài Viễn đã sớm là thiếu tướng, cấp bậc cao hơn Thiết Chiêm Hùng. Chẳng qua Quách Hoài Viễn biết lai lịch Thiết Chiêm Hùng, hơn nữa lần này là do bên mình có sai sót gây ra thương vong cho nhân viên tổ A đặc cần. Hơn nữa, tổ A đặc cần là tổ chức bộ đội thần bí nhất của quốc gia, cấp bậc cao hơn nhiều so với cục tình báo quân đội nên cũng cúi đầu nhận lỗi. Chẳng qua vận khí không tốt, vừa lúc gặp gỡ cấp trên trực tiếp của y, cũng chính là quân ủy phó chủ tịch Triệu Hệ Triệu Bảo Cương trực tiếp vào phòng làm việc của Quách Hoài Viễn. Y từ xa đã nghe thấy Thiết Chiêm Hùng gõ bàn, hơn nữa còn gõ rất mạnh, đoán chừng sắp bị vỡ ra, lửa giận bốc lên đùng đùng vào tới, nghiêm khắc mà nói, Thiết Chiêm Hùng từ phạm vi lớn thì thuộc về phái chủ tịch nước Trấn Sơn Hà, cũng không thể hòa hợp với Triệu Hệ. Lần trước vì để chọn một vài ủy viên quân ủy mà Triệu Hệ đã tranh giành với Trấn Hệ, Triệu Bảo Cương dĩ nhiên không thể phát thiết với chủ tịch nước Trấn Sơn Hà, vừa lúc Thiết Chiêm Hùng đụng phải họng súng của y. Trấn Sơn Hà là chủ tịch nước, Triệu Bảo Cương cho dù là phó chủ tịch quân ủy cũng sao dám động tới. Bất quá đối với Thiết Chiêm Hùng thì Triệu Bảo Cương có thể, hơn nữa tổ A đặc cần chỉ có chủ tịch nước mới có quyền chỉ huy, nói là bộ đội tin cậy nhất của chủ tịch nước cũng không quá đáng. Đương nhiên, tổ A đặc cần cũng không phải chỉ phục vụ riêng cho Trấn Sơn Hà, nó phục vụ cho ai là chủ tịch nước, hơn nữa tuyệt đối đứng ra ngoài phe phái. Thấy Thiết Chiêm Hùng đi mắng Quách Hoài Viễn, Triệu Bảo Cương cảm thấy như đánh vào mặt mình, không nhịn được nữa, nhảy vào phòng Quách Hoài Viễn. Nhìn lướt qua, lại càng giận dữ, phát hiện Thiết Chiêm Hùng lại có thể như một vô lại, đường đường đại soái tổ A đặc cần lại có thể ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc của Quách Hoài đưa tay ra gõ gõ. Quách Hoài Viễn thì đang cúi đầu, giống như thuộc hạ bị thượng cấp giáo huấn. Triệu Bảo Cương nổi giận, cũng là nhân thể phát tiết lên Trấn Hệ, lạnh giọng cười nói, tôi nói là ai? Thiết đại soái A. Nơi này là tổ A đặc cần sao? Hình như không phải, lúc nào Thiết đại soái phân quản đến cục tình báo quân đội quân ủy chúng ta rồi, có phải cả phó chủ tịch tôi cũng quản luôn? Tốt lắm, để ngày mai tôi báo cáo với chủ tịch Trấn đem quân ủy rút đến Chiến Long tổ các ngươi quản hạt là được, ha ha ha. Triệu Bảo Cương đập một đòn vào mặt Thiết Chiêm Hùng làm y vội vàng nhảy từ trên bàn xuống, chào theo nghi thức quân đội, thủ trưởng, tôi mới vừa rồi quá xúc động đi một tí. Mặt Thiết Chiêm Hùng nhăn túm, trong lòng thầm kêu hỏng bét, làm sao lại đụng phải Triệu Bảo Cương tới đây. Cùng Triệu Bảo Cương phân cao thấp, Thiết Chiêm Hùng còn chưa có năng lực, y rất hiểu rõ phân lượng của mình nên vội vàng hạ mình. Không dám, anh là người của thủ trưởng của tôi nào dám nói, lúc nào kích động cứ tới phòng tôi đập bàn là được, bàn cũ của tôi còn chưa thay, Triệu Bảo Cương châm chọc rồi chợt đổi giọng, còn thể thống gì. Nơi này là cục tình báo quân đội trực thuộc quân ủy. Không phải là nha môn đặc cần các anh. Quyền lực của đặc cần là lớn nhất nhưng cũng không đến mức đi quản quân ủy. Đứng nghiêm đây 3 giờ cho lão tử, thiếu một giây cũng không được. Hoài Viễn, anh giám sát, không cho phép nhúc nhích, muốn đi đái thì đái trong quần đi, chịu không nổi, hừ. Triệu Bảo Cương phát hỏa xong thì vẫy mông rời đi. Quách Hoài Viễn trong lòng đương nhiên âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ, mẹ nói, bảo tôi giám sát Thiết Chiêm Hùng phạt đứng, tôi có gan sao? Đây quả thực là tìm đánh. Chẳng qua Quách Hoài Viễn cũng không dám cãi lời tướng quân Triệu, cuối cùng Thiết Chiêm Hùng cũng phải đứng đúng 3 giờ, dĩ nhiên là cũng có đi nhà vệ sinh, nếu không đường đường Thiết đại soái tổ hạch tâm số 8 lại đi vào trong quần. Thiết Chiêm Hùng quá mất mặt, đương nhiên cũng chỉ là giới hạn trong vòng một vài người. Nghe nói sau đó Tổng thủ lĩnh Thượng tướng Trấn Đông Hải của tổ A đặc cần cũng tìm lại mặt mũi cho lão Thiết, khăng khăng bảo phải nghiêm phạt cục tình báo quân đội. Kết quả chính là trưởng phòng số 3 của cục tình báo quân đội thành người chịu tội thay, bị vuốt cái mũ chuyển nghề phục viên về nhà, nghe nói làm huyện đội trưởng ở một huyện nào đó,
trông coi mấy dân binh huấn luyện, rất có ý vị. Lưu Gù giữ thành tể tướng Lưu Gù bị Càn Long cho ra giữ thành, ai xem phim tể tướng Lưu Gù sẽ nhớ. Thiết Chiêm Hùng bị phạt đứng tâm tình dĩ nhiên không vui, tuy nhiên người ra lệnh là Triệu Bảo Cương nên y cũng không làm gì được. Vừa lúc Quách Chân Kỳ chịu trách nhiệm chủ quản tình báo của Liệp Báo, dưới sự phẫn nộ của Thiết Chiêm Hùng cảm thấy hệ thống tình báo đều là một lũ ngu ngốc nên gã thành người chịu tội thay. Ở đời là thế, giận cá chém thớt, cá lớn bắt cá nhỏ, coi như là quy tắc ngầm. Thiết Chiêm Hùng sau đó nghĩ lại cũng cảm thấy mình hành động có chút cảm tính, bởi vì bác cả Quách Đại Xuyên của Quách Chân Kỳ là đồng minh Triệu Hệ nên y mới lấy Quách Chân Kỳ khai đao. Thật ra thì Quách Chân Kỳ làm công tác rất tốt, phương diện tình báo cũng không xảy ra chuyện gì lớn, được xem là nhân vật quy củ. Chẳng qua, Thiết Chiêm Hùng tuy nói có chút hối hận, nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận tự mình sai lầm. Hiện giờ Diệp Phàm cố ý đề nghị Quách Chân Kỳ quay về Liệp Báo, Thiết Chiêm Hùng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cười nói. Lão đệ, cậu một động thì động, lão ca ta không ngăn cản. Chẳng qua cũng phải chỉnh tiểu tử kia một chút mới được, ngọc bất trác bất thành khí mà. Còn nữa, lão đệ nếu như có thể từ đó tích lũy chút nhân mạch cũng không tệ. Nhân vật số 1 của Nam Phúc Quách Phác Dương chính là người Quách gia. Đoán chừng cũng có chút dây mơ dễ má với Quách Chân Kỳ. Tôi lăn lộn bên quân đội, không quan hệ nhiều lắm bên chính quyền, hơn nữa chúng ta là bộ đội đặc biệt. Lão đệ thì không thế, muốn lăn lộn quan trường, ha ha, nhân mạch nhiều thì nhiều đường, kiếm cái mũ cũng dễ hơn, ha ha ha. Đề điểm một chút, Thiết Chiêm Hùng cũng không nói, tin tưởng Diệp Phàm không phải là ngu ngốc. Từ đó tuyệt đối có thể mò ra chút lợi ích. Nếu như có thể dựa vào Quách Chân Kỳ kết nối với bí thư tỉnh ủy Quách Phác Dương thì càng hoàn mỹ. Thiết ca, Quách gia đã không quan hệ với anh thì em cũng đồng ý với anh. Chúng ta là cái gì, hảo huynh đệ, so sánh với nhân mạch quan trọng hơn. Diệp Phàm vuốt đuôi Thiết Chiêm Hùng làm y vô cùng hưởng thụ, thật ra thì trong lòng cũng rất tiếc nuối. Thiết Chiêm Hùng cười nói, không sao cả, thật ra thì rất nhiều chuyện lão đệ còn chưa tới cái tầng thứ. Đến thời điểm dĩ nhiên là hiểu. Từ cá nhân tôi mà nói thì không đứng về phe phái nào cả. Tôi thích Liệp Báo là ở chỗ khoái ý ân cừu thôi. Người sống cả đời, ràng buộc quá nhiều cũng không còn có ý gì. Lão đệ cậu quản tốt mình là được rồi, chuyện gì có lợi cứ làm, đừng quan tâm nhiều đến ý nghĩ của lão ca, nhất thời tôi không thể nói rõ, cứ suy nghĩ xem mò được chút gì không. Thiết ca thật không tức giận, Diệp Phàm hỏi chân thành. Nói dối với huynh đệ làm gì, tôi nói rồi, thích làm sao thì cứ làm, Thiết Chiêm Hùng cũng trả lời chân thành. Không ổn, lần này là tôi mời bạn cùng lớp, làm lớp trưởng nên thế. Diệp Phàm lạnh nhạt cự tuyệt. Thấy vẻ mặt Quách Chân Kỳ thất vọng, Diệp Phàm cười nói, thiếu tá Quách, chuyện của anh tôi cũng biết một chút, chẳng qua, từ từ sẽ đến đi, vẫn còn có hy vọng có phải hay không, ha ha. Thật, thật, Quách Chân Kỳ chợt sáng mắt, hỏi dồn. Ừ, Diệp Phàm thuận miệng gật đầu. Diệp tiên sinh, tôi gọi anh một tiếng Diệp ca có được hay không? Quách Chân Kỳ kỳ vọng nhìn Diệp Phàm, làm cho mấy quan quân đi cùng gã chấn động. Cả đám đều thầm cằn nhằn, tiên sinh họ Diệp này rốt cuộc là người nào, làm sao Quách đại thiếu gia hình như là đang nịnh bợ hắn, chẳng lẽ là hậu nhân của quan lớn kinh thành, rất có thể. Cậu ấm xuống đây mạ vàng a, có thể làm cho Quách đại thiếu gia nịnh bợ tuyệt đối phải là thái tử đảng nhất lưu. Trong kinh thành có đại thần họ Diệp nào sao? Mấy quan quân thầm nghĩ, cũng đem nhớ kỹ hình tượng Diệp Phàm trong đầu. Vệ Thiết Thanh cũng không cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái, bởi vì ngày hôm trước ngay cả trung tướng cũng gọi Diệp Phàm là Diệp Tiểu Bằng Hữu, một thiếu tá muốn gọi hắn là Diệp Ca, thì đâu có gì ly kỳ. Chương 634, Tống gia cho mời. Chẳng qua hôm nay vẻ mặt Quách Chân Kỳ càng kiên định làm phân lượng của Diệp Phàm trong lòng Vệ Thiết Thanh cao hơn rất nhiều. Ngay cả Hứa Thông cũng âm thầm buồn bực, mới vừa rồi họ Quách này lợi hại vô cùng, căn bản là không đem đại thiếu gia Trầm Khai của tập đoàn Tinh Huy vào trong mắt. Tập đoàn Tinh Huy ở Thủy Châu là một tập đoàn tương đối nổi danh, tựa hồ Quách Chân Kỳ cũng nghe nói tới nhưng không hề nể mặt Trầm Khai. Thế nhưng đối với Diệp Phàm thì Quách Chân Kỳ hoàn toàn bất đồng, việc này thật sự là tà môn, chẳng lẽ họ Diệp này có đại bối cảnh hay sao, nếu không khó có thể giải thích. Hứa Thông không thể làm gì khác hơn là vắt óc suy nghĩ, thề bắt đầu từ ngày mai nhất định phải đem 8 đời tổ tông của Diệp Phàm điều tra để xem tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng để lựa chọn chiến lược phù hợp. Được, bất quá tuổi tôi nhỏ hơn anh, tôi còn phải gọi anh là Quách ca mới đúng,
làm phản rồi, Diệp Phàm cười nhẹ. Không được, Quách Chân Kỳ tôi đã giành trước gọi Diệp ca rồi, Quách Chân Kỳ kích động, môi run run, gã cảm thấy còn chưa chắc chắn nên lại hỏi, tôi gọi thật nhé. Được, Diệp Phàm thận trọng gật đầu. Diệp ca, anh đồng ý rồi, vậy tối nay tiểu đệ thanh toán tiền cơm chắc là không quá đáng, không ai mượn cớ nói được gì có phải hay không. Quách Chân Kỳ vòng vo cũng là vì chuyện này. Được rồi, Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn là gật đầu, nhìn Quách Chân Kỳ rồi cả đám kéo ra bát bảo các. Toàn bộ bị thằng lính ngốc này làm loạn, Hứa Thông thầm mắng, hận không nhảy vào xé xác được Quách Chân Kỳ. Chẳng qua Hứa Thông có năng lực cũng không có gan, nếu quả thật động thủ bị xé nhất định là mình. Mới vừa trở lại trường đảng, điện thoại Diệp Phàm vang lên. Anh Phàm, anh không đến giúp em châm cứu rồi. Em muốn đứng lên sớm một chút, không lâu sau sẽ tiết mục, đài truyền hình cũng gấp gáp, đổi người thì không kịp. Hơn nữa tiểu muội này cũng muốn nhìn xem một chút bản lĩnh của anh, hay là đang khoác loác. Tống Trinh Ngọc tương đối thân mật, từ nụ hôn đầu tối qua, trong lòng cô đã có tình cảm với Diệp Phàm rồi. Trinh Ngọc, tối nay anh có việc, vì cha em chỉ định làm lớp trưởng nên không thể phân thân, Diệp Phàm vội vàng nói dối, thật ra thì không ngờ là còn đường vào Tống gia vì thái độ của Tào Mai Phương. Cha em thật sự định anh làm lớp trưởng. Tống Trinh Ngọc mừng thầm. Tối qua từ thái độ của mẹ mình không chấp nhận Diệp Phàm, nếu như cha thật coi trọng hắn thì cộng với ông nội cũng sẽ tìm cơ hội đả thông hơn. Nghĩ tới những thứ này, Tống Trinh Ngọc nhất thời nóng mặt. Thế thì không phải là, ông ấy đường đường là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, làm sao có thể quan tâm chuyện nhỏ như thế. Là hiệu phó Lâm chủ nhiệm lớp anh đề nghị, sau đó cha em cũng không phản đối. Ha ha, Diệp Phàm cười khan. Dĩ nhiên là có vẻ tự đắc, cảnh tượng đó cũng tương đối huy hoàng. À, trong giọng Tống Trinh Ngọc thể hiện rõ sự thất vọng, chẳng qua nghĩ lại vẫn vui vẻ, cha có thể gật đầu, nói rõ Diệp Phàm ở trong suy nghĩ của cha vẫn có chút ấn tượng, như vậy thì còn có cửa. Anh tắt điện thoại đây, có việc bận, Diệp Phàm vừa nói đang muốn cúp điện thoại. Chờ một chút, gấp cái gì? Anh xem đó, chán nói chuyện với em có phải không? Hừ, Tống Trinh Ngọc rõ ràng mất hứng. Ha ha, có thể nói chuyện với mỹ nữ đã mừng không kịp, huống chi là Tống đại tiểu thư chúng ta. Tuy nhiên bây giờ đúng là có chuyện cần làm, để lúc nữa nhé, Diệp Phàm giả lả. Được rồi, Tống Trinh Ngọc nói, không đợi Diệp Phàm để điện thoại xuống nói tiếp, chẳng qua, ông nội của em đã bảo tài xế tới đón, xem anh có tới hay không. Nếu như sợ thì nói sớm một chút, để em bảo chú Lý quay về, ha ha ha, Gia Châu đại vương, Tống Trinh Ngọc đột nhiên như một đứa trẻ bướng bỉnh. Hờn dỗi làm người khác sợ hết hồn. Có ý gì Tống đại tiểu thư, anh đâu có tội gì chứ, còn về châm cứu thì tối qua em cũng thấy, không có ba phần không dám lên Lương Sơn. Tống lão gia tử cho mời thì anh đâu dám từ chối, kính dạ yêu trẻ là mỹ nữ của người Trung Hoa mà. Bỏ đi, anh lảng tai không nghe được mỹ nữ kêu gì, một tên con trai còn muốn chơi bấn cợt. Hừ, vừa nghe nói ông nội của em cho mời thì không bận phải không? Mới vừa rồi em nghe nói là anh bận, khuya rồi còn bận gì, quan viên các anh đều là lừa đảo, có phải muốn hẹn với em út nào không? Tống Trinh Ngọc đột nhiên đâm xuyên người khác mặt nạ. Tức giận á, ai, anh chỉ là một tiểu quan, nghe nói ông nội em trước kia là nhân vật số một tỉnh Nam Phúc. Lão nhân gia gọi anh có dám không đến không, nếu lão gia tử tức giận hừ một tiếng thì e là mũ anh sẽ bay. Làm quan mà, có ai không muốn cái mũ trên đầu càng lúc càng cao? Tốt nhất là đừng gây thù kết oán mới tốt. Anh là người bình thường nên suy nghĩ cũng bình thường, tuy nhiên phân lượng Tống đại tiểu thư trong mắt anh sánh với Tống lão gia tử. Diệp Phàm nói tới đây không nói, giữ chút huyền niệm cho Tống Trinh Ngọc đoán. Làm sao, không nói à nha? Không dám nói, Tống Trinh Ngọc không nhịn được hỏi. Tuy hiểu Diệp Phàm đang đùa giỡn nhưng nữ nhân vẫn luôn thích nghe nam nhân rót mật. Có gì không dám, một chữ cao, Diệp Phàm vứt ra ngoài. Hừ, anh không tôn kính ông nội của em, Tống Trinh Ngọc giả vờ tức giận, thật ra thì rất dễ chịu, biết là Diệp Phàm múa mép khua môi nhưng rất hài lòng. Ai, nữ nhân chúng em làm sao vậy, nói thật thì không tin cứ thích nghe nói dối kia, đúng là khó khăn, Diệp Phàm cố ý kêu khổ. Không lâu đến Tống gia, chẳng qua đi vào đại sảnh thì Diệp Phàm ngây người vì thấy trong đó có hai nữ hộ sĩ xinh đẹp và một bác sĩ. Dụng cụ y tế đều có đầy đủ. Mỗi người đều ngưng trọng như lâm đại địch. Diệp Phàm cảm giác như trong sảnh đang chuẩn bị tiến hành phẫu thuật, đứng đó ngơ ngác. Sau hắn nghĩ lại thì cũng thấy bình thường,
đoán chừng là Tống gia vẫn không yên lòng để cho mình tiến hành châm cứu với Tống Trinh Ngọc và Tống lão gia tử, nên mới chuẩn bị khi có sự cố. Mạng những quan lớn này đúng là quý giá. Mặc dù kim châm của mình chưa là gì, ghim vào chân nhiều nhất chỉ xước da, ra chút máu là xong việc, cần gì làm như ra trận vậy, làm cho người ta chê cười. Đây chính là đặc quyền giai tầng A, mình là dân thường, không có đãi ngộ như vậy, Diệp Phàm cảm giác buồn cười, chẳng qua không cười thành tiếng. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Tiểu Diệp, để ông giới thiệu cho cháu, Tống lão gia tử trái lại hòa ái, chỉ vào một thầy thuốc có gương mặt tròn vo, vị này là chủ nhiệm ngoại khoa Thang Khang Thành của Bệnh viện Đệ Nhất Thủy Châu, chẳng những tinh thông giải phẫu mà còn có những phát kiến nổi tiếng trong và ngoài nước, cũng có nghiên cứu nhiều với trung y. Nghe nói Tiểu Diệp có thuật châm cứu nên muốn tới tham quan học tập. Lai lịch không nhỏ, chuyên gia nổi danh Trung Quốc cũng mời tới. Tham quan học tập là giản, giám sát mới là thật, Diệp Phàm thầm cằn nhằn, ngoài miệng vẫn niềm nở, kính xin giáo sư Thang chỉ điểm nhiều hơn cho thế hệ sau. Ngươi chính là Diệp Phàm, có giấy chứng nhận hành nghề y không? Cái gì mà tốt nghiệp đại học, học nghề gì, công tác ở bệnh viện nào, chức vụ gì, đã chữa cho bao nhiêu bệnh nhân? Thang Khang Thành liếc Diệp Phàm vẻ khinh thị, ném ra một tràng khiến Diệp Phàm mù mịt. Ha ha, giáo sư Thang, ông nói ra nhiều vấn đề như vậy, không biết tôi nên trả lời cái nào trước? Diệp Phàm bình thản, thầm nghĩ con nó, cái gì mà chuyên gia Thang, sao không chuyển sang làm cảnh sát đi? Ha ha, tôi cũng nóng nảy, là thói quen chịu trách nhiệm với bệnh nhân mà thôi, thật xin lỗi, huống chi anh xem bệnh cho Tống lão, bản thân cũng nên thận trọng phải không? Thang Khang Thành xin lỗi. Diệp Phàm, Phó Chủ tịch huyện Ngư Dương, tốt nghiệp Đại học Hải Giang Trung Quốc chúng ta, học quản lý kinh tế, không có giấy phép hành nghề y, cũng không làm ở bệnh viện nào, coi như là thầy lang đi, Diệp Phàm cũng hơi tự đắc. Không có giấy phép hành nghề y cũng không phải tốt nghiệp Đại học y, còn không làm ở bệnh viện. Như vậy là anh phạm pháp đấy, gan thật, cậu có biết sắp châm cứu cho ai không? Một bác sĩ bên cạnh Thang Khang Thành nghiêm túc. Vị đồng chí này là, Diệp Phàm liếc sang. Ha ha, Tiểu Diệp, y là thầy thuốc hàng ngày của ông, tên là Vương Mạo Phong. Đừng để ý, y chỉ vì lo lắng nên thế thôi. Thật ra từ bé dễ cỏ, vỏ cây ông cũng đã từng ăn, tiện lắm, Tống lão gia tử cười nói, biết trong lòng Diệp Phàm có chút giận nên giàn hòa. Quay sang hai thầy thuốc, cười nói, có thể bắt đầu. Chúng ta chuẩn bị một chút, Tiểu Lý, Tiểu Lưu, đem treo ngược bình truyền đi. Chuẩn bị thuốc cầm máu, gara. Chuyên gia Thang nói xong chằm chằm nhìn vào Diệp Phàm, hai y tá xinh đẹp phía sau lập tức triển khai. Ha ha, tiểu thư y tá, cứ chuẩn bị đi, tôi bắt đầu rồi, Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, liếc hai y tá, coi như không thấy vẻ khinh thường. Trinh Ngọc, em rửa chân chưa vậy, ha ha, Diệp Phàm cười nói, lấy ra kim châm rỗng ruột. Thôi chết anh, Tống Trinh Ngọc giận Diệp Phàm, vùng vằng giơ chân. Chậm đã, đồng chí Diệp Phàm, anh đã khử trùng châm chưa vậy, chuyên gia Thang vội vàng hỏi. Đang chuẩn, còn chưa có, Diệp Phàm lắc đầu. Chương 635, Tống lão than thở. Vẫn còn kịp, trừ độc là phải dùng thiết bị chuyên dụng, đơn giản nhất mà nói cũng phải dùng một cái nồi trừ độc mới được. Nông thôn các anh làm phương pháp sản xuất thô sơ, tráng qua nước nóng thế là không được. Căn bản không tiêu trừ được một vài loại vi khuẩn chịu được nhiệt, Thang Khang Thành đúng là có trách nhiệm. Diệp Phàm lập tức ngăn lại, cảm ơn chuyên gia Thang nhắc nhở, chẳng qua, biện pháp trừ độc của tôi tương đối đặc biệt, không phải là dùng nước nóng, đương nhiên lại càng không phải dùng áp lực, là như vậy. Diệp Phàm vươn tay ra, kẹp lên một cây kim khâu, điều chỉnh thuật dưỡng sinh vận hành khí sau dùng một tia nội kình từ đầu ngón tay bắn ra trừ độc, đương nhiên chuyện này cũng chỉ có đại sư quốc thuật mới làm được. Nội kình là loại khí tức tự nhiên nhất trên đời này, không hề có chút ô nhiễm. Kim châm của Diệp Phàm cũng cần dùng loại biện pháp này mới có thể bảo trì trạng thái, so với cái gì mà nồi trừ độc càng hữu hiệu hơn vì đây là tinh khiết thiên nhiên. Động tác của Diệp Phàm lúc này làm cho mọi người trong phòng ồ lên. Cậu bảo là trừ độc vậy mà chỉ cần lấy tay bôi vào một chút là được rồi. Hừ, Tào Mai Phương liếc mắt nhìn Diệp Phàm giận dữ, quay sang nói với Tống lão gia tử, cha, cha nhìn xem. Phương pháp thô sơ vậy không thể thử, hắn dùng là cái gì? Như vậy cũng có thể gọi là trừ độc sao, nếu là kim châm đi vào lây nhiễm khiến cho bệnh phát làm sao bây giờ? Ngàn vạn lần không thể thử. Giáo sư Thang, anh nói sao? Tống lão gia tử lên tiếng, thật ra thì trong lòng hơi nghi ngờ,
bởi vì phương pháp trừ độc Diệp Phàm quá không thể tưởng tượng nổi, quả thực là làm người ta không thể tiếp nhận. Đừng bảo là Tống lão gia tử thầm cằn nhằn, mọi người trong phòng trừ Diệp Phàm thì căn bản không ai tin. Tống Trinh Ngọc cũng theo phản xạ có điều kiện khẽ rút chân về. Chẳng qua Tống lão gia tử dù sao cũng đã thấy nhiều chuyện lạ nên quay sang hỏi ý kiến chuyên gia Thang Khang Thành. Phương pháp trừ độc này đúng là khó hiểu, nói là trừ độc căn bản không thể. Nếu như Tống lão thật muốn thử phương pháp châm cứu thô sơ của đồng chí Diệp Phàm này thì để tôi bảo tiểu lý cầm kim đem tới bệnh viện tiêu độc rồi dùng cũng không muộn. Thang Khang Thành đưa ra một biện pháp, chẳng qua trong giọng nói cũng ý tứ phản đối Tống lão gia tử thử biện pháp này. Trinh Ngọc, ý của cháu thì sao? Tống lão gia tử quay đầu hỏi cháu gái. Không được, Trinh Ngọc, tuyệt đối không thể thử, nếu là phá hủy chân làm sao bây giờ? Con làm ở đài truyền hình, lão gia tử càng không thể thử, Tào Mai Phương nói hơi dồn dập. Con, vậy trước tiên cứ đem châm tới bệnh viện trừ độc thử lại lần nữa. Mẹ, chân này cho châm vài cái chắc là không có vấn đề gì lớn. Diệp Phàm cũng không hại chúng ta, anh ấy là người tốt. Có lẽ biện pháp của anh ấy thật sự hữu dụng, Tống Trinh Ngọc liếc nhìn Diệp Phàm một cái, đồng ý để thử. Cô làm vậy dĩ nhiên là muốn tranh thủ cho Diệp Phàm một cơ hội biểu hiện. Nếu như hôm nay Diệp Phàm mất đi cơ hội này, trong mắt Tống gia hắn sẽ không còn giá trị gì. Tống Trinh Ngọc biết, với gia thế nhà mình, khi so sánh tình yêu với lợi ích thì ích lợi sẽ được ưu tiên. Cho nên, Diệp Phàm sau này muốn vào Tống gia là tương đối khó khăn. Diệp Phàm có cái gì? Một chút ưu thế cũng không có. Hắn muốn gia thế không có gia thế, muốn cự phú cũng không thể, Tống Trinh Ngọc trong lòng tuy nói chất phác, nhưng cũng không ngu ngốc, đảo mắt thì quyết định lập tức. Diệp Phàm nếu như có thể mượn cơ hội này chữa hết chân đau của mình, sau đó càng tiến một bước nếu như có thể trị lành bệnh cũ của ông nội thì ít nhất có thể lưu lại trong lòng ông nội một ấn tượng tốt. Vậy thì thử đi, Tống lão gia tử gật đầu, chẳng qua khẩu khí hơi có vẻ thất vọng. Ông ta vốn cũng hy vọng vào phương pháp châm cứu của Diệp Phàm vì hôm qua thấy hắn cắm kim vào bàn trà rất kinh người. Chẳng qua hôm nay vừa nhìn phương pháp trừ độc của Diệp Phàm, hy vọng trong lòng Tống lão gia tử thoáng cái tản đi 9 phần. Bây giờ có thể đồng ý còn để cho Diệp Phàm thử, đơn giản là nhìn vào mặt mũi cháu gái Tống Trinh Ngọc. Hơn nữa châm vào chân có vấn đề gì cũng không phải rất lớn, chuyên gia Thang bên cạnh có thể tức thì xử lý. Thật xin lỗi Tống lão. Kim khâu của cháu rất đặc thù, dùng nồi trừ độc không có hiệu quả. Biện pháp của cháu là tổ truyền, tin hay không là tùy mọi người. Nếu đồng ý thử thì cháu lập tức bắt đầu, nếu không yên lòng thì lập tức rời đi. Chẳng qua, cũng xin mời Tống lão gia tử tin tưởng, cháu tuyệt sẽ không hại Trinh Ngọc, Diệp Phàm chân thành. Cái này, Tống lão gia tử liếc nhìn Diệp Phàm rồi lại nhìn sang chuyên gia Thang, đối với vấn đề này có lẽ nên tin chuyên gia. Cháu thử. Tống Trinh Ngọc cắn răng một cái, lại duỗi thẳng chân ra. Tống Trinh Ngọc biết, cơ hội trôi qua rồi biến mất, nếu như chờ ông nội thay đổi chú ý thì Diệp Phàm sẽ phải ra về, vậy thì sau này chuyện hai người không có hy vọng. Hừ, hy vọng cậu đừng đem chân Trinh Ngọc châm hư, nếu không, Tào Mai Phương ta tuyệt không đáp ứng. Tào Mai Phương thấy không cách nào ngăn cản, mặt cương lên, hừ nói. Dì Tào, việc này dì cứ yên tâm, chân Trinh Ngọc tuyệt đối không có chuyện gì. Diệp Phàm chấn định nhìn Tào Mai Phương, đảo mắt lại nói tiếp, cháu nghĩ sau này dì Tào muốn cháu ra tay thì chắc cháu cũng không còn hứng thú. Phương pháp châm cứu này rất phiền toái, một lần châm hao phí tinh lực rất lớn, khoảng chừng muốn một tháng mới có thể khỏe trở lại. Hừ, chờ xem, Tào Mai Phương hừ lạnh. Mai Phương, chớ nói, Diệp Phàm tới trị chân cho Trinh Ngọc nhà chúng ta, Tống Sơ Kiệt mới từ trên lầu xuống nói đỡ. Thật ra thì Tào Mai Phương cũng không phải là không nói đạo lý, khinh bỉ người nghèo, chỉ là nếu như liên quan đến nhà mình thì khác. Sau khi dung hợp thuốc, nội kinh, và thuật châm cứu, sau 1 giờ trên mặt của Diệp Phàm đã đầy mồ hôi. 2 giờ sau, có thể tắm chân rồi, Diệp Phàm thu châm, gật đầu nói. Tôi tới đây, Tào Mai Phương mang bồn nước đi ra ngoài, tự mình rửa chân cho Trinh Ngọc, vừa rửa vừa hỏi đau hay không. Trinh Ngọc. Em thử một chút xem có thể bước đi hay không. Chẳng qua mới vừa khôi phục, để đi được còn phải 2 ngày nữa, Diệp Phàm cười nói. Tống Trinh Ngọc khẽ gượng dậy, vịn vào Tào Mai Phương đứng lên bắt đầu đi cả nhắc. Lúc đầu không dám dùng sức, sau đó đi được vài bước dần quen hết một vòng nhỏ trong đại sảnh khiến mọi người chố mắt. Thổ châm thần kỳ, Tống lão gia tử thở dài,
nhìn vào bắp đùi của mình lại dâng lên hy vọng. Diệp tiên sinh, châm của anh có phải là do kim loại mài ra không? Thang Khang Thành bắt chuyện, cảm thấy thổ châm này đúng là thần kỳ. Mới vừa rồi chân của Tống Trinh Ngọc còn phù máu động, bây giờ lại thấy hiệu quả rõ ràng. Loại châm này nếu có thể đem về bệnh viện đệ nhất của Thủy Châu kết hợp châm cứu trị liệu trung y của bệnh viện sẽ càng hiệu quả. Không rõ ràng lắm, tôi mua được từ một cửa hàng. Nghe chủ quán nói khoác là gia thế y làm nghề y đã truyền mấy trăm năm, hiện giờ trong nhà khó khăn nên nhịn đau bán đi. Lúc ấy tôi còn tưởng rằng gặp phải tên lừa gạt dùng châm giả để gạt tiền, chẳng qua cũng không đắt, một bộ chỉ có mấy trăm nên cắn răng mua. Sau đó thì thấy nó rất tốt, đã dùng được mấy lần, hiệu quả cũng tạm được. Diệp Phàm nói hư hư thật thật, dĩ nhiên không phải là thật vì bộ châm này là nhặt trong cổ mộ triều Đường ở đập nước Thiên Thủy. Tại sao nói là nhặt được? Lúc ấy người của đập Thiên Thủy sau khi đào mộ cổ ra thì tranh nhau mở ra lấy đồ, còn châm được giấu trong một cái hộp gỗ. Đám người thôn đập Thiên Thủy sau khi lấy đi mấy thỏi bạc thì vứt cái hộp và cuốn thẻ tre là bản chép tay của Biển Thước đi. Mà may là lúc ấy nhị nha tử thấy hay hay nên nhặt về, sau khi mở thẻ tre thấy rất nhiều hình nam nữ XXX nên giấu để xem trộm. Nếu không, sao đến lượt đồng chí Diệp Phàm sửa mái nhà dột? À, có thể cho tôi xem không? Thang Khang Thành cười nói. Không có gì ly kỳ, ông muốn xem thì xem đi, Diệp Phàm mỉm cười đẩy tới. Tiểu Diệp, cháu nhìn chân của ông có hy vọng trị liệu không vậy? Tống lão gia tử hỏi, quay đầu nhìn về Tào Mai Phương nói, bưng một ít điểm tâm lên, tất cả mọi người đói bụng rồi. Sớm chuẩn bị xong rồi, hạt sen bánh trôi, Tào Mai Phương nhỏ giọng đáp, cũng không dám ngăn trở nữa. Để cháu kiểm tra xem, Diệp Phàm nói, nửa giờ sau hắn ngẩng lên, như vậy đi, cháu thử trước một chút, nếu như ngài có phản ứng nói rõ vẫn còn có hy vọng. Nếu như không có phản ứng vậy thì nói rõ không có hiệu quả gì. Ăn xong điểm tâm, Diệp Phàm lại dùng tay khử độc cho kim châm, làm hại mí mắt Tào Mai Phương nhảy lên. Điều trị chân của Tống lão gia tử hoàn toàn khác với chân của Trinh Ngọc. Trinh Ngọc thuộc về bị trật, bắp chân Tống lão gia tử là bệnh mãn tính, ngay cả bệnh viện lớn đều nói khó có thể trị tận gốc, có khi vô cùng đau đớn chỉ có thể đeo bình truyền thuốc. Chẳng qua Tống lão gia tử đã không tỏ vẻ phản đối. Tào Mai Phương và Tống Sơ Kiệt, cho tới mấy người Thang Khang Thành cũng không dám mở miệng, chẳng qua công tác cấp cứu đã chuẩn bị sẵn sàng. Lần này Diệp Phàm duy nhất dùng 5 cây kim đi vào, từ từ bước ra nội kình thông ruột giống như tiêm nhiệt đi vào. Tạo thành một luồng khí nóng nhằm mục tiêu là vết thương của Tống lão gia tử. Diệp Phàm đương nhiên là bước ra mồ hôi to như hạt đậu, đây là mánh lới của hắn để khiến Tống lão cảm động. Hôm nay càng ra sức. Tống lão gia tử sẽ càng cảm động, Tống lão gia tử một khi cảm động thì bản thân sẽ càng có không gian hoạt động. Chương 636, trưởng ban tổ chức điểm tướng. Thật ra căn bản không cần tổn lực như thế, dĩ nhiên là Diệp Phàm còn cẩn thận dùng 5 thành lực, chỉ có thể nói là có chút phí sức, không thể nói là đem hết toàn lực. Nửa giờ sau, Diệp Phàm hỏi, Tống lão, có cảm giác không vậy? Có, thật có chút, Tống lão gia tử gật đầu. Có cảm giác là tốt rồi, nói rõ có hy vọng, Diệp Phàm chấn động, âm thầm cao hứng, gia tăng cường độ nội tức. Hiện tại thì sao? Hắn lại hỏi. Cảm giác càng rõ ràng, hình như bên trong nóng lên, hơn nữa tương đối thoải mái, cảm giác như đắp khăn nóng lên đầu, Tống lão gia tử nở nụ cười. Một giờ sau, Diệp Phàm thu châm, giả bộ trên mặt đầm đìa mà hôi. Tống lão gia tử quả nhiên cảm động, lập tức kêu lên, Mai Phương. Còn không đưa khăn tới đây. Ông nội, để cháu đưa cho, Tống Trinh Ngọc tạm thời quên chân của mình muốn đi liền bị Tào Mai Phương gọi lại. Để tôi, Tống Sơ Kiệt cầm chiếc khăn khô tới. Để con giúp anh Phàm lau một chút, Trinh Ngọc cầm lấy khăn đứng lên lau mặt cho Diệp Phàm, Tào Mai Phương lập tức trầm mặt, chẳng qua bị Tống lão gia tử trừng mắt nên không lên tiếng nhưng cũng giận đến quay đầu đi. Tống lão, ông thử đi 2 bước xem, chắc chắn sẽ không đau đớn, Diệp Phàm cười vẻ thần bí. Thật không có đau đớn, sẽ không nhanh như vậy chứ, trên mặt Tống lão gia tử hiện ra một tia kinh ngạc, đi vài bước, gật đầu cười nói, thổ châm của Tiểu Diệp không thể gọi là thổ châm nữa rồi, là thần châm mới đúng, đúng là đã không đau, ha ha ha. Cha thật không đau đớn không? Tống Sơ Kiệt mừng rỡ, liếc nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ tiểu tử này đúng là có chút bản lãnh. Tống lão, ông không đau chỉ là tạm thời, cháu đoán chừng chỉ duy trì được khoảng nửa tiếng.
sau đó lại khôi phục nguyên trạng rồi, Diệp Phàm nói. Ông cũng đoán thế, làm sao có thể nhanh như vậy? Chẳng qua, Tiểu Diệp đã có thể làm như vậy thì ông tin điều trị lâu dài sẽ khỏi, Tống lão gia tử cười tươi, trong mắt phảng phất thấy được hy vọng. Cháu nói thật với Tống lão là cũng không quá nắm chắc. Chẳng qua vẫn còn có hy vọng, nếu như Tống lão nguyện ý yên tâm để cho cháu thử thì cháu sẽ cố hết sức. Đoán chừng một tháng có thể châm hai lần, lâu dài sẽ làm chân hết phù, thông kinh lạc thì sẽ khá hơn một chút. Đương nhiên, nếu như có thể phối hợp với dược liệu thì kết quả sẽ tốt hơn, Diệp Phàm thành thật, không tham công, không nói khoác khiến cho Tống lão gia tử và Tống Sơ Kiệt cũng khẽ gật đầu. Quyết định như vậy đi, bất kể chân có tốt hay không thì Tiểu Diệp đã nỗ lực rồi. Không thể rút ngắn một ít thời gian sao, ví dụ như một tuần lễ một lần châm, Tống Trinh Ngọc không nhịn được hỏi. Ha ha, Trinh Ngọc, mới vừa rồi anh đã nói là muốn châm tương đối phí sức. Một tháng châm hai lần đã là cực hạn. Dục tốc bất đạt, chắc em cũng biết điều này. Chân của Tống lão gia tử là bởi vì quanh năm suốt tháng vất vả lâu ngày nên sinh bệnh, cũng không phải thoáng cái mà thành. Loại bệnh này rất khó trị tận gốc, cần phải có kiên nhẫn, đạt tới tinh khí thần một lần nữa khôi phục điều hòa, Diệp Phàm nói một tràng thần bí. Thật ra thì Diệp Phàm nói nửa thật nửa giả, ví dụ như một tháng chỉ có thể châm hai lần thì hoàn toàn là lừa bịp người. Với thân thủ thất đoạn của Diệp Phàm, cả đêm châm hai lần cũng không thành vấn đề chứ đừng nói là một tháng. Châm kim dĩ nhiên là hao phí nội kình nhưng nội tức đạt tới thất đoạn dĩ nhiên sẽ có tuần hoàn, tuy nói còn chưa đạt tới, tiên thiên tôn giả, tự sinh sôi theo tiểu chu thiên cảnh giới nhưng trong cơ thể cũng đã hình thành một loại tiểu mạch tuần hoàn rồi. Diệp Phàm sở dĩ nói như thế là tự có tính toán, nếu chỉ trong vòng một tháng chữa hết bệnh cho Tống lão gia tử vậy sau này còn có lý do gì đến Tống gia. Tục ngữ không phải nói năng gặp nên thân, người là động vật có cảm tình, lâu dài không đến thì dù là hảo bằng hữu cũng sẽ thành lạ. Chỉ cần mình chăm chỉ tới Tống gia, thời gian dài, thành quen dĩ nhiên là có thể cùng Tống gia kết nối được quan hệ nhất định. Chủ tịch huyện Diệp, có thể cho bán cho tôi một cây kim châm không? Chủ nhiệm ngoại khoa Thang Khang Thành của Bệnh viện Đệ Nhất Thủy Châu đề nghị. Bán. Diệp Phàm nghi hoặc quay sang nhìn Thang Khang Thành biết y định lấy kim châm của mình về nghiên cứu, nếu như có thể phỏng chế thì tốt. Chẳng qua Diệp Phàm biết, loại kim châm đặc thù này phải dùng nội kình để xúc tích, cho dù là khoa học kỹ thuật hiện đại tiên tiến hơn nữa cũng không cách nào phỏng chế. Hắn lắc đầu, thật xin lỗi giáo sư Thang, châm là một bộ, bán đi sẽ không hoàn chỉnh rồi. À, Thang Khang Thành thất vọng nhưng đảo mắt lại nói. Tôi là người cũng rất thích phép chữa bệnh bằng thảo dược của quốc gia chúng ta. Chủ tịch huyện Diệp, anh có thể cho tôi mượn một chiếc kim châm để nghiên cứu không? Mượn một cái, Diệp Phàm nhắc lại rồi gật đầu đưa một cây kim cho Thang Khang Thành. Đây là điện thoại của tôi, lúc cần dùng thì gọi cho tôi, Thang Khang Thành đưa cho Diệp Phàm một tờ danh thiếp. Vào buổi sáng thứ ba, Diệp Phàm mới vừa vào lớp học thì thấy một đám bạn học đang vây một chỗ, cũng không biết đang làm gì. Thấy Diệp Phàm đi vào, ủy viên đời sống Quách Thu Thiên nhìn hắn cười nói, lớp trưởng Diệp, anh có thể lại phải mời khách rồi. Ha ha ha, mời khách, không có đạo lý nha, mấy ngày hôm trước chẳng phải tôi đã vừa mời, cũng để cho cô chiếm không ít tiện nghi. May mắn có người trả dùm không thì tôi thảm rồi, Diệp Phàm vội vàng kêu khổ. Anh xem đây, có phải nên mời khách hay không, Quách Thu Thiên đưa tới một tờ báo. Diệp Phàm nhìn lướt qua. Phát hiện là Nam Phúc Nhật Báo, chẳng qua trang đầu có một tấm ảnh rất bắt mắt. Tại sao? Trên mặt báo đúng là Tống Sơ Kiệt đang mỉm cười, bắt chặt tay đồng chí Diệp Phàm. Tiêu đề là trưởng ban tổ chức tự mình điểm tướng, anh tài làm người tích cực dẫn đầu, phía sau còn có chữ bốn lớn hơn nữa, có người nối nghiệp. Anh tài đương nhiên chỉ đồng chí Tiểu Diệp, trưởng ban tổ chức là Tống Sơ Kiệt. Tự mình điểm tướng đương nhiên chức vụ lớp trưởng mà chủ nhiệm lớp Lâm Đức Trì đề cử ban đầu cho Diệp Phàm. Chuyện trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Tống Sơ Kiệt lên báo biến thành điểm tướng. Diệp Phàm cuối cùng hiểu ra, quay sang nhìn một vòng thì phát hiện tất cả bạn học tám phần là lộ vẻ đố kỵ trần trụi. Diệp Phàm lúc này đúng là không muốn nổi danh cũng không được. Hơn nữa dưới tấm ảnh còn có bài báo giới thiệu nguyên nhân trưởng ban tổ chức tự mình điểm tướng là bởi vì nhờ vào bản lĩnh lôi kéo đầu tư của đồng chí Diệp Phàm, được mệnh danh là chủ tịch thị trấn 1 tỷ, dĩ nhiên chỉ thành tích đầu tư của hắn đối với thị trấn Lâm Tuyền. Hơn nữa cũng đề điểm đến mạng giao thông lớn Lâm Tuyền, sau khi được ký giả trao chuốt gia công,
đồng chí Diệp Phàm trở thành tượng sáng chói. Hắn trở thành một phó chủ tịch huyện gương mẫu điển hình có tác dụng sốc lên cả một huyện nghèo, toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ, một lòng vì công tác của đảng. Tống Sơ Kiệt thì biến thành bá nhạc có thể nhận biết thiên lý mã, vừa lúc đúng vào công tác tổ chức chọn người của y, trở thành hình tượng biết người giao việc. Chủ nhiệm lớp Lâm Đức Trì cũng tương đối cao hứng, một buổi sáng không đi học mà đi phân báo chí, lồng ghép sự tích Diệp Phàm. Buổi tối, ở phòng ăn, Diệp Phàm bị Quách Thu Thiên bắt đi mời khách, mỗi bàn một két bia, cộng thêm một nồi lẩu. Đương nhiên đây là dịp để mọi người tụ tập náo nhiệt, vài món thức ăn đương nhiên là chuyện nhỏ. Sinh hoạt ở trường đảng vừa bình thường vừa khẩn trương, chương trình học thu xếp sát sao. Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, xế chiều từ 2 giờ đến 4 giờ rưỡi, buổi tối thỉnh thoảng sinh hoạt tập trung dân chủ thảo luận có trao đổi tư tưởng. Diệp Phàm làm lớp trưởng, việc phải gánh vác càng nhiều. Có khi chủ nhiệm lớp Lâm Đức Trì gọi điện thoại tới bảo là phải chạy bộ đi nhận nhiệm vụ. Chẳng qua, thường xuyên qua lại trước hết mấy ủy viên cán sự lớp, bản thân lớp trưởng thì rất nhanh quen mặt các đồng học. Những đồng học này thật không đơn giản, tất cả đều là tinh anh các huyện thành phố, hoặc là trong tỉnh. Hơn nữa số tuổi chỉ trên dưới 20, tiền đồ sau này tương đối lớn. Diệp Phàm nhân cơ hội này cũng giao tiếp khá nhiều bằng hữu. Đặc biệt là hắn ngày càng thân thiết với Lâm Đức Trì. Lúc đầu thì rất khó tiếp cận vì chắc y đoán Diệp Phàm có mục đích riêng tư gì hay không. Chẳng qua sau một thời gian ngắn gặp gỡ thì sự chân thành chất phác lẫn nhiệt tình trong công tác của Diệp Phàm đã làm thay đổi cái nhìn của Lâm Đức Trì. Y cảm thấy tính tình của Diệp Phàm so với mình có khi còn cương quyết hơn. Dần dần, hai người trở thành bạn vong niên. Tuổi của Lâm Đức Trì chẳng qua hơn 40, Diệp Phàm bằng một nửa tuổi y, kém tròn một thế hệ, nói là bạn vong niên cũng không quá đáng. Thông qua gặp gỡ, Diệp Phàm phát hiện Lâm Đức Trì cũng không giống như danh truyền thiết diện bên ngoài. Tính nguyên tắc chỉ là biểu tượng của y, thật ra thì Lâm Đức Trì cũng không phải là mọi chuyện đều nói nguyên tắc, là người không biết biến báo, chỉ là nhấn mạnh tính nguyên tắc hơn so với các cán bộ khác. Đương nhiên, nguyên tắc làm người của Lâm Đức Trì thì Diệp Phàm tối đa cũng chỉ biết bề ngoài. Lâm Đức Trì đối với Diệp Phàm yêu cầu rất nghiêm khắc, luôn lấy hắn làm gương, tuy nhiên về phương diện khích lệ thì cũng không keo kiệt. Chương 637, chấn động nhỏ ở chính trường Thủy Châu. Hơn nữa, thường vụ hiệu phó Lôi Ngọc Phương cũng khen Diệp Phàm ngay trước mặt nên mấy ủy viên trong đảng ủy trường học cũng đã nhớ tên hắn, đều biết trong lớp nhân tài xuyên thế kỷ có một lớp trưởng Diệp Phàm rất có khả năng, vô hình chung làm hắn tăng thêm rất nhiều nhân khí. Đây cũng là một thứ tư sản chính trị bởi vì những đảng ủy viên của tỉnh ủy trường đảng cũng sẽ không ở mãi đây. Tháng 6 ngày 12. Ngư Thái vừa đọc tờ Nhật Báo vừa lắc đầu. Lắc đầu gì vậy, có chuyện gì hay à? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Thường vụ tỉnh thành Thủy Châu chúng ta có chuyện rồi, nguyên bí thư ủy ban chính pháp thành phố cục trưởng cục công an Đặng Kiến Quân lui về tuyến 2, đến hội nghị hiệp thương dưỡng lão rồi, ai? Nghe nói người này là tâm phúc của bí thư thị ủy Hứa Vạn Sơn, coi như thần giữ cửa cho y. Điều này chẳng phải là lãnh đạo trong tỉnh muốn động Hứa Vạn Sơn sao? Thật là đáng mong đợi a, Ngư Thái rung đùi đắc ý. Tôi nói Ngư huynh đó, xem ra lão đệ trong lòng ngươi rất là âm u a. Hứa Vạn Sơn đâu chọc vào anh đâu, có lẽ tâm lý người nước mình thấy người khác gặp họa đều mừng vậy. Không được, không được, Diệp Phàm lắc đầu, vẻ mặt ý vị. Ha ha ha. Trong phòng vang lên ba giọng cười sằng sặc, Ngư Thái vui vẻ, chắc là thế, tin rằng bạn học Hứa Thông hiện giờ trong lòng khó chịu rồi. Nhất định được rồi, Hứa Vạn Sơn là lão đầu tử của y, vị trí của Đặng Kiến Quân bị hỏng, quyền lực của cha y dĩ nhiên yếu đi. Hơn nữa còn là cục trưởng cục công an kiêm bí thư ủy ban chính pháp, công an là ngành quan trọng, có thực quyền hơn những ngành khác, Vệ Thiết Thanh cười nhạt. Hiện tại bọn họ đều đã quyết tâm làm bằng hữu của Diệp Phàm. Hứa Thông vẫn luôn gây sự với hắn nên khi y xui xẻo thì bọn họ dĩ nhiên là cao hứng. Người nào sẽ lên thay vậy? Diệp Phàm hơi có vẻ tò mò. Lý Sương Hải, nghe nói là một phó trưởng ban của công an tỉnh. Bây giờ xuống kiêm nhiệm bí thư ủy ban chính pháp và cục trưởng cục công an Thủy Châu, thực quyền tăng nhiều a. Đoán chừng là ngôi sao mới của tỉnh thành rồi, Ngư Thái cười nói. Lý Sương Hải, Diệp Phàm thất thanh kêu lên. Diệp huynh biết. Vệ Thiết Thanh quay đầu, trên mặt hơi có vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, chẳng lẽ Diệp Phàm lại biết quý nhân của sở công an tỉnh, chắc là không thể nào. Người ta là quan lớn trên tỉnh,
Diệp Phàm chẳng qua một phó chủ tịch huyện nghèo khó, cấp bậc địa vị đều kém đến quá xa. Chẳng qua trong đầu y lại nghĩ đến lúc trung tướng gọi Diệp Phàm là Diệp tiểu bằng hữu, nên nhất thời cũng có chút tin. Ha ha, cũng từng biết qua, trước kia y đến Ngư Dương phá án, lúc ấy tôi cung cấp mấy đầu mối nên coi như là quen mặt thôi. Diệp Phàm cười ha hả, dĩ nhiên không muốn lộ ra. À, Vệ Thiết Thanh đáp một tiếng, cũng không để trong lòng. Lý Sương Hải, khẳng định chính là con cờ một vị lãnh đạo trong tỉnh phái xuống tiết chế Hứa Vạn Sơn. Nghe nói Hứa Vạn Sơn ở tỉnh thành Thủy Châu luôn luôn cường thế, chịu không được ngoại nhân nhúng tay vào sự vụ Thủy Châu. Thủy Châu lại vừa lúc là tỉnh thành, ở ngay dưới mắt tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, làm sao bọn họ có thể để cho dưới mắt mình một nhân vật lấy tay che trời. Nghe nói chuyện vườn hoa ngôi sao lần trước trong tỉnh đã có chút không hợp. Cho nên, tỉnh ủy tất nhiên muốn bày ra thế cân bằng, phái mấy thường vụ xuống để tiết chế sự cường thế của Hứa Vạn Sơn. Nếu không, hội nghị thường vụ tỉnh thành đoán chừng cũng nhanh thành vườn rau của Hứa Vạn Sơn rồi, Ngư Thái phân tích, rất ra vẻ một quân sư quạt mo. Chuyện hoa viên ngôi sao nghe nói là tỉnh không đồng ý nhưng sau đó Hứa Vạn Sơn vẫn có thể vượt qua, cũng không biết dùng thủ đoạn gì. Khăng khăng khiến cho trong tỉnh cuối cùng là mắt nhắm mắt mở, người này đúng là lợi hại, có khí thế bá chủ, Tiền Hồng Tiêu trầm ngâm. Ngư lão đệ, người phân tích cũng đúng, tuy nhiên trong đó còn có một vài biến số, Vệ Thiết Thanh lạnh nhạt. Vệ lão phu tử, anh nói xem nào, Ngư Thái đùa cợt. Hứa Vạn Sơn cường thế, làm cho tỉnh ủy bất mãn nhưng vẫn còn ủy ban nhân dân tỉnh. Nhân vật số 1 của Ủy ban Nhân dân tỉnh là ai chắc hẳn Ngư lão đệ biết rõ, Vệ Thiết Thanh ra vẻ bí hiểm. Diệp Phàm, tiếp lời hỏi, Vệ lão ca, nói nhanh lên, tại sao lại là nhân vật số 1 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, chẳng phải là Chu Thế Lâm sao? Tại sao Chủ tịch tỉnh Chu đối với sự cường thế của Hứa Vạn Sơn lại bỏ qua, chẳng lẽ Hứa Vạn Sơn cùng Chủ tịch tỉnh Chu là cùng hệ hay sao? Nếu không, Chủ tịch tỉnh Chu làm sao theo Hứa Vạn Sơn làm loạn? Theo lý mà nói thì tỉnh thành Thủy Châu xây dựng dưới mắt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tỉnh thành chính là bộ mặt của Nam Phúc chúng ta, tỉnh thành xây không tốt có sơ suất gì thì tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đâu vui vẻ gì. Trẻ con dễ dậy, còn là Diệp lão đệ thông minh, ha ha ha, đoán cũng đoán được rồi, Vệ Thiết Thanh cười to. Qua đúng, không sai. Tuy nói chỉ là thay đổi một vị trí bí thư Ủy ban Chính pháp của tỉnh thành nhưng sau đó là lực lượng sau lưng. Thật ra chân chính là bí thư tỉnh ủy Quách Phác Dương cùng chủ tịch tỉnh Chu Thế Lâm vật lộn đọ sức dịch. Chủ tịch tỉnh Chu là người địa phương, từng bước đi lên vị trí chủ tịch tỉnh. Từ xã đến huyện, từ huyện đến thành phố, từ thành phố đến tỉnh, một đường trèo lên, tích lũy nhân mạch tài nguyên không thể bảo là không rộng, đoán chừng cả Nam Phúc, thủ hạ của chủ tịch tỉnh Chu có khả năng khống chế được hai phần địa bàn. Hứa Vạn Sơn nghe nói từ huyện dựa theo hủ tịch tỉnh Chu. Chủ tịch tỉnh Chu lúc ấy tăng một cấp, y cũng theo một bước, cứ như vậy từng bước đi lên bảo tọa bí thư thị ủy tỉnh thành. Hơn nữa, chủ tịch tỉnh Chu vì để tăng cường phân lượng của mình trong thường vụ tỉnh ủy mà ra sức, cuối cùng đem được Hứa Vạn Sơn vào trong thường vụ. Cũng có người gọi đùa chủ tịch tỉnh Chu cùng Hứa Vạn Sơn ở thường vụ tỉnh ủy giống như cặp bài trùng, phối hợp ăn ý với nhau. Đương nhiên, đại đa số lúc đều là lấy Chu Thế Lâm làm chủ. Không thể nói là ngang bằng mà chỉ có thể nói chủ tịch tỉnh Chu là chủ tử, Hứa Vạn Sơn là nô bộc thôi. Bí thư Quách trên tỉnh ủy điều tới cũng chưa lâu nên chưa vững chân, lần ra tay này bắt đầu từ Thủy Châu, có lẽ sẽ biến thành cuộc chiến quyền lực, Ngư Thái đắc ý. Ai, những điều này đấu tranh quyền lực cao tầng, những tiểu nhân vật như chúng ta đừng để cháy thành vạ lây là được, nếu không cũng quá xui xẻo. May là hiện tại đến trường đảng tỉnh ủy bồi dưỡng coi như tránh nạn, Vệ Thiết Thanh lo lắng. Nếu như trong tỉnh đấu tranh kịch liệt quyền lực, rất có thể có lan đến gần ban lâm nghiệp của y. Có khi một phe phái té xuống thì mấy người cầm đầu sẽ thay đổi, khi đó không chỉ là điều chỉnh một vị trí như Vệ Thiết Thanh mà là sẽ phân chia lại quyền lực trên diện rộng, điều này cũng không khỏi làm Vệ Thiết Thanh cảm thấy nhức đầu. Vệ ca, anh nói xem, tranh đấu giữa chủ tịch tỉnh Chu cùng bí thư Quách thì cuối cùng người nào được lợi? Diệp Phàm rất có hứng thú. Những tin tức này tuy nói là vỉa hè nhưng vỉa hè cũng có chỗ đáng tin của vỉa hè. Nếu như có thể phỏng đoán đến một chút ý đồ trong tỉnh, tuy nói hiện tại cấp bậc mình còn quá thấp chưa thể ảnh hưởng đến tầng trên nhưng học tập kinh nghiệm cũng không phải là chuyện xấu. Bản thân mình cũng đã tiếp xúc qua hai thường vụ tỉnh ủy, một người là phó chủ tịch thường vụ tỉnh ủy Tề Chấn Đào, một người là trưởng ban tổ chức Tống Sơ Kiệt.
thường thường tranh đấu trên tỉnh cũng sẽ ảnh hưởng đến địa phương. Ví dụ như một lãnh đạo trong tỉnh thất thế sẽ ảnh hưởng đến cấp địa khu bên dưới. Địa khu thất thế thì sẽ ảnh hưởng đến huyện. Đây chính là đạo lý rút dây động rừng, trong quan trường lại càng thể hiện rõ điều này, gần giống như hiệu ứng domino. Khó nói, từ tình huống trước mắt thì chưa rõ ràng. Chủ tịch tỉnh Chu tuy nói là người địa phương, căn cơ sâu dày, nhân mạch Quảng Bắc, vừa hô một tiếng sẽ có nhiều người hưởng ứng. Hơn nữa nghe nói nhân vật thứ 5 trong tỉnh là phó chủ tịch thường vụ tỉnh ủy Tề Chấn Đào cũng là đồng minh thân thiết với chủ tịch tỉnh Chu. Tề gia cũng không đơn giản, có thể nói là thế gia quân đội. Cha của phó chủ tịch tỉnh Tề trước kia là ủy viên quân ủy, bất quá bây giờ đã về hưu. Anh trai Tề Phóng Hùng là thế nhưng lân chủ tịch tỉnh, trung ương ủy viên của tỉnh Giang Đô lân cận, tuổi cũng chưa lớn, nghe nói chưa tới 50, sau này tiền đồ vô lượng. Hơn nữa, Tề Phóng Hùng có thể ngồi lên vị trí chủ tịch một tỉnh, ở thời phong kiến coi như là tuần phủ rồi. Có thể ngồi lên vị trí này thì nhất định có người chống lưng ở trên trung ương nếu không sao có thể. Quốc gia chúng ta tuy nói đất rộng người đông nhưng cũng chỉ có ba mấy tỉnh thành. Vị trí chủ tịch tỉnh kia quả thật ít ỏi, cả nước có bao nhiêu quan viên, có bao nhiêu thế gia, bao nhiêu phe phái đang nhìn vào. Cán bộ cấp phó tỉnh cả nước có tới mấy ngàn, có thể thành chủ tịch tỉnh chỉ có 30 mấy người. Nghe nói chỗ dựa của chủ tịch tỉnh Chu cũng không rõ ràng, có người nói y không có chỗ dựa nhưng tôi nghĩ không thể nào. Tuy nói chủ tịch tỉnh Chu làm ra thành tích rõ như ban ngày, nhưng ở trung ương nếu như không ai giúp đỡ mà muốn ngồi lên bảo tọa chủ tịch tỉnh chỉ có thể là người si nói mộng, trên TV thì có thể còn trong đời thực tuyệt đối không có. Vệ Thiết Thanh tai mắt linh thông, vừa nói đến đây Ngư Thái cười chen vào, vệ ca nói có lý, chủ tịch tỉnh Chu có phó chủ tịch tỉnh Tề là đồng minh thân thiết, phái bản địa của Nam Phúc chúng ta có thể xem là mạnh mẽ. Chẳng qua, bí thư Quách một khi đứng vững chân thì phản công sẽ không yếu. Bí thư Quách là ai? Người ta sau lưng nghe nói có quân đội thế gia Triệu Hệ ủng hộ. Triệu Hệ, có phải là phó chủ nhiệm quân ủy Triệu Bảo Cương cầm đầu Triệu gia ở Kinh Thành? Vệ Thiết Thanh đột nhiên tròn mắt, đây là lần đầu tiên y nghe nói vậy nên mới thất thố. Chương 638, con cóc không muốn ăn thịt thiên Nga. Hơn nữa, ánh mắt của Vệ Thiết Thanh lại mịt mờ quét qua Diệp Phàm. Đôi mắt ưng của Diệp Phàm đương nhiên phát hiện tức thì, trong lòng cũng hiểu. Đoán chừng là đêm hôm đó ở quán lẩu Lão Vương lúc ăn cơm cùng phân cao thấp với Triệu Tứ Tiểu rồi tướng quân Triệu Quát gọi mình là Tiểu Bằng Hữu nên làm cho Vệ Thiết Thanh liên tưởng. Đương nhiên là vậy, chẳng qua những gì chúng ta nói đều là không chính thống, Ngư Thái cười nhẹ. Đúng thế, chúng ta là tầng thứ nào? Ở đây chỉ có vệ ca là cán bộ cấp phụ, coi như miễn cưỡng tiến vào hàng ngũ cán bộ cao cấp, còn lại chúng ta đều là cấp sở, chuyện cao tầng cũng chỉ là hóng hớt, ha ha. Diệp Phàm cố ý cười nói. Nếu như bí thư Quách thật sự có Triệu gia Kinh Thành ủng hộ thì chủ tịch tỉnh Chu đoán chừng bại trận đã thành định cục rồi. Triệu gia quá mạnh mẽ, nghe nói tướng quân trong gia tộc đó sắp đến 10 vị. Tư lệnh Triệu Quát của Vịnh Lam Nguyệt Thủy Châu chúng ta nghe nói cũng là một cây cột của Triệu gia. Vệ Thiết Thanh nói đến đây, đột nhiên quay đầu sang Diệp Phàm cười nói, tướng quân Triệu tướng quân còn giống như biết Diệp lão đệ phải không? Diệp Phàm biết Vệ Thiết Thanh thăm dò mình có quan hệ với Triệu gia ở Kinh Thành hay không, đang chuẩn bị trả lời thì Ngư Thái giành trước, đúng đúng đúng. Hôm trước lúc ăn cơm ở quán lẩu Lão Vương chẳng phải là có yêu nữ Triệu Tứ Tiểu Thư xông vào, ha ha, hình như cô ta với Diệp ca là. Ngư Thái mập mờ, ý tứ hai năm rõ mười ám chỉ Diệp Phàm cùng Triệu Tứ Tiểu Thư có phải liên quan gì hay không. Ngư huynh, tôi đâu dám, cho dù là muốn có quan hệ gì cũng đâu được người ta để mắt tới. Người ta là gia thế như thế nào, chắc hẳn hai vị huynh đệ hôm đó nghe ra cũng thấy manh mối. Triệu Tứ Tiểu Thư chính là đại tiểu thư của Triệu gia từ Kinh Thành tới, nghe nói ở gia tộc đứng hàng thứ 4, cho nên gọi là Triệu Tứ Tiểu Thư. Khẩu khí còn rất lớn, trước kia phu nhân của thiếu soái Trương Học Lương cũng gọi là Triệu Tứ Tiểu Thư, không ngờ cô ấy cũng dám gọi như thế, có lẽ là trùng hợp ba. Rồi hãy nói, anh nhìn tôi xem. Cha tôi là một chủ nhiệm nho nhỏ của Cục Lao động huyện, so với một phó trưởng phòng nho nhỏ như tôi còn thấp hơn. Mẹ tôi làm giáo viên, trong nhà dò khắp bát đại tổ tông cũng tìm không ra một quan viên tép diêu thất phẩm. Bản thân tôi chỉ là một phó chủ tịch huyện nho nhỏ đã khiến cho cả nhà vui mừng, cha mẹ mực hô to phần mộ tổ tiên phát rồi. Cho nên, Triệu Tứ Tiểu Thư là thiên Nga, tôi cũng không muốn làm một con cóc, Diệp Phàm cười ha hả, tự giễu mà cười.
coi những chuyện này là tầm phào. Diệp lão đệ, cậu thế mà không nói thật, mấy anh em chúng ta tuy mới chỉ quen biết nhau một thời gian ngắn nhưng cũng coi là có duyên. Sau này có chuyện mọi người còn giúp đỡ nhau, cũng không nên gạt mọi người, Ngư Thái, anh nói có phải hay không? Vệ Thiết Thanh liếc mắt ra hiệu cho Ngư Thái. Ngư Thái đương nhiên ngầm hiểu, cười nói, Diệp ca, quan hệ với anh và Triệu Tứ Tiểu Thư tiến triển đến mức nào rồi, cầm tay chưa, đã hôn chưa? Hay là đã hôn chỉ còn một tầng phòng tuyến cuối cùng chưa đột phá hay chính là lên giường đấy, tôi là người thô kệch, dứt khoát nói trắng ra là được rồi. Lên giường, ai cùng ai lên giường, ngoài cửa có người tiến vào, chính là Tiền Hồng Tiêu, vẻ mặt quái dị nhìn chằm chằm vào ba người. Diệp ca cùng Triệu Tứ Tiểu Thư a, Ngư Thái thuận miệng cười nói. Triệu Tứ Tiểu Thư, a, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Diệp ca, mới vừa rồi Triệu Tứ Tiểu Thư đứng ở cửa trường học, tôi từ bên ngoài đi vào thì đụng phải cô ấy. Hôm trước sau khi ăn cơm ở quán lẩu Lão Vương thì cô ấy vẫn có ấn tượng với tôi, chắc là có chút thô thiển vì lúc ấy mấy anh em chúng ta vây công. Ha ha ha, Tiền Hồng Tiêu cười khan. Triệu Tứ, cô ấy tới đây à, Diệp Phàm khẽ run, trong lúc vô tình liền đứng lên. Ha ha ha, ba người còn lại cười phá lên. Thấy không, còn nói không sao, cái gì con cóc thiên nga. Đồng chí Diệp Phàm, bây giờ con kia thiên nga kia đang đứng ở cửa trường học chờ con cóc cậu đấy, Tiền Hồng Tiêu khoa trương. Chờ tôi, các cô ấy có mấy người. Diệp Phàm khẽ ngạc nhiên, thầm nghĩ chẳng lẽ Thủy Châu Tứ Mỹ lại đến. Thì một, cậu còn muốn mấy? Xem ra lớp trưởng Diệp đại nhân của chúng ta thật là phong lưu, ra ngoài lưu tình, ai? Lão Tiền ta số khổ, một không có, ngay cả nửa cũng không tìm được, thảm a, Tiền Hồng Tiêu thở dài, trình diễn vẻ mặt cay đắng còn rất là thật. A, một là tốt rồi. Chẳng qua, Hồng Tiêu, chắc anh gạt tôi, Triệu đại tiểu thư làm sao có thể đến trường đảng tìm tôi? Tôi coi như là dễ hành a, anh trình diễn không đạt rồi, thất bại, Diệp Phàm còn lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối. Thất bại, không tin coi như không, nhưng lời tôi đã nhắn rồi. Tin hay không là tùy anh. Chẳng qua mới vừa rồi tôi và Triệu Tứ Tiểu Thư cùng nhau đi vào, cô ấy nói đợi ở cửa, Tiền Hồng Tiêu nửa đùa nửa thật. Tôi mới không mắc mưu, Diệp Phàm lắc đầu, căn bản không tin, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, mới vừa nói đến Triệu Tứ Tiểu Thư thì người ta đã đứng ở cửa trường đảng. Hơn nữa mình cũng không có liên quan gì đến Triệu Tứ Tiểu Thư, cô ta tại sao phải tới tìm mình, cho nên chuyện này tám phần là do Tiền Hồng Tiêu cố ý làm giả. Lúc này truyền đến gõ cửa dồn dập. Thấy không, nhất định là Triệu Tứ rồi, người ta đã đợi không kịp, vọt vào trường học, Tiền Hồng Tiêu liếc mắt, ý bảo Diệp Phàm đi mở cửa. Cửa không có khóa, tự mình đi vào đi, Diệp Phàm cười nhẹ, trong lòng vẫn cảm thấy nghi ngờ. Lớp trưởng, tôi mới vừa làm xong kế hoạch, anh xem chỗ nào cần hoàn thiện cần sửa đổi không, người đi vào không phải là Triệu Tứ tiểu thư mà là ủy viên đời sống Quách Thu Thiên. Cô ta cười ngọt ngào. Ưỡn ngực về phía trước khiến Diệp Phàm âm thầm nuốt nước bọt. Tốt lắm, để tôi xem, Diệp Phàm nhận lấy. Sau mấy phút, Diệp Phàm ngẩng đầu lên đang chuẩn bị nói một chút thì một cô gái mặc áo pun quần jean bó sát nhảy vào cầm tay hắn hô, Diệp tiên sinh, tôi có việc gấp tìm anh. Mai Diệp Thu, cô tới làm gì? Diệp Phàm nhướng mày. Anh cứ đi theo tôi đã, tôi thật sự có việc gấp tìm anh, chậm thì không kịp nữa, van anh. Mai gia đại tiểu thư Mai Diệp Thu luôn cường ngạnh lại có thể lộ ra phong thái nữ nhi hiếm có, nước mắt ứa ra cầu khẩn. Hừ, lớp trưởng hiện giờ không rảnh, còn chưa xem xong kế hoạch của tôi, Quách Thu Thiên nhướng mày, liếc Mai Diệp Thu một cái, hình như rất không cao hứng. Biểu hiện của Quách Thu Thiên làm mấy người Ngư Thái mở rộng tầm mắt, tại sao không có lễ phép như vậy, điều này hình như không giống với một Quách Thu Thiên đại tiểu thư luôn luôn nhiệt tình hòa nhã với mọi người. Chẳng lẽ lại nói ở đây bốc mùi giấm chua, cô ta quen biết Diệp Phàm chỉ mới mấy ngày, cũng sẽ không tiến triển nhanh như vậy chứ. Cô có chuyện gì nói đi, Diệp Phàm lạnh như băng, hắn cũng hiểu Mai gia thế lớn nhưng bản thân cô ta quá kiêu ngạo nên không có hảo cảm. Anh đi theo tôi, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, nếu không không còn kịp rồi, van anh, Mai Diệp Thu liếc nhìn Quách Thu Thiên, đưa tay kéo Diệp Phàm. Cái này, Diệp Phàm thật ra không muốn. Liếc nhìn Quách Thu Thiên đang xa sầm bên cạnh. Là đoàn trưởng Thiết bảo tôi tới tìm anh, Mai Diệp Thu không thể làm gì khác hơn là nói rõ ngọn ngành. Đi, Diệp Phàm còn tưởng rằng Thiết Chiêm Hùng thu xếp chuyện gì nên vội vàng đồng ý,
quay sang bảo Quách Thu Thiên, kế hoạch này tương đối tốt, không cần sửa lại, cứ như vậy đi, nếu không cô đưa cho vệ ca nhìn xem, tôi có việc phải đi rồi. Hừ, không lấy, Quách Thu Thiên ném bản kế hoạch lên đầu giường Diệp Phàm một cái rồi giận dày cồm cộp đi ra. Diệp ca, Triệu Tứ còn chờ ở cửa, anh đi nói với người ta một chút nếu không lại bảo tôi không báo, phía sau truyền đến tiếng hò hét của Tiền Hồng Tiêu. Biết rồi, Diệp Phàm đáp lời. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Thiết ca có thể trực tiếp gọi điện thoại cho tôi, làm sao lại nhắn cô? Dạ, là chuyện riêng của tôi, không có quan hệ tới đoàn trưởng Thiết, Mai Diệp Thu nói khẽ. Chuyện riêng, Mai gia còn có chuyện gì làm hay sao? Một phó chủ tịch huyện nho nhỏ như tôi thì có thể giúp cô cái gì? Chuyện lạ, Diệp Phàm nói, còn lắc đầu, trong lòng hết sức nghi ngờ không giải thích được. Em trai thiên kiệt của tôi, vốn là đã sớm đạt tới nhị đoạn quốc thuật đỉnh cấp nhưng không cách nào tiến lên tam đoạn. Vào lúc trước ở phòng ca múa bị Tề Thiên đánh, lại bị anh đánh. Tôi biết chuyện lần đó là chúng tôi không đúng. Bất quá em trai tôi vẫn không phục nên một mực đòi khiêu chiến với anh, thề không đánh bại anh sẽ không làm gì. Lúc ấy tôi kích hắn, nếu như có thể đánh thắng tôi thì có thể khiêu chiến với anh. Kết quả, nó trong cơn tức giận chạy đến núi võ đang bảo muốn học võ công thần kỳ. Võ công thì không học, lại gặp được một đạo sĩ cho một hoàn thuốc nói là có thể tăng công lực. Chuyện này nó cũng không nói với tôi, tự mình ăn rồi, nói là lập tức có thể đột phá lên tam đoạn, có thể khiêu chiến với anh. Kết quả, ai, khí cơ hoàn toàn loạn rồi, hoàn thuốc nhất định là giả dối, tôi đã hỏi sư phụ rồi, nói là làm không tốt có thể khiến thiên kiệt tàn phế, nghiêm trọng có khả năng chí mạng. Sư phụ của tôi hiện giờ còn ở nước ngoài chưa quay về. Sau đó tôi cầu đoàn trưởng Thiết, chẳng qua đoàn trưởng Thiết bảo tôi tới tìm anh, Mai Diệp Thu lo lắng nói. Tìm tôi thì có biện pháp gì? Diệp Phàm vờ vịt, cố ý muốn gây khó khăn một chút cho Mai Diệp Thu. Hai người vừa nói vừa đi ra cổng chính của trường đảng. Diệp tiên sinh, chuyện lần trước tôi xin lỗi, yêu cầu ngài tha thứ. Cầu anh cứu em trai tôi, Mai Diệp Thu tiếp tục cầu khẩn. Chương 639, tới nhà tướng quân. Cầu tôi cũng vô dụng, tôi đâu phải là võ lâm cao thủ. Tình huống giống như em trai cô nếu như muốn bình phục khí cơ trong cơ thể thì chắc phải mời cao nhân như đoàn trưởng Thiết mới được. Tôi tuy nói thân thủ cao hơn cô một chút nhưng là không thể nào, Diệp Phàm cố ý lắc đầu. Diệp tiên sinh, anh làm được, nếu không đoàn trưởng Thiết sẽ không bảo tôi tới tìm anh, van anh, tôi. Tôi quỳ xuống cho anh xem, Mai Diệp Thu vô cùng kích động, hai chân khẽ cong lại thật sự chuẩn bị quỳ xuống, làm Diệp Phàm vội vàng đưa tay ngăn lại. Dĩ nhiên không thể để cho cô ta quỳ rồi, nếu không để cho bạn học nào đi qua nhìn thấy thì ngày mai chắc sẽ thành tin tức chấn động toàn trường. Chẳng qua Mai Diệp Thu quyết tâm quỳ xuống rất lớn nên Diệp Phàm phải nhấc mạnh lên làm kéo cả người cô vào trong ngực. Thấy không, vừa khuất mắt nhé. Lợi hại, chẳng qua, cũng quá nôn nóng đi, ít nhất phải đợi đến chỗ không có ai chứ. Tiền Hồng Tiêu lén lén lút lút cùng mấy người ngư thái nấp bên cửa sổ phía xa. Tình Thánh à Tình Thánh. Cũng không biết Diệp ca làm mấy cái. Hồng Tiêu, thấy không, đây chính là cao thủ, chúng ta đạo hạnh còn mỏng, tiếc nuối, ngư thái lắc đầu. Trình độ đại sư, Vệ Thiết Thanh thở dài. Lão vệ, anh than thở gì, có bà xã rồi còn muốn cái gì nữa? Chẳng qua có bà xã rồi thì cũng không phải là hết chuyện, bây giờ chẳng phải là vẫn có bài vẻ sao? Tiền Hồng Tiêu nhất thời quên từ, vuốt tóc một cái rồi đọc, tiền lương căn bản bất động. Bà xã căn bản không cần, ăn uống có người đưa tiễn, nhà ở có người tiến cống, xe buýt căn bản không dùng, ngư thái thản nhiên cười dâm nói. Đúng, 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 còn có nữa là cờ hồng trong nhà không sáng, bên ngoài cờ màu bồng bềnh. Vì thế lão vệ này, có lão bà vẫn chưa việc gì, cơ bản là phải xử lý tốt quan hệ vợ chồng. Chuyện tình nhân đánh chết cũng không thể cho bà xã biết, chỉ cần làm cho tốt công tác giữ bí mật, còn sợ gì. Tiền Hồng Tiêu cười. Ngay cả nước miếng cũng phun ra. Ai, Diệp Phàm không giống như vậy, còn là độc thân, cho dù là cả một hàng cờ màu cũng không có gì để nói, tôi thì không giống như thế, làm sao có thể so với hậu sinh khả úy các cậu. Chẳng qua, công tác giữ bí mật phải làm tốt, nếu không thì sẽ mâu thuẫn nội bộ, Vệ Thiết Thanh khoa trương. Hừ, ôm chặt thì được rồi, có cần biểu diễn hôn môi không? Họ Diệp, sáng mai tôi trở về kinh, buổi tối tôi ở Phi Vân Các chờ anh. Không theo tôi uống rượu say thì đừng mơ rời đi, một giọng sấm sét chợt vang lên bên tai, Diệp Phàm kinh ngạc ngẩng đầu,
phát hiện Triệu Tứ tiểu thư đang trừng mắt Hạnh, nói xong mấy câu tàn nhẫn đang định bỏ đi. Hôn thì hôn, cô quản làm gì, hừ, Mai Diệp Thu cũng nổi giận, thân thể vừa động, hai tay dùng lực ôm tới càng dán chặt hơn vào người Diệp Phàm, ép cả bộ ngực vào hắn, nghiêng đầu hừ một tiếng. Tôi quản chuyện gì, họ Diệp, anh nói xem có quản chuyện tôi không, đêm hôm đó anh nói sao giờ đã thay đổi rồi. Đêm hôm đó, tôi không có, Diệp Phàm không hiểu ra sao, cảm giác nói ra càng rối, vội vàng ngậm miệng, trong lòng âm thầm kêu khổ, con mẹ nó chứ đây là chuyện gì. Không giải thích được. Hừ, có phải hẹn hò trên giường với tiểu thư Triệu gia rồi hay không, còn tình trạng ý thiếp chơi đồng tử quan âm, ha ha ha, Mai Diệp Thu càng can đảm hơn chọc thẳng vào Triệu Tứ tiểu thư. Hẹn hò thì hẹn hò, quan hệ gì với cô? Diệp ca nhìn không thuận cô còn tự dán vào, ha 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 lạc, Triệu Tứ tiểu thư cực kỳ tức giận, cố ý hết ngực, hình như muốn so lớn với Mai Diệp Thu. Diệp Phàm sợ hết hồn, vội vàng quay đầu nhìn xung quanh, cũng may mà không có ai, nếu không sẽ phát ra tin tức chuyện tình tay ba thì thảm rồi. Xong, lão vệ, thấy không, cờ màu bồng bềnh tựa như cũng không phải nhiều là tốt, vừa bay thì đã ầm ĩ rồi đấy. Nếu để xảy ra đánh nhau thì thảm rồi, Phong Lưu A, đây là giá phải trả của đàn ông sao? Tiền Hồng Tiêu lắc đầu thở dài. Diệp huynh đệ có phải giá trị vậy không mà để cho hai cô em xinh đẹp giành nhau vậy chứ? Tôi mà thế thì chết cũng cam nguyện a. Ngư Thái giả bộ nuối tiếc khiến Vệ Thiết Thanh buồn cười. Chết dưới váy mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Thực sắc tính dã mà, bộ dạng thầy đồ của Vệ Thiết Thanh lại phát tác, còn rung đùi đắc ý. Lão vệ, anh lại ra vẻ thanh cao rồi phải không? Ngư Thái nhịn không được. Ha ha, là đặc điểm của vệ ca mà, Tiền Hồng Tiêu cũng không còn quên ồn ào. Một đống thịt béo, có gì mà phải so, Mai Diệp Thu cũng ưỡn ngực, bắt đầu cuộc tỉ thí ngực lớn. Giờ đang là tháng 9, hai người ăn mặc đều tương đối mỏng, nên những chỗ lồi lõm đều nhìn rõ ràng. Mỗi người một vẻ, bộ ngực của Triệu Tứ tiểu thư thì có vẻ tràn đầy, làm người ta có một cảm giác dày nặng. Bộ ngực của Mai Diệp Thu thì cao vút, hơn nữa rất mạnh bạo. So với Triệu Tứ tiểu thư thì không lớn bằng nhưng lại cao hơn, tương đối bắt mắt. Diệp Phàm há miệng quan sát, ánh mắt hết liếc bên này lại sang bên kia, thầm nghĩ, bàn về xúc cảm thì ngực của Triệu Tứ chắc một tay ôm không hết, hơn nữa cô ta còn là con gái, dày nặng, thoải mái. Mai Diệp Thu cả ngày luyện công, bộ ngực còn có thể giữ vững như thế thì chắc là tương đối cứng, chắc là không mềm mại như Triệu Tứ. Tuy nhiên cảm giác mạnh bạo như thế cũng có đặc sắc riêng, nói cách tổng thể, xúc cảm khẳng định mỗi người mỗi vẻ, cây cải củ rau cỏ, lão tử xem ra khó chọn. Thịt béo thì sao, so với cô còn đàn hồi hơn. Mai gia muội tử, đàn ông không thích da thịt quá cứng rắn đâu, bắt tay đã thấy như tảng đá, cũng không phải là luyện quyền anh, ha ha ha, Triệu Tứ tiểu thư phản kích. Hơn nữa cái gì, Triệu nha đầu, không dám nói đi. Mai Diệp Thu đắc liếc Triệu Tứ tiểu thư. Có gì không dám nói, tôi sợ người chịu không được, khanh khách, Triệu Tứ tiếp tục cười nói. Hừ, Diệp ca, chúng ta đi, không để ý tới cô. Tối nay để tôi đi với anh uống rượu, ha ha ha, Mai Diệp Thu hừ một tiếng, lườm Triệu Tứ tiểu thư một cái rồi cười phá lên làm Diệp Phàm nổi cả da gà. Họ Diệp, tối nay anh dám mang cô ta đi thì không xong với tôi, Triệu Tứ tiểu thư trừng mắt. Diệp Phàm, còn đứng đó làm gì? Nơi này là trường đảng, ảnh hưởng nhiều không tốt, ai, ở gốc cây phía xa đột nhiên truyền đến tiếng thở dài của hiệu phó Lâm Đức Trì, người cũng chưa tới đây. Xem ra là chừa cho Diệp Phàm chút mặt mũi. Không có gì đâu, chỉ là chị em vui đùa chút thôi, chúng tôi đi đây, Diệp Phàm giật bắn mình, vội vàng dẫn đầu rời đi, kề sát tai Mai Diệp Thu nói, không cứu em trai cô à. Hắn thầm than xui xẻo, lại có thể bị cho Thiết Diện Lâm Đức Chỉ bắt được, nếu như để cho y có ác cảm thì khổ rồi, vất vả lắm mới tạo được quan hệ với y, bỏ qua thì thật đáng tiếc. A, à, Thiên Kiệt, chúng ta đi mau. Mai Diệp Thu lúc này mới nhớ lại tránh sự, biến sắc vội vàng đuổi theo Diệp Phàm. Phía sau truyền đến tiếng la hét của Triệu Tứ, họ Diệp, anh thật có gan. Không phải chuyện của cô, thật là dài dòng, Diệp Phàm cũng không quay đầu nói một câu tàn nhẫn làm Triệu Tứ đứng ngây ra nhìn đôi nam nữ chạy đi, giẫm chân một cái, họ Diệp. Chờ xem, Mai gia ở Thủy Châu cũng có một cổ viện ở trong rừng cây, gọi là Mai Gia Lâm. Tòa cổ viện này đều dùng đá hoa cương thô ráp để xây nên, nhìn qua trông rất hòa hợp với tự nhiên. Cả hai đi vào đại sảnh,
phát hiện thấy có mấy người đang lo lắng vây quanh một người nằm trên mặt đất, chính là Mai Thiên Kiệt. Lúc này gã giống như một kẻ điên lăn lộn, nước dãi chảy ròng ròng, mấy người ôm cũng không được, cũng không dám ra tay sợ tổn thương đến gã. Diệp Thu, mời được cao nhân đến chưa vậy? Thấy Mai Diệp Thu đi vào, một phụ nữ mặc áo ngắn thêu hoa rất có khí chất phụ nữ thời xưa lên tiếng. Cô à, đã mời đến rồi, Mai Diệp Thu thuận miệng nói. Ở đâu? Người phụ nữ này nhìn ra phía sau Mai Diệp Thu thì thấy Diệp Phàm rồi nhìn lại, dĩ nhiên cũng không cho hắn là cao nhân gì, nghĩ là cao nhân đang tới sau. Chính là vị Diệp tiên sinh này rồi, Mai Diệp Thu nghiêng người giới thiệu. Hắn, giọng phụ nữ kia đột nhiên cao lên rất nhiều, đồng thời lên tiếng còn có cả một người thanh niên trông có vẻ từng trải mặc quân phục đại tá. Diệp Phàm biết bọn họ thấy mình còn trẻ nên không cảm thấy tín nhiệm, đưa tay ra bắt, cười nói, tôi tên là Diệp Phàm. Công tác ở huyện Ngư Dương. Chương 640, Mai ra. A, Diệp tiên sinh mạnh giỏi, tiểu cô khẽ đưa tay ra rồi rụt nhanh về, vẻ mặt lãnh đạm lẫn thất vọng, giống như tay của Diệp Phàm vừa đi vệ sinh về vậy. Đây là tiểu cô của tôi tên là Mai Phán Nhi, vị bên cạnh là Mai Công Lược, là anh họ tôi, Diệp tiên sinh xin mời, Mai Diệp Thu giới thiệu sơ lược một chút, thúc giục Diệp Phàm nhanh chóng hạ thủ. Diệp Thu, cháu suy nghĩ kỹ chưa? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Nếu Thiên Kiệt hỏng trên tay hắn thì cha cháu cũng chỉ có một nam thôi đấy. Tiểu cô Mai Phán Nhi liếc xéo Diệp Phàm, không tin một người còn trẻ như hắn lại có được bản lĩnh gì lớn. Đúng vậy a Diệp Thu, nếu không thì cầu sư phụ của em đi, dùng chuyên cơ chở bọn họ từ Nga Mi cũng chỉ mất mấy giờ mà thôi, đại tá Mai Công Lượng cũng khuyên nhủ. Không còn kịp rồi, sư phụ nói là bà đã ra nước ngoài, trên núi cũng không còn cao thủ. Hai trưởng lão cũng đi theo bà để làm việc, Mai Diệp Thu lắc đầu khổ sở. Không được, chuyện này cô xem phải bàn bạc với cha cháu, nếu Thiên Kiệt xảy ra chuyện vậy thì không được, Mai Phán Nhi suy nghĩ một chút rồi kiên quyết ngăn trở. Hắn là người mà đoàn trưởng Thiết Bái làm huynh đệ chết sống, là đoàn trưởng Thiết bảo cháu mời hắn. Mai Diệp Thu cũng không muốn dài dòng, ném ra Thiết Chiêm Hùng để trấn trụ. Đoàn trưởng Thiết, có phải là đoàn trưởng Thiết lãnh đạo của em không? Viên đại tá chấn động, trong mắt lóe lên một tia sáng rồi lập tức biến mất. Mặc dù che giấu rất khá nhưng vẫn bị Diệp Phàm nhìn thấy, cười thầm, xem ra đại danh Thiết ca thật là như sấm bên tai, ngay cả đại tá đây cũng biết, mình đúng là ăn theo nhiều lắm. Hôm trước ở quán lẩu Lão Vương, tư lệnh quân khu trấn vừa nghe đến tên thì cũng sáng mắt, còn muốn mời mình đến quân khu chơi. Ừ, Mai Diệp Thu hừ một tiếng. Diệp tiên sinh, thật xin lỗi. Mới vừa rồi chúng ta không biết, xin mời anh, đại tá Mai Công Lượng thoáng cái nhiệt tình, thậm chí còn mờ mịt liếc qua trên người em họ Mai Diệp Thu và Diệp Phàm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Phàm cảm giác ánh mắt người này có điểm quái dị, nghĩ thầm, không giải thích được. Nghe Tề Thiên nói là Yên Kinh Mai gia có tài lực rất lớn, gia tộc có một tập đoàn công ty tổng tài sản trên 1 tỷ. Trước kia chị em Mai gia thấy mình thì vinh mặt. Hôm nay đã cầu đến cửa thì dù sao cũng phải mò được chỗ tốt, cũng không thể ra về tay không. Hắn bước đến bên cạnh Mai Thiên Kiệt, đưa ngón tay ra điểm mấy cái. Thiên âm lôi cương chỉ của Trần Khiếu Thiên chẳng những có thể chơi đòn ngầm trong lúc đánh nhau mà còn có thể dùng để khơi thông kinh lạc. Mai Thiên Kiệt lập tức ngừng dãy giụa, chỉ là thân thể vẫn còn hơi run, xem ra rất thống khổ. Quả nhiên là cao nhân, dựng sào thấy bóng, người ta điểm mấy cái thì Thiên Kiệt đã nằm yên. Mới vừa rồi mấy người chúng ta đều ôm không được, mấy người trong sảnh thầm nghĩ, nhất thời thấy được hy vọng. Diệp Phàm cẩn thận kiểm tra một vòng thì hiện khí cơ Mai Thiên Kiệt tương đối loạn, khí tức trong kinh lạc chạy tán loạn, nếu như không khơi thông thì chắc toàn bộ sẽ bị hủy, trở thành người tàn phế. Chẳng qua, Diệp Phàm cũng vui mừng phát hiện, tiểu tử này vận khí còn rất tốt. Hoàn thuốc kia hình như đúng là có tác dụng tăng công lực, nếu như trong khi khơi thông mượn lực dùng lực. Nhất cử có khả năng giúp gã đột phá đến tam đoạn quốc thuật. Biết vậy nhưng Diệp Phàm lộ ra vẻ hoang mang, nhăn mặt nhíu mày, dĩ nhiên chuẩn bị để giao giá trên trời. Làm sao vậy, Diệp tiên sinh, em trai của tôi, Mai Diệp Thu bình thường không sợ trời không sợ đất giờ lại run rẩy, xem ra tình cảm với em trai rất tốt. Khí cơ rối loạn, kinh lạc bị lấp, khí huyết không thông. Có chỗ chắc là bị vỡ làm cho khí cơ bị hủy hoại, muốn hoàn toàn khôi phục e là. Diệp Phàm cố ý thâm trầm, dĩ nhiên là muốn câu cá. Diệp tiên sinh xin nói, mời toàn lực cứu trợ Thiên Kiệt,
nếu trị lành chúng ta sẽ trả cho cậu 200 vạn thù lao, Mai Phán Nhi nhắm mắt nốt tiền. 200 vạn, đủ nhiều. Chẳng qua, muốn hoàn toàn trị lành cho Mai Thiên Kiệt phải có dược vật tương trợ mới được. Nghe nói Mai gia các người là gia tộc lâu năm, trong Hoa Hạ cũng có lịch sử ngàn năm. Diệp Phàm không nói bệnh tình, trái lại nói đến lịch sử Mai gia, khiến cho Mai Phán Nhi không hiểu ra sao. Cũng đành gật đầu, đúng thế, Yên Kinh Mai gia chúng ta từ triều Đường triều đã lập nghiệp ở Yên Kinh, lịch sử tổ tiên đến nay tuyệt đối vượt qua 1000 năm rồi. Vậy thì tốt, không biết có những bổ dược lâu năm hay không, ví dụ như sâm núi trăm, cỏ linh chi, thủ ô. Diệp Phàm rốt cục ném ra mồi câu, hắn muốn mỏ chỗ tốt, nói dược vật chỉ là ngụy trang. Gần đây Diệp Phàm cũng rất bất đắc dĩ, dược liệu để chế luyện lôi âm cửu long hoàn đã hết, nếu không tìm thêm thì không biết lấy đâu ra. Mai gia đã là đại hộ có lịch sử lâu đời, nếu như tổ tiên có tồn trữ những vật hiếm này thì vừa khéo để mò. Bản thân mình cũng không có hảo cảm gì với Mai gia, lấy bọn họ chút đồ cũng không có gì áy náy. Hơn nữa, những dược liệu trăm năm này cho dù là có tiền cũng mua không được, nếu có thì cũng đắt đến kinh người. Ví tiền Diệp Phàm cũng không dày, tuy nói có tòa cổ viện của tập đoàn Nam Cung tặng cho ở Thủy Châu cũng giá trị ngàn vạn nhưng tiền mặt không có nổi 200-300 vạn. Sâm núi trăm năm, cỏ linh chi, ta không rõ, để hỏi tiền bối trong nhà mới được, Mai Phán Nhi lắc đầu, lại hỏi, Diệp tiên sinh thật muốn dùng hợp dược sao? Ừ, ta là nói có đám hợp dược hiệu quả tốt hơn. Có thể nắm được 9 thành cứu trị Thiên Kiệt, nếu không, chỉ có 3 thành, Diệp Phàm nói khoác. Để tôi hỏi ngay, Mai Diệp Thu nóng nảy, lập tức rút điện thoại. Một lát, sau khi cúp điện thoại thì vui mừng nói, ông nội nói có một gốc hà thủ ô trăm năm ô, nghe nói tương đối lớn, đã thành hình người. Hơn nữa còn chia âm dương thành bộ dạng vợ chồng, còn nói là đào lên từ dưới Phật đài của Ngũ Đài Sơn Phật Quang Tự, dính đầy Phật khí. Chẳng qua, Diệp tiên sinh. Ở Yên Kinh, nước xa không giải được khát gần, thời gian không cho phép. Không có chuyện gì, để tôi tạm thời chế trụ khí cơ Thiên Kiệt không cho bùng phát, nếu như khoảng trong 4, 5 giờ nữa đưa tới thì vẫn kịp Diệp Phàm vờ vịt. 5 giờ, được, để tôi bảo ông nội phái chuyên cơ quân đội đưa thẳng tới đây. Mai Diệp Thu trả lời tương đối dứt khoát. Mai gia chính là thế lớn, người ta luôn có biện pháp. Trực tiếp phái quân cơ thì giải quyết, Diệp Phàm thầm mắng một câu. Trong lòng cũng ê ẩm không biết khi nào mình có quyền lực như vậy. Có thể trực tiếp điều động quân cơ ít nhất cũng phải cấp tư lệnh đại quân khu hoặc tập đoàn quân, lão tử còn cách đó rất xa. Chờ đến khi trên vai lão tử có quân hàm cấp tướng cũng phải ngồi lên quân cơ dạo một vòng mới được, tốt nhất là lái đến đập Thiên Thủy, Cổ Xuyên một chuyến, lợi hại. Thật ra thì Diệp Phàm có chút không biết đủ, lần trước đi thi hành nhiệm vụ bí mật ở Nhật Bản, hắn cũng đã từng ngồi quân cơ. Chẳng qua khi đó là ngồi trực thăng. Hơn nữa, sau đó lại ngồi tàu ngầm Thần Long M2, hiện giờ là tàu ngầm hiện đại nhất của quân đội, khí thế đầy đủ. Chỉ sau 3 giờ, hà thủ ô trăm năm đã được Mai gia đưa tới, hiệu suất làm việc quả là không thấp. Cầm chiếc hộp ngọc tinh xảo mở ra, nhìn lướt qua hà thủ ô trăm năm, Diệp Phàm cũng kinh ngạc không dứt. Mấy chữ từ trong đầu xông ra, nhặt được bảo bối rồi. Củ hà thủ ô này to như cánh tay, dài chừng 1 mét, hình dáng bề ngoài có hình một nam một nữ rõ ràng, hai tay còn nắm lấy nhau như một đôi tình lữ. Kỳ quái chính là màu sắc nam nữ cũng không giống nhau, hình dạng thủ ô trên người nam có màu đỏ ớt, còn trên người nữ có màu xanh nhạt, chắc là nam tính hảo còn nữ tính thủy. Diệp Phàm bước ra một tia nội tức thăm dò, thiếu chút nữa mừng như điên. Bởi vì hắn phát hiện ra trong hà thủ ô hình nam có khí tức liệt dương, bên nữ có khí tức âm nhu. Sau này dùng hợp dược rất tốt, ứng dụng linh hoạt. Sau đó chuyện tiến hành vô cùng thuận lợi, thật ra Diệp Phàm căn bản không động tới của hà thủ ô. Chỉ bất quá đau lòng lấy ra một viên lôi dương cửu long hoàn phẩm chất thấp. Đương nhiên, cũng phải xuất ra chút gì với Mai gia mới được, người ta cũng không phải là kẻ ngu, củ hà thủ ô lớn như vậy làm sao dùng hết cho một người. Đoán chừng bọn họ cũng biết chỉ dùng lấy một phần là đủ. Chẳng qua Diệp Phàm đã nghĩ tham hà thủ ô của người ta thì dĩ nhiên cũng sẽ có cách. Hắn liếc nhìn Mai Diệp Thu, nhớ lại chuyện mà đoàn trưởng Thiết đã từng nói qua với mình. Công lực cô nàng này đã ở giai đoạn sắp đột phát lên tam đoạn, bây giờ còn bị vây ở cảnh giới nhị đoạn tiệt lưu. Quốc thuật chia ra làm cửu đoạn, mỗi đoạn lại có 4 tầng nhỏ là khai nguyên, tiệt lưu, luyện kính và thuần hóa, sau tầng thuần hóa thì có thể đột phá lên cảnh giới cao hơn.
Mai Diệp Thu đã sớm đạt đến tầng thứ ba tiệt lưu, chẳng qua mãi vẫn không thể đá vỡ bốn khối đá xanh. Bị vây ở tầng cấp tiệt lưu, nếu như muốn đột phá lên tam đoạn tiệt lưu thì áng chừng mất thêm 1-2 năm. Đoàn trưởng Thiết vẫn một mực làm ông mối cho Mai Diệp Thu và Diệp Phàm, muốn hắn dùng một viên Lôi Dương Cửu Long Hoàn để trợ giúp cô ta đột phá. Tuy nhiên Diệp Phàm không bị sắc đẹp lẫn ra thế cường ngạnh của cô ta mê hoặc. Chẳng qua trước khác nay khác, hiện giờ vì gốc Hà Thủ Ô Hình người kia mà bản thân tự đưa đến cửa, dĩ nhiên không đưa người mà là đưa hoàn thuốc. Chương 641, tính kế Hà Thủ Ô của người. Người này cười nhạt, nói, Mai cô nương, chúng ta ra trước nói chuyện một chút. Diệp tiên sinh xin mời, Mai Diệp Thu còn tưởng rằng Diệp Phàm nói với mình chuyện liên quan đến bệnh của Thiên Kiệt nên cũng không nghi ngờ dẫn hắn vào mật thất. Diệp Phàm không nói lời nào, liếc một vòng trên người Mai Diệp Thu làm cô đỏ mặt, bất quá bây giờ cũng không tiện phát tác, mạng của em trai mình còn ở trong tay người ta, đành chỉ có thể để cho ánh mắt hèn mọn của hắn nhìn một vòng, trong lòng sớm đã sôi máu. Đưa tay, Diệp Phàm không để ý tới cô, hô. Làm gì? Mai Diệp Thu cảm thấy khó hiểu, thầm nghĩ, chẳng lẽ là hắn muốn sờ tay của ta, to gan, nếu dám làm thế thì dù cho là có chuyện của Thiên Kiệt cũng liều mạng với hắn. Nghĩ vậy nhưng Mai Diệp Thu vẫn biết điều đưa tay ra. Diệp Phàm dùng đầu ngón tay áp vào, thuật dưỡng sinh điều chuyển vài vòng để thăm dò tình huống của Mai Diệp Thu. Thuận miệng cười nói, có phải nhìn giống như sắc lang? Hừ, anh tự biết là được rồi, Mai Diệp Thu hừ một tiếng. Ha ha, lúc vừa rồi tranh cãi với Triệu Tứ Tiểu Thư thì còn dán vào người tôi, giờ lại nói thế. Diệp Phàm đùa giỡn. Cái này, khi đó tình huống đặc thù. Không phải là thật, Mai Diệp Thu mặt đanh lại, mất hứng. Chẳng qua khuôn mặt càng đỏ hơn, nhớ tới mới vừa rồi ở trường đảng cùng Triệu Tứ đấu võ mồm cảm thấy mất mặt rất. À, xem như vậy đi, tôi cũng không có ý tứ, chẳng qua cô có muốn đột phá lên tam đoạn hay không? Tôi còn ở cấp luyện kính, không thể nào, đoàn trưởng Thiết đã nói, ít nhất còn phải 2 năm chừng, sư phụ cũng nói không trải qua 1 năm rưỡi thì đừng mơ tưởng. Mai Diệp Thu không tin Diệp Phàm, lắc đầu có vẻ mất mát. Ha ha, nguyện ý thử thì thử một chút, không muốn thử coi như không, chính là nhờ củ Hà Thủ Ô kia mà tôi có thể giúp cô, Diệp Phàm ra vẻ cao nhân. Thật có thể được không? Nắm chắc có mấy thành. Mai Diệp Thu thất thanh kêu lên, đối với khát vọng đột phá tầng thứ thì cô khó có thể nhịn được, chẳng qua đảo mắt lại nói, Hà Thủ Ô là để cứu Thiên Kiệt, tôi không thể dùng nói. Đủ cho hai người dùng. Tôi có thể lấy nó để chế thuốc, có thể cho cô nhất cử đột phá, Diệp Phàm cao giọng, sau đó nói thêm vẻ đáng tiếc, chẳng qua, một củ Hà Thủ Ô lớn như vậy chắc sẽ không còn lại bao nhiêu. Đáng tiếc, anh nói là dùng củ Hà Thủ Ô hình người kia sẽ đủ cho tôi và Thiên Kiệt cùng nhau dùng. Mai Diệp Thu tựa hồ không tin, hỏi lại lần nữa. Đối với củ Hà Thủ Ô đó cô cũng không cảm thấy tiếc rẻ gì, chỉ cần có thể đột phá, Hà Thủ Ô có quý hơn chăng nữa cũng coi không có gì đáng giá. Ừ, Diệp Phàm đáp một tiếng. Tại sao anh lại muốn giúp tôi? Mai Diệp Thu mới vừa khôi phục bình tĩnh lại đỏ mặt, chắc là nghĩ tới điều gì. Mới vừa rồi từ ánh mắt của Diệp Phàm thì đoán là người này sẽ nhân chuyện giúp mình mà làm ra thủ đoạn phong lưu gì, nói trắng ra là sẽ dùng nó để uy hiếp. Lấy thân báo đáp, Diệp Phàm đột nhiên phun ra một câu. Nằm mơ, hừ, mặc dù anh là huynh đệ kết bái sống chết của đoàn trưởng Thiết cũng không được. Mai Diệp Thu khinh thường nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Không cứu em trai cô sao, cũng không muốn đột phá tầng thứ. Diệp Phàm tiếp tục giả vờ. Cứu không được em trai của tôi thì tôi sẽ hầu hạ nó cả đời, cái đó là do số mạng. Về chuyện đột phá thì qua 2 năm nữa là được, nhất thời không vội. Chẳng qua, hôm nay nếu như anh không cứu em trai tôi thì Mai gia sẽ không để yên cho anh. Mai Diệp Thu rất quyết đoán, hơn nữa còn lấy Mai gia ra để áp chế Diệp Phàm. Diệp Phàm thầm gật đầu, có chút thưởng thức, không ngờ lấy chuyện đột phá cảnh giới vẫn không hấp dẫn được cô ta. Mai gia ở trong kinh thành có một ông nội cô là ủy viên quân, còn có cha cô là phó tư lệnh đại quân khu, tiền đồ vô lượng, hơn nữa đoán chừng Mai gia còn không dừng lại ở những quan lớn này a. Chẳng qua, ở trước mặt Diệp Phàm này thì đầu không coi là gì. Cùng lắm thì lão tử trả mũ quan, trà trộn giang hồ tựa như cũng không tệ, ha ha ha. Diệp Phàm cười lên sằng sặc, đột nhiên duỗi ngón ta ra cắm phập xuống mặt bàn. Mai Diệp Thu há hốc miệng, thân thể run bắn nhìn mặt bàn dày 5 phân xuất hiện một dấu ngón tay,
thầm nghĩ, đây là ngón tay sao? Đây là thịt làm sao? Trừ phi là sắt cứng đúc ra còn không không thể thoáng cái đã đâm ra như thế, may ra sư phụ mới có thể đạt tới trình độ như vậy. Không ngờ hắn còn trẻ tuổi như vậy đã có thể đạt tới ngũ đoạn đỉnh cấp, có lẽ còn là lục đoạn, khó trách đoàn trưởng Thiết lại kết bái anh em với hắn, làm sao bây giờ, mới vừa rồi. Như thế nào đây, Diệp Phàm này nếu như trà trộn giang hồ, mai ra sao làm khó dễ được. Hơn nữa, hừ, tôi là người không, cao hứng để người khác uy hiếp, đặc biệt là nữ nhân. Anh nói đi, rốt cuộc muốn làm gì? Mai Diệp Thu kích động nói. Cô cứ nói đi. Diệp Phàm lại chuyển sang đùa giỡn, gõ gõ vào người Mai Diệp Thu mấy lần, cực kỳ lưu manh, kỳ quái là lần này Mai Diệp Thu cũng không tránh ra. Anh cứu được em trai tôi, giúp tôi đột phá cảnh giới thì tôi sẽ báo đáp anh, Mai Diệp Thu cắn răng, đột nhiên nói ra một câu suýt nữa làm cho Diệp Phàm té ngửa. Hắn liếc Mai Diệp Thu một cái, nửa cười nửa không, đã nghĩ thông chưa, tôi tuy nói có chút thân thủ nhưng cũng tương đối đào hoa, tuyệt đối sẽ không chung thủy. Cô cho tôi thì còn tạm được, làm vợ thì không, tôi thích mẫu người ôn nhu kia. Hắn nói ra lời này cuồng vọng tới cực điểm. Xem như anh giỏi, ha ha ha, người ta nói anh hùng thích mỹ nữ, thật ra thì ngược lại mỹ nữ cũng là thích hào kiệt. Mai Diệp Thu tôi thích liệp báo, thích công lực không ngừng đề thăng, mục tiêu mỗi người không giống nhau. Có người thích theo đuổi quyền lực, có người thua ở dưới váy nữ nhân, Mai Diệp Thu này luôn kính trọng anh hùng hào kiệt. Đáng tiếc xã hội hiện đại đã không có giang hồ, cũng không có hào kiệt hào sảng như trước kia. Anh sao, ha ha ha, cũng thật có chút phong cách, vừa mới 20 tuổi thì đã đạt được ngũ đoạn đỉnh cấp, coi như là thiên tài. Sau này có lẽ còn có thể đột phá đến cửu đoạn, làm vợ nhỏ của anh cũng không tệ. Chẳng qua, anh có hơi có sắc tâm, nhưng người có bản lĩnh đều là vậy, đều muốn ôm hết mỹ nhân trong thiên hạ, Mai Diệp Thu không tính là đại mỹ nhân. Nhưng cũng có thể coi là xinh đẹp, cảm ơn Diệp ca có thể để ý tôi, cho tôi may mắn trở thành vợ nhỏ của anh. Tôi rất vui vẻ, đi theo anh sau này công lực sẽ càng lúc càng tăng. Người sống trên đời còn muốn cái gì? Ha ha ha, tiểu muội nhà người ta thích người giàu có, tôi thì thích hào kiệt. Mai Diệp Thu nói ra một tràng làm anh chưa thiếu nữ nghẹn chết, trong lòng hô, mẹ ơi, cô ta còn điên cuồng hơn cả mình, lời này nếu truyền ra ngoài có thể đè chết cả một đám. Bỏ đi, mau rút tay ra nếu không dẫn lửa thiêu thân, bị cô ta nhìn vào chằm chằm thì phiền toái. Những cô gái kiểu này đều rất khó đối phó, đùa lửa tự mình hại mình a. Gia thế của cô ta thế kia mà chịu để làm vợ nhỏ cho mình, quả thật là nằm mơ giữa ban ngày. Diệp Phàm tự dưng sinh ra một phần kiêng kỵ, vội vàng khoát tay, cười nói, bỏ đi, tôi đây không có phúc phận. Như vậy đi, tôi là người thích tiền. Thuận tiện giúp em trai cô đột phá đến khai nguyên tam đoạn luôn, cô thì đến luyện kính tam đoạn. Về phần lấy thân báo đáp thì miễn, trong xã hội phong kiến thì còn có thể. Nếu muốn báo đáp cứ dùng tiền là được, đưa cho tôi 300 vạn đi. Hơn nữa phải đem tất cả thủ tục làm đầy đủ, tránh cho sau này mấy đồng chí của ủy ban kiểm tra tìm tới tận cửa. Chẳng lẽ tôi còn không đáng giá 300 vạn sao? Mai Diệp Thu đột nhiên nhướng mày cười một tiếng làm Chư Ca giật thót. Cô nàng lại chuyển giọng nói tiếp, đáng tiếc, không biết hàng A. Sản nghiệp của Mai gia tùy tiện xuất ra cũng hơn ngàn vạn, con mắt của anh vậy mà quá kém. Bỏ đi, tôi là người rất chi túc nên biết điểm dừng. Tôi phải đi luyện thuốc rồi, chẳng qua nơi này điều kiện không tốt, còn thiếu mấy vị thuốc, tôi đi chỗ này sau một tiếng nữa sẽ trở lại, Diệp Phàm cười nói. Chư Ca nói xong chuồn thẳng, mồ hôi trên lưng chảy ròng ròng, phía sau có một con cọp cái nhìn vào trừng trừng. Con cọp cái này hình như có điều suy nghĩ, oán giận lẩm bẩm, thì ra anh cũng chỉ là con cọp giấy, toàn nói thì mạnh. Mai Diệp Thu này mà không thể lọt vào mắt anh sao? Hừ, là do anh trêu chọc tôi trước mà, muốn bỏ tôi à, không có cửa đâu. Chẳng qua, nhà đầu Triệu Tứ của Triệu gia kia thật đáng ghét, chắc là cũng có ý với hắn, nếu không mạnh miệng với mình vậy. Chắc sẽ không lên giường thật đâu. Người này nhìn qua thì không thành thật nhưng trên thực tế cao thủ như vậy đâu có làm loạn như vậy. Hơn nữa cho dù lên giường rồi cũng không là gì, đàn ông ai chẳng phong lưu, còn chưa kết hôn là còn có cơ hội, Triệu Tứ, chúng ta hảo hảo đấu đấu đi. Hơn nữa, chuyện này là do anh chọc tôi trước nha. Diệp Phàm chỉ cảm thấy phía sau lưng như có một ánh mắt vô hình đang nhìn chằm chằm, trong lòng bất giác cảm thấy sợ hãi. Quái!
khó có thể nha đầu Mai gia kia có ý với mình. Không thể nào, mới gặp qua mấy lần thôi mà. Biết đâu lại là thật, nếu không lần trước ở quán lẩu lão Vương sao cô ta lại ra mặt giúp mình.